xin chào các bạn khán thính giả thân yêu trong khung giờ quen thuộc chuyện ngôn tình việt nam sẽ mang tới một bộ chuyện mới hãy bấm đăng ký và bình luận câu nói ấn tượng nhất trong chuyện để mọi người cùng biết nhé mời các bạn cùng lắng nghe đời còn dài trai còn nhiều việc gì mày phải đau khổ đi lụy về một kẻ phụ tình như thế tao thấy con thanh nói đúng đấy cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra biết đâu mày lại gặp được người đàn ông đẹp trai giàu có và quan trọng là yêu mày Trân trọng mày hơn cái thằng Thái đều cáng kia Hai đứa mày không hiểu đâu Hơn 4 năm trời yêu Anh ấy á Tao đã đem hết tâm tư tình cảm Và cả thanh xuân đặt ở anh ấy Thậm chí ra trường tao không về quê Mà ở lại Hà Nội làm việc cũng chỉ vì anh ấy Cuối cùng thì thứ tao nhận được Từ anh ấy Lại là một cái sừng to đùng Tôi vừa nói với hai đứa bạn thân vừa khóc nghẹn Tôi tên là Lưu Hạ Giang năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, tốt nghiệp cấp 3, thi vào ngành marketing trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Vừa bước vào năm nhất đại học, tôi đã quen và yêu một anh cùng lớp người Hà Nội tên là Ngọc Thái. Chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu, thì anh đi du học tại Anh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa. Mặc dù là yêu xa, nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng tình cảm về nhau. Hứa hẹn ra trường sẽ cưới nhau, chính vì lẽ đó tốt nghiệp đại học, Tôi không về Hải Phòng mà ở lại Hà Nội làm việc để chờ anh về nước. Công việc của tôi là nhân viên bán hàng cho một showroom xe hơi, vì số tiền tôi kiếm được cũng khá nên mỗi tháng tôi còn gửi qua anh cho Ngọc Thái một ít để phụ anh trang trải cuộc sống du học sinh xa nhà và cũng là để chứng minh cho anh tình cảm của tôi luôn hướng về anh. Anh và tôi hơn 4 năm qua vẫn giữ thói quen nhắn tin gọi điện cho nhau bằng Messenger chỉ có điều sáng nay tôi gọi cho anh như thường lệ nhưng người bắt máy không phải là anh mà là một cô gái còn ngọc thái ôm chặt lấy cô ta ngủ như chết bên cạnh ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này tôi còn nghĩ mình hoa mắt tôi đưa điện thoại cho hai đứa bạn thuê cùng căn chung cư với tôi là phương thanh và quỳnh chi xem khi hai đứa nó xác nhận là thật chỉ trong tích tắc bầu trời như sụp đổ mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay của tôi thấy tôi nằm khóc cả buổi sáng Tưởng chừng có thể ngất đi Phương Thanh dựng đầu tôi dậy để nói Mày dậy, bọn tao dẫn đi nhậu Tôi đấm vào ngực trái của tôi khóc lóc Tao đau lắm Đau ở đây này, rất đau Tao không có tâm trạng đi đâu hết Đi nhậu với tụi tao Sẽ hết đau Quỳnh Chi không để cho tôi phản kháng Trực tiếp kéo tôi ra khỏi phòng Lần đầu tiên trong đời Tôi biết đến mùi vị của rượu Càng uống, hình ảnh của Ngọc Thái càng hiện ra trong tâm trí Khiến tôi càng chán nản tôi lại tiếp tục gào khóc tiếng khóc của tôi thu hút ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người trong quán khiến quỳnh chi và phương thanh xấu hổ muốn độn thổ quỳnh chi kéo tôi đứng dậy khỏi quán nhậu đi hát đi qua quán karaoke mày muốn gào khóc kiểu gì cũng được phương thanh tiếp lời đúng đó tao biết có quán karaoke này toàn các anh đẹp trai tới đó không những được hát được gào khóc mà còn được ngắm trai đẹp nữa cơ nhưng tao nói trước hết hôm nay mày còn khóc á à, buồn á à, vì cái tên phụ tình đó nữa ấy, thì mày chết với tao hai đứa bạn thân lại kéo tôi đi hát vì hôm nay là thứ bảy quán karaoke này kín phòng chỉ còn duy nhất một phòng master có sức chứa trên 20 người vừa có khách trả nên chúng tôi vào đó hát có nam phục vụ trẻ tuổi bưng rượu và trái cây cho chúng tôi nhưng anh ta ăn mặc kín đáo chứ không phải sexy như lời Phương Thanh nói anh ta bưng đồ để đó cho chúng tôi rồi liền đi ra ngay. Cũng không phải anh ta đứng đó để chúng tôi được ngắm trai đẹp thoải mái. Hai đứa nghe tôi tra tấn, vừa khóc vừa gào tới 10 giờ tối. Quỳnh Chi đứng dậy nói, Muộn rồi, để tao đi thanh toán rồi về nhá. Về ngủ, mai còn đi làm. Tôi bất ngờ nói với Quỳnh Chi, Hơn 4 năm qua tao sống khép kín giữ mình vì anh ta. Cuối cùng tao nhận lại từ anh ta là sự dối trá. Tao giữ lần đầu cho ai nữa, tao giữ lần đầu tiên còn có ý nghĩa gì nữa có lẽ men say của diệu hình ảnh ngọc thái và cô gái kia trong tâm trí tôi càng rõ nét khiến tim tôi đau nhói tôi muốn làm một cái gì đó để trả thù ngọc thái và tôi nghĩ ngay đến qua đêm của một anh chàng nào đó để trả thù anh ta quỳnh chi vừa ra ngoài được một lúc liền có ba nam thanh niên đi vào trong phòng tôi chỉ vào người đàn ông mặc áo vét chỉn chu nhất dáng người cũng cao giáo đẹp trai nhất trong số ba nam thanh niên rồi nói Lời nói của tôi phát ra hơi nhiều vì men rượu nhưng rất dứt khoát. Tôi chọn anh. Mày nhìn xem, anh chàng tao chọn có đẹp trai nhất trong đám không? Đẹp trai vậy hả mẹ ế xô à? Tao sẽ làm nữ anh hùng cứu vớt anh ta đêm nay. Trong ba năm thanh niên vừa vào phòng, người mặc áo thun thì kéo áo cao để lộ bụng. Người mặc áo sơ mi đang kéo cao hai tà áo làm quạt chỉ duy nhất anh chàng tôi vừa mới chọn là mặc đồ vest chỉnh tề. Tôi cho rằng hai anh chàng kia vì đắt xô nên quần áo nó mới lôi thôi như vậy. Còn anh chàng ăn mặc chỉnh tề kia là do ế xô. Nghe tôi nói, hai anh chàng kia lập tức đứng sang hai bên của chàng trai tôi vừa chọn. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía tôi như muốn hỏi tôi có chắc chắn chọn anh chàng này chứ không phải là họ hay không. Tôi thấy chàng trai tôi chọn không lên tiếng thì nhắc lại. Lời nói của tôi thể hiện sự kiên định tôi chọn anh anh không nghe sao ánh mắt của nam thanh niên nhìn tôi giống như nhìn người ngoài hành tinh hai chàng trai còn lại bỗng dưng mặt đỏ bừng bừng tôi sợ chàng trai không đồng ý giá thấp nên tôi vội nâng giá tôi nghĩ dù sao anh ta cũng thuộc dạng trai đẹp tôi chấp nhận chịu thiệt một chút vậy điều kiện như cũ tăng lên cho anh một triệu rưỡi chàng trai vẫn im lặng hai triệu anh chịu tiền phòng chàng trai vẫn dửng dưng không đáp lại phương thanh đứng dậy dứt khoát kéo theo tôi mày đừng làm loạn nữa về thôi chắc con chi nó đang đợi ở dưới đấy tôi đẩy mạnh phương thanh ra khiến phương thanh lảo đảo người hai đứa mày về trước đi mặc dù tôi uống rượu khá nhiều nhưng tôi vẫn còn nhớ được tôi còn hơn 3 triệu trong tài khoản tôi vừa rút tiền mặt hồi chiều đi nhậu và góp tiền hát karaoke cho quỳnh chi hết một triệu hiện tại trong người tôi còn 2 triệu rưỡi tôi để ý các nhà nghỉ thường treo bảng giá theo giờ hoặc theo đêm thường không tới 500 ngàn một đêm. Vì vậy tôi ra cái giá cuối cùng, nếu anh chàng này còn không đồng ý thì đời con gái của tôi coi như vẫn còn. 2 triệu, tôi chịu tiền phòng. Những tưởng chàng trai tiếp tục từ chối, không ngờ tôi vừa dứt lời, anh ta bất ngờ lên tiếng. Tôi đồng ý. Hai chàng trai còn lại không ai bảo ai, lập tức lấy hai tay che mặt của mình lại. Lúc này không biết ở đâu ra, có một đoàn người toàn thanh niên trai tráng đi vào phòng. Tôi thấy vậy nhìn anh chàng tôi vừa chọn đắc ý nói Hên cho anh là anh quyết định đúng lúc Nếu không á Anh sẽ quay vào ô mất lượt đấy Tôi vừa dứt lời Thì cả đám thanh niên cười rộ lên Tôi đi tới nắm tay chàng trai mình vừa lựa chọn Đi ra khỏi phòng Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thanh niên vừa vào sau Còn hai anh thanh niên vào trước tôi Không nhìn chúng Thì tới lúc này không nhịn được nữa Cúi xuống ôm bụng cười Cảm giác của tôi được nắm tay một anh chàng đẹp trai nhất trong đám trai bao, hết sức thú vị, giống như là tôi vừa trúng sổ số vậy. Phương Thành đứng dậy, ôm áo ấm của ba người chúng tôi, đi ra khỏi phòng VIP karaoke trong bất lực. Lúc Phương Thành đi tới cửa, còn có người lên tiếng hỏi, em không có nhu cầu sao? Phương Thành vội lắc đầu ngoài ngoại, không. Lúc tôi nắm tay chàng trai, đi ngang qua quầy lễ tân, Quỳnh Chi thấy tôi ngạc nhiên hỏi, Giang, mày đi đâu? Với ai đấy? Tối nay, tao đi qua đêm, Hai đứa mày đừng có mà đợi nhá Quỳnh Chi hét với theo tôi Ơ mày bị điên rồi à Hơn 4 năm qua tao điên đủ rồi Giờ á là lúc tao nên tỉnh táo lại Bước ra khỏi quán karaoke Cái lạnh của mùa đông Hà Nội khiến tôi dùng mình Lúc này tôi mới sực nhớ Mình không cầm theo áo ấm Nhưng quay lại lấy áo tôi lại sợ anh chàng Trai bao đẹp trai này Sẽ đổi ý không đi nữa Vì vậy tôi đành bấm bụng chịu rét Tôi thể hiện mình là thượng đế Quay qua nói với anh ta anh trong nghề, quen địa phận ở đây Anh chọn nhà nghỉ gần đây giúp tôi Chúng ta đi bộ tới được thì càng tốt Tôi muốn nhìn thấy chúng ta Họ nghĩ là cặp đôi yêu nhau Chứ không phải là mối quan hệ mua bán Thực tế tôi làm gì còn tiền Để đón xe đi xa Chàng trai nhìn tôi đang lạnh co do Nhưng cố tỏ ra mình ổn bên cạnh Anh ta không nói gì Mà thò tay vào túi quần Lấy ra chiếc chìa khóa rồi bấm vào Ngay lập tức chiếc xe trước mắt chúng tôi Chớp chớp đèn anh ta đi tới mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi. Lên xe đi. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn anh chàng này là trai bao cao cấp. Giá mỗi lần anh ta đi chắc không hề rẻ nên mới mua sắm được xe hơi hạng sang Maybach S450 của hãng Mercedes để đi hành nghề chứ. Hèn gì, hồi nãy tôi ra giá tới mấy lần anh ta mới chịu. Mà có lẽ hôm nay anh ế xô nên mới chấp nhận cái giá rẻ mặt của tôi đưa ra nghĩ lại tôi cảm thấy lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất gọi trai bao của mình vẫn còn may mắn em có lên xe hay không giọng nói của chàng trai vang lên một lần nữa kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung tôi nhìn chàng trai rồi hỏi anh có tính thêm tiền xe không nếu tính thêm á tôi không lên đâu tôi nghĩ mình không có tiền thì cứ thẳng thắn từ đầu cho khỏi mất lòng chưa biết chừng không nói trước anh ta viện cớ chém tôi như chém chuối cũng nên không tính chỉ chờ có câu nói đó tôi lập tức ngồi vào xe chàng trai còn ga lăng đóng cửa xe cho tôi rồi anh ta mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái anh ta khởi động rồi lái xe rời đi cảm giác ngồi vào chiếc xe hạng sang vô cùng thoải mái lại ấm áp kết hợp với men rượu trong người khiến tôi ngủ hồi nào không hay khi tỉnh dậy thì tôi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn thấy tôi mở mắt ra chàng trai hỏi em có muốn đi tắm một cái không Chẳng biết do men say của rượu Hay do nhìn thấy cơ thể của chàng trai Đẹp như tạc tượng Với vô số các loại muối trước mặt Mà cả người tôi bỗng nóng gian Theo bản năng Tôi ngồi lên để nhìn ngắm anh ta cho rõ Thế nhưng anh ta lại nghĩ Tôi muốn đi tắm Mãi tập trung trên gương mặt đẹp trai của anh chàng trai bao Khiến tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra Cho đến khi anh ta đặt tôi trong bồn tắm Đứng rồi xả nước vào người tôi mới hoàn hồn để trở về thực tại tôi đẩy nhẹ anh ta ra rồi nói tôi tự tắm được thế nhưng anh chàng trai bao vẫn không chịu rời khỏi người tôi anh ta nói anh nhận tiền của em vì vậy đây là việc mà anh nên làm nhìn gương mặt đẹp trai không góp chết cả mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ do ướt mà xõa xuống vầng trán cao rộng khiến anh ta lúc này đẹp trai hấp dẫn tới mức khiến tim tôi đập loạn cả lên trước đây tôi và ngọc thái yêu nhau anh ta là người khá cổ hủ đối với tôi Dù yêu nhau hơn 4 năm Nhưng hiện tại tôi vẫn còn là xử nữ Anh ta cũng chưa từng đòi hỏi tôi Những tưởng anh ta cũng vì tôi Mà giữ mình Không ngờ anh ta lại thoải mái cùng người khác Trong khi giữ khư khư lần đầu cho tôi Khi tôi thức giấc Thì đã là buổi trưa ngày hôm sau Cảm giác đau mỏi khắp cơ thể Nhìn xung quanh phòng không thấy anh ta đâu Một ý nghĩa điên rồ chợt hiện lên trên đầu tôi có khi nào tranh thủ lúc tôi ngủ Anh ta cuộn mất túi sách của tôi rồi chuồn mất Nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy Để lục tìm túi sách của mình May mắn Chiếc túi sách của tôi vẫn còn Giấy tờ và tiền bên trong cũng không thiếu một món Tôi nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm Được ngăn cách với phòng ngủ Bằng bức tường kính trong suốt Và tấm rèm lớn Tôi nghĩ anh chàng trai bao kia đang tắm Niềm vui Bảo toàn tài sản của tôi chấm dứt khi tôi nhìn về phía cửa sổ bằng kính từ sàn cho tới trần nhà, có tầm nhìn vô cùng thoáng, đập vào mắt tôi là view khu trung tâm hội nghị quốc gia và ba tòa chung cư cao tầng của Vinhome Green Bay, nơi tôi và ba bạn của tôi đang thuê căn hộ ở đây. Tôi ý thức được khách sạn tôi đang ở chính là khách sạn 5 sao Marriott Hà Nội. Đây là một trong những khách sạn sang nhất của Hà Nội. Sở dĩ tôi biết tôi đang ở khách sạn Marriott bởi vì công ty tôi đang làm có một lần tổ chức tiệc sinh nhật của sếp ở đây. Cũng bởi vậy mà tôi biết được giá phòng của khách sạn này rẻ nhất, cũng gần 4 triệu một phòng một ngày đêm. Thậm chí có phòng tổng thống có giá gần 150 triệu một ngày đêm. Tôi không biết tôi đang ở phòng loại gì, nhưng dù là phòng nào thì số tiền tôi có hiện nay vẫn không đủ trả. Tôi cũng không quên lấy hết số điện thoại 2 triệu rưỡi còn lại trong người, đặt lên bàn ở đầu giường để trả cho anh chàng trai bao kia vừa để trả tiền anh ta phục vụ tôi, vừa để trả tiền phòng. Bước chân khỏi phòng khách sạn mà tôi cứ ngỡ mình đang đi đánh giặc. Nếu bị anh chàng kia bắt được, tôi không biết mình phải đối mặt như thế nào. May mắn tôi ra khỏi khách sạn mà không gặp bất kỳ một sự cản trở nào. Tôi thầm cảm ơn anh chàng kia vì tối qua anh ta không đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho nhân viên lễ tân giữ. Tôi đón xe buýt về nơi thuê trọ thì đã gần 12 giờ trưa. Vì hôm nay là chủ nhật nên lúc này phương thanh và quỳnh chi đều ở nhà hai chúng nó đang ăn cơm nhìn thấy tôi giống như chiếc rẻ lau hai đứa chúng nó mất hồn phương thanh kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi mà nhìn mày chán đời thế quỳnh chi không để cho tôi trả lời tiếp tục bổ sung này cảm nhận lần đầu thế nào hai đứa nó làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài chúng nó đều đã có người yêu mà tư tưởng của hai đứa khá thoáng hiện tại tôi đang phiền não chuyện anh chàng kia không dùng bao Mặc dù tôi đang trong thời kỳ an toàn, tôi đứng dậy đi về phòng mình, "Tụi mày ăn đi, tao muốn nghỉ ngơi một lát." Về phòng, tôi xả nước đầy bồn tắm rồi cởi đồ nhảy vào đó, ngâm mình, chỉ mong gột rửa được những dấu vết mà anh chàng kia để lại. Mặc dù cố gạt bỏ anh ta ra khỏi đầu, nhưng hình ảnh đẹp trai như ca sĩ, diễn viên thần tượng cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Tại phòng khách rộng lớn của một căn biệt thự, điểm nhấn của căn phòng là trưng bày rất nhiều đồ cổ có giá trị lớn bằng những tủ kính đặt sát tường trên tay ông ngọc hải cầm tờ giấy đang cùng bà mỹ lệ bỗng nhiên có dũng và thanh đi vào cả hai nhanh miệng chào hỏi cháu chào hai bác ạ ông ngọc hải bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống hai đứa tới chơi đấy à dạ vâng ạ dũng và thanh thúc và người nhau y muốn nói gì đó với ông ngọc hải và bà mỹ lệ bà mỹ lệ rót nước đặt trước mặt dũng và thanh các cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Bà mỹ lệ tiếp tục hỏi, hai đứa ở đây thê thằng dương đâu? Dũng đáp lại lời bà mỹ lệ, nó không có nhà à? Nó tổ chức sinh nhật với các cháu từ chiều qua đến giờ đã thấy về đâu? Bà mỹ lệ vừa dứt lời thì thấy đại dương liền từ bên ngoài vào phòng khách. Con chào bố mẹ. Đại dương không ngồi xuống chơi với bố mẹ của mình và hai người bạn mà anh vừa đi về phía cầu thang vừa nói với hai người bạn của mình hai đứa mày ngồi đấy làm gì dũng và thanh thấy vậy cũng cùng đứng dậy đi theo đại dương dũng nhanh miệng hỏi tối qua mày chơi tới mấy giờ đại dương quay đầu đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bạn của mình ngậm miệng lại trước đây ông ngọc hải và bà mỹ lệ từng phàn nàn với dũng và thanh chuyện đại dương nhiều tuổi rồi mà chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà họ hỏi hai người có phải đại dương thuộc giới tính thứ ba hay không là bạn thân với đại dương Dũng và Thành cũng chưa bao giờ thấy Đại Dương yêu ai, nên họ không biết Đại Dương thuộc giới tính thứ mấy để mà trả lời ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Thành biết ý của Đại Dương nhưng vẫn cố tình nói lớn để cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nghe, đó cũng là cách để anh trả lời hai người họ về giới tính của Đại Dương mà bấy lâu nay họ đang nghi ngờ. Anh còn giơ tay ra trước, giả làm micro phỏng vấn Đại Dương, "Hiện tại mày cảm thấy thế nào? Mày review lần đầu tiên của mày cho bọn tao nghe với." Còn nữa, cô ta có bo thêm tiền cho mày không? Dũng và Thanh là bạn thân của Đại Dương, ba người góp vốn mở công ty kinh doanh siêu xe có tên Đại Dương, trong đó Dũng và Thanh góp mỗi người 10% vốn, còn lại là vốn của Đại Dương. Đại Dương góp 80% vốn nên giữ chức giám đốc của công ty, Dũng giữ chức phó giám đốc kiêm mảng kỹ thuật, còn Thanh giữ chức phó giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm mảng pháp lý. Trong hai người bạn thân của Đại Dương thì Dũng đã có người yêu và Thanh cũng đã có gia đình, chỉ còn duy nhất một mình Đại Dương là lẻ bóng. Tới qua sinh nhật của Đại Dương, công ty tổ chức sinh nhật cho anh tại khách sạn Marriott, sau đó tăng hai mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Khi tới quán karaoke, nhân viên của quán thông báo phòng đã kín, chỉ có duy nhất một phòng master khách vừa trả. Họ nói Đại Dương, mọi người đợi một chút để nhân viên đi dọn phòng. Không ngờ chưa kịp dọn, Đại Dương đã cùng Dũng và Thanh đi vào phòng ba người vừa đi vào phòng liền diễn ra cảnh tượng xưa nay chưa từng có đó là có một cô gái rất xinh đẹp nghĩ các anh là trai bao sau đó chọn đúng đại dương phục vụ cũng không biết tối qua do đại dương uống say hay anh đụng đầu vào đâu mà lại nhận lời phục vụ cô gái xinh đẹp đó trong sự ngạc nhiên hết mức của đám bạn và toàn bộ nhân viên của mình sau khi đại dương rời đi mọi người cũng không còn tâm trạng hát karaoke nữa mà giải tán trưa nay hai người qua nhà đại dương thăm dò tình hình đại dương bắn ánh mắt cảnh cáo về phía hai đứa bạn thân của mình anh nhanh chóng chuyển chủ đề không có thằng nào trực ở showroom hay sao mà nhảy hết về đây rồi nghe đại dương nói dũng liền lên tiếng phản bác chủ nhật này là ca trực của mày mày quên rồi à tao biết mày không tới được nên trực thay mày rồi đấy tranh thủ đang buổi trưa tao tranh thủ đi hóng mày review lần đầu của mày thế nào đã đại dương không thèm đáp lại lời của dũng mà tiếp tục đi lên cầu thang về phía phòng của mình. Dương! Giọng của ông Ngọc Hải vang lên, khiến Đại Dương khựng lại mấy bước chân lên cầu thang. Anh quay đầu lại nhìn ông Ngọc Hải. Dạ! Ông Ngọc Hải chỉ tay xuống dưới ghế gần ông rồi nói. Ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói. Sau đó ông nói với hai người bạn của Đại Dương. Các cháu cũng tới đây ngồi đi. Đại Dương với Dũng và Thanh cùng ngồi xuống ghế sofa đối diện ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Ông Ngọc Hải lấy tờ giấy từ tay bà Mỹ Lệ đưa cho Đại Dương. Theo quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30. Tối qua, bà đi học tổ dân phố và đã ký cam kết với bác tổ trưởng tổ dân phố sẽ về vận động con kết hôn trước tuổi 30. Bà Mỹ Lệ thoáng nghe được Dũng và Thanh nói nên bà nói thêm vào. Năm nay con 29 tuổi rồi. Nghe ông Ngọc Hải nói, hai người bạn của Đại Dương đã phải nhịn cười rồi nghe bà mỹ lệ nói hai anh càng buồn cười hơn mặt anh nào anh nấy nhịn cười cũng đỏ hết cả như mặt trời từ xưa tới nay ông ngọc hải và bà mỹ lệ không thấy đại dương dẫn người yêu về nhà cũng chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện có bạn gái hai người cứ nghĩ anh thuộc giới tính thứ ba nên không dám hối thúc anh nghe dũng và thanh nói họ hiểu hồi tối đại dương đã tìm đến gái gọi để giải quyết nhu cầu sinh lý khiến họ rất vui nhưng cũng không kém phần lo lắng đại dương cứng họng khi nghe bố mẹ của mình nói ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hay hiện tại cũng vậy anh có rất nhiều cô gái yêu thích chỉ có điều anh chưa thấy ai trong số họ hợp với mình mà thôi tối qua cùng mọi người đi hát karaoke không ngờ anh lại bị một cô gái trẻ nghĩ anh là trai bao nên đã lựa chọn anh và anh cũng chẳng ngu gì mà từ chối một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy điều bất ngờ đối với anh đó cũng là lần đầu của cô gái ngỡ là dân chơi kia anh đang buồn về việc bị cô gái xinh đẹp bỏ lại khi chưa biết được tên tuổi của cô nghe ông ngọc hải và bà mỹ lệ nói anh càng buồn chán hơn anh chưa kịp lên tiếng lại nghe ông ngọc hải nói tiếp hai đứa cháu đứa nào cũng đã có vợ có bạn gái cả rồi thì dạy cho thằng dương cách tán gái cách tiếp cận phụ nữ đi chứ nó cứ lông bông như vậy hai bác lo lắm dũng nhịn cười hết nổi liền cười lớn rồi đáp lại lời của bà mỹ lệ hai bác cứ yên tâm chuyện này bọn cháu sẽ giúp hai bác tư vấn cho nó đại dương là một anh chàng sát gái khách hàng mua và đặt hàng siêu xe tại showroom của các anh toàn là dân đại gia nhiều khách hàng là phụ nữ giàu có hoặc mua xe cho con gái của mình họ đều yêu cầu đích thân giám đốc đẹp trai đại dương tư vấn họ mới chịu ông ngọc hải không tin lời của dũng lại nói thêm hay bố mẹ giới thiệu cho con con bé là con của bác ngọc bạn thân của bố mẹ cho con nhé chuyện này để con tự lo Bố mẹ không phải sốt sáng như thế làm gì đâu Nói rồi Đại Dương đứng dậy đi về phòng Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ chỉ còn biết thở dài Hai người bạn không tha cho Đại Dương Cũng đi theo anh lên tầng Đại Dương nhanh tay đóng cửa Để tránh hai thằng bạn nhiều chuyện của anh Nhưng vẫn không kịp Đại Dương vừa cởi áo vest Vừa cảnh giác hai thằng bạn thân đang nhìn mình xăm soi Hai thằng mày rảnh quá không có việc gì Thì đưa vợ con đi chơi đi Nếu showroom có khách Mấy đứa nhân viên gọi thì tao chạy tới Dũng cười nói Đưa vợ con đi chơi thì lúc nào đưa chẳng được Việc chung thân đại sự của mày Ngàn năm có một phải ưu tiên chứ Đại Dương vừa cởi chiếc áo vest ra Dũng và Thanh liền súng lại giữ chặt lấy anh Dũng chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng bị ướt lem nhem hỏi Dấu tích gì đây cha? Đại Dương lập tức đỏ mặt Lúc anh tắm xong, đi ra Không còn thấy cô gái mà anh đã phục vụ hồi tối ở trong phòng anh liền cảm thấy hụt hẫng khi mặc quần áo của mình vào thì phát hiện chiếc áo sơ mi trắng của anh dính nham nhở chất dịch của anh và cô cũng may anh còn có chiếc áo vest mặc bên ngoài che lại nhưng xui xẻo dấu vết này vẫn không thoát khỏi hai chiếc máy quét của hai thằng bạn thân đại dương thẹn quá hóa giận hai thằng mày có tránh ra cho tao đi tắm không hai người bạn của anh chưa nhận được câu trả lời thích đáng của đại dương còn chưa chịu buông tay mỗi người tò mò hỏi một câu Mày không dùng bao nhiêu lời cô ta nói hay sao Mà xã ướt hết cả áo thế này Ướt cả áo thế này chắc hồi tối Phải làm mấy hiệp nhỉ Mày nhanh kể lại cho bọn tao nghe Chuyện tối qua thế nào đi Tao thấy bé đáo xinh đấy Có xin info của người ta không Đại Dương biết hiện tại không thể trốn tránh Dũng và Thanh Nên lấy đại một lý do Lúc tao ngủ dậy thì cô ta đi rồi Thế có bị cô ta bùng tiền không Không Cô ta vẫn trả đàng hoàng Đâu, đâu, Dũng vừa nói vừa nhanh tay móc chiếc ví từ túi quần của Đại Dương sau đó mở ví lấy 5 tờ 500 ngàn đồng Wow, gặp cô em đại gia rồi nhá chơi sòng phẳng luôn tiền này đủ một chầu nhậu rồi đây Đại Dương giật lại tiền từ tay Dũng bọn mày biến đi để tao còn tắm mày mà không khao anh em bọn tao á coi chừng lần sau không cương nổi đâu Đại Dương lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dũng bọn mày dẫn cả vợ cả con chúng mày đi tao phải tắm một cái đã nói thế còn nghe được, hai người bạn của Đại Dương lúc này mới tạm buông tha cho anh. Tôi ngầm mình một hồi lâu, sau đó lên giường nằm ngủ, thế nhưng tôi chưa kịp chợp mắt lại nghe điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Ngọc Thái. Hiện tại ở Việt Nam là 1 giờ chiều, bên nước Anh là 6 giờ sáng, có lẽ anh ta vừa ngủ dậy. Tôi bắt máy để xem anh ta diễn thế nào. Giọng của tôi vẫn ngọt ngào như thường lệ nói với anh ta, "Em đây, anh ngủ dậy rồi à?" anh vừa ngủ dậy nhớ em quá nên gọi cho em liền hôm nay chủ nhật được nghỉ nhưng em không muốn đi đâu chút nào em nhớ anh quá chỉ muốn nằm ở nhà ngủ để mơ về anh thôi anh cũng nhớ em nên vừa ngủ dậy liền gọi cho em đây này cuối tháng này anh về nước rồi chúng mình sắp được gần nhau rồi đấy anh nói nhớ em sẽ ôm con gấu em tặng anh ngủ anh quay giường của anh xem anh để con gấu ở vị trí nào nó bị bẩn anh giặt rồi với lại giường của anh bừa bộn lắm anh không muốn trong mắt em anh là một người bừa bộn đâu dù anh có bừa bộn thế nào thì em vẫn yêu mà ngày mai anh dọn dẹp qua anh sẽ quay cho em xem nhé lúc này thì tôi không thể chịu được cái sự lươn lẹo của ngọc thái nữa tôi chơi bài ngửa với anh ta luôn có phải giường của anh đang bừa bộn thế này không nói rồi tôi gửi cho ngọc thái một tấm hình hôm trước lúc tôi nói chuyện với cô bạn giường của anh ta tôi chụp màn hình lại được nhìn thấy tấm hình tôi gửi anh ta lập tức cứng miệng không nói được gì. Anh ta như vừa bị tôi cầm dao rạch đi cái tấm mặt nạ mà bấy lâu nay anh ta dày công tạo dựng. Một hồi sau, Ngọc Thái lắp bắp nói Em, em nghe anh giải thích đã. Anh định nói cho tôi chính xác ngày anh cắm sừng lên đầu tôi hay là anh sẽ giải thích đó chỉ là chuyện anh vui chơi qua đường. Giang, em phải hiểu anh yêu em, rất yêu em. Những việc anh làm bên này cũng chỉ vì anh quá yêu em, quá nhớ em, Nghe anh ta nói Tôi bỗng nhiên cười lớn Anh quá yêu tôi, quá nhớ tôi Nên mới ngủ cùng cô gái khác Để vơi bớt nỗi nhớ đúng không Coi như hơn 4 năm qua Tôi đã hao phí tâm tư vào một người không đáng Coi như đó là một bài học đắt giá Mà tôi phải trả Xin lỗi em Xin em tranh một cơ Chúng ta chia tay đi Em bình tĩnh lại nghe anh nói đã Cuối tháng này anh về nước rồi Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới Anh muốn em sinh cho anh những đứa con thật xinh đẹp anh muốn, tôi không thể tiếp tục nghe anh ta nói nữa, liền trực tiếp cúp máy. Không những vậy, tôi còn chặn anh ta trên mạng xã hội và chặn luôn điện thoại. Tôi lục tất cả những bài viết trên mạng xã hội dành cho Ngọc Thái xóa hết, hình ảnh tôi lưu trong máy cũng xóa sạch. Tấm hình lớn tôi và anh ta chụp chung treo trên tường, tôi cũng lấy xuống xé nát. Tóm lại, những dấu vết liên quan đến Ngọc Thái tôi đều xóa hết, tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta còn tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa. May mắn với tôi là hơn 4 năm qua yêu Ngọc Thái, tôi chưa cho bố mẹ tôi biết. Tuy nhiên, tôi chẳng chọc một hồi vẫn không tài nào trở mắt được. Yêu nhau hơn 4 năm, không thể muốn tẩy xóa là tẩy xóa được, không thể muốn buông bỏ là buông bỏ ngay được. Những hứa hẹn, những lời nói yêu thương của Ngọc Thái đã ăn sâu vào trái tim tôi, khiến hiện tại tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ của tôi, Mẹ vừa bắt máy tôi đã khóc lớn vào điện thoại. "Mẹ, con nhớ mẹ. Cái con bé này, nhớ mẹ thì về với mẹ. Hải Phòng với Hà Nội cách nhau bao xa mà con khóc như vậy? Hay có chuyện gì xảy ra với con rồi?" "Không, tại con nhớ bố mẹ, nhớ em trai của con nên con khóc thôi." Tôi đoán thằng em trai của tôi nó đang ngồi gần đó nên nó nói leo vào điện thoại, bật mí cho chị biết bố mẹ định đi Hà Nội để lên đời xe đấy. Nghe em trai tôi nói tôi lập tức nín khóc. Ở Hải Phòng showroom của hãng xe nào chẳng có Mà bố mẹ phải đi Hà Nội Hay bố mẹ muốn mua xe ủng hộ con đấy Bố mẹ chỉ đi coi thôi Coi cũng chưa biết mua loại nào cả Bố mẹ tính đi Hà Nội một chuyến Nhờ con tư vấn Rồi bố mẹ mới quyết định Khi nào thì bố mẹ đi ạ à? Tuần sau Bố tôi tên Hùng Mẹ tôi tên Mai Còn em trai của tôi tên Sơn Bố mẹ tôi có cửa hàng buôn bán đồ cổ Lớn nhất thành phố Hải Phòng Bố mẹ tôi đang chạy chiếc xe Y10 Hiện tại bố mẹ tôi muốn lên đời xe. Tin tức bố mẹ nâng cấp đời xe lập tức đánh bật nỗi buồn tôi bị Ngọc Thái cắm rừng. Ngày hôm sau được lĩnh lương, buổi tối tôi rủ Phương Thanh và Quỳnh Chi đi ăn, sau đó chúng tôi đi mua sắm. Trước đây Ngọc Thái thích tôi ăn mặc kín đáo, kết quả trong tủ đồ của tôi toàn là quần áo kín như bưng. Nhiều khi tôi nghĩ mình ăn mặc giống như người già trước tuổi, nhưng vì Ngọc Thái nên tôi đều nghe theo. Phương Thanh và Quỳnh Chi thường nói tôi có một vóc dáng chuẩn như hoa hậu mà không biết đường Sora cho thiên hạ thấy. Hiện tại tôi muốn thay đổi, tôi chọn những bộ đồ sexy một chút, model một chút. Tôi thử bộ nào Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng khen. Chiếc váy này hợp với mày đấy. Mày nhìn đi, chiếc này nó ôm trọn cơ thể của mày, Tốn lên đường cong chuẩn không cần chỉnh của mày luôn. Chiếc này á không cần ngắm đâu, không bị lộ quá mà lại phô bày được cặp giò thẳng tắp, dài miên man của mày đến tao nhìn vào còn đang chảy nước miếng đây này mày có xương quay xanh và bờ vai gợi cảm như thế phải chọn mẫu váy trễ vai này mày mặc mới hợp sau một hồi được hai đứa bạn tư vấn số tiền lương của tôi vừa lĩnh cũng bay vèo vì đồ tôi mua là những nhãn hiệu bình dân nên một tháng lương của tôi đem đi mua đồ phải nhờ cả phương thanh và quỳnh chi sách nữa mới hết đi làm tôi không mặc đồ đồng phục của showroom nữa mà mặc tự do Giám đốc showroom cũng không ý kiến Thậm chí khi tôi thay đổi phong cách ăn mặc Người vui nhất phải là anh ta Bởi từ ngày tôi đổi phong cách ăn mặc Có vẻ như lượng khách đến với showroom của chúng tôi Có vẻ đông hơn Nhiều người tới showroom mua xe Chỉ muốn tôi tư vấn Nên ngày nào tôi cũng trong tình trạng Tập quá tải khách Do đó tôi không có thời gian Để tang thương cho mối tình đầu của mình nữa Cái tên Ngọc Thái cũng từ đó Bị gạt ra khỏi tâm trí của tôi Lúc nào không hay Sáng thứ sáu, tôi vừa tư vấn cho một khách thì bố mẹ của tôi xuất hiện khiến tôi rất bất ngờ. Bố mẹ lên Hà Nội, sao không báo trước cho con? Mẹ của con nói muốn cho con bất ngờ. Mẹ của tôi đi quanh tôi một vòng rồi cười nói mẹ thích phong cách ăn mặc của con thế này, rất đẹp. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy body ngắn tới nửa đùi, màu đen, có cổ váy xẻ khá sâu. Tôi mang đôi bốt cổ cao, cùng màu, rồi khoác thêm chiếc áo blazer màu trắng bên ngoài cặp chân thon dài miên man của tôi được phô bày hết cỡ đường cong mê người và khe rãnh sâu hun hút như ẩn như hiện bên trong chiếc áo khoác thêm mái tóc dài của tôi để kiểu gì cũng thấy đẹp nữa hiện tại tôi nhuộm màu nâu đồng và uốn nhẹ phần đuôi nhiều người nhìn tôi còn nghĩ tôi là gái tây mặc bộ đồ này kết hợp với mái tóc xoăn dài buông xõa trông tôi vừa xinh đẹp vừa cá tính đến mẹ của tôi chưa từng khen ai đẹp cũng phải buông lời khen. Được mẹ khen, tôi cũng không ngại nói sự thật cho mẹ biết. Con vừa lĩnh lương nhưng mà đã đốt hết tiền vào việc mua sắm rồi, vì vậy tháng này con đang đói đây. Mẹ tôi không nói không rằng, lập tức lấy điện thoại ra, bắn vào tài khoản của tôi 5 triệu đồng. Bao nhiêu đó là đủ tiền ăn một tháng chưa? Tôi ôm mẹ cười tươi như hoa, chỉ có mẹ là yêu con nhất. Thế bố mẹ muốn lên đời xe nào, con dẫn bố mẹ tham quan một vòng showroom nhé con xin nghỉ một buổi đi với bố mẹ đến chỗ này chắc hẳn bố mẹ tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi lên hà nội nên sau khi cùng bố mẹ ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ bố tôi nói với lái xe taxi địa chỉ cách showroom của tôi làm không xa lắm bước vào showroom tôi như bị choáng ngợp toàn bộ showroom có diện tích rất lớn được trưng bày toàn những mẫu siêu xe được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài điểm trừ của showroom này là mặc dù chúng tôi đã đi vào được hơn 5 phút mà không thấy nhân viên nào ra đón tiếp cả. Ở showroom tôi đang làm việc, buổi trưa vẫn có nhân viên trực để tiếp khách. Bố mẹ của tôi sợ bị nghi là kẻ trộm nên hai người cứ đứng im một chỗ, còn tôi tò mò đi lượn khắp showroom để tham quan. Tôi nghĩ showroom này có lẽ thiếu nhân viên bán hàng, vì vậy tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nếu có xích mích với sếp thì tôi sẵn sàng nhảy chỗ làm việc, vì dù sao tôi rất thích siêu xe Tôi biết nhu cầu lên đời xe sang của dân rất cao, điển hình là bố mẹ của tôi là người tối cổ cũng biết đến showroom này, nên doanh số bán ra của showroom này chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Tôi nhìn thấy trong showroom này cũng trưng bày một chiếc Maybach S450, giống chiếc xe của anh chàng trai bao buổi tối hôm đó tôi phục vụ. Nhìn xe lại nhớ đến người, tôi định mở cửa ngồi vào bên trong xe để khám phá nội thất bên trong. Không ngờ tôi chưa kịp mở cửa xe thì nhìn thấy anh chàng trai bao phục vụ tôi buổi tối hôm đó đang đi về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta theo dõi tôi. Giờ có bố mẹ của tôi ở đây. Nếu hai người họ biết chuyện buổi tối hôm đó tôi đi với anh ta lại còn bùng anh ta tiền phòng nữa thì tôi chết chắc. Vì vậy lúc anh ta đi ngang qua người tôi tôi nhanh chóng mở cửa băng ghế sau của chiếc xe máy bách S450 sau đó đẩy anh vào bên trong xe. Tôi cũng theo chân anh ta ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại vì có bục ngăn cách giữa hai ghế ngồi nên buộc tôi phải ngồi lên đùi của anh ta ánh mắt ngạc nhiên của anh ta nhìn tôi rồi hỏi mới sáng sớm em lại muốn anh phục vụ em sao anh không ngại phục vụ em nhưng trước hết em phải chứng minh cho anh xem tài chính của em có đáp ứng nhu cầu của anh hay không rồi anh mới nhận lời bị anh ta hiểu lầm tôi quát lên với anh ta anh đừng có mặc ảo tưởng anh đi theo tôi có ý gì anh ta ôm chặt lấy eo của tôi Gương mặt đẹp trai của anh ta áp sát gương mặt của tôi. Đương nhiên là để đòi nợ rồi. Tôi nợ anh cái gì? Hôm đó trước khi đi, tôi đã để lại tiền phục vụ và tiền phòng cho anh rồi. Anh đừng nói với tôi là anh không nhận được đấy nhá. Anh ta không trả lời tôi mà móc một chiếc ví từ trong túi quần của anh ta ra. Sau đó lấy ra một tờ hóa đơn thanh toán. Hôm đó em nói em trả tiền phòng, nhưng em chỉ để lại có 2 triệu rưỡi. Em xem hóa đơn thanh toán đi rồi tính cho anh. Trừ số tiền em trả cho anh ra Thì em còn thiếu anh bao nhiêu nữa Cầm tờ hóa đơn mà tôi buồn rùn cả chân tay Tôi biết giá phòng ở khách sạn Marriott Hà Nội rất cao Nhưng khi nhìn vào hóa đơn tôi cũng phải giật mình Tiền phòng gần 15 triệu đồng Tôi mất bình tĩnh quát vào mặt anh ta Chỉ ngủ một đêm Anh có cần phải thuê phòng ở khách sạn cao cấp Có giá trên trời như vậy không hả Đại dương lấy tay lau nước miếng của tôi Văng vào mặt của anh ta Sau đó bình thản nói Lúc đó chẳng phải em bảo anh quen địa phận ở đây nên tin tưởng giao cho anh tìm phòng đó sao? Em đâu có nhắc nhở anh thuê phòng giá khoảng bao nhiêu. Tôi thầm nghĩ cũng may, anh ta chưa thuê phòng tổng thống, nếu không tôi không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng anh ta ăn tiền của tôi đâu có dễ. Hôm đó tôi nói với anh phải dùng bao, kết quả anh xả hết vào bên trong cơ thể của tôi. Anh làm nghề trai bao, quan hệ với bao nhiêu người như vậy, không biết chừng tôi bị lây bệnh truyền nhiễm từ anh cũng nên bây giờ anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi coi như số tiền tôi nợ anh trừ ngang số tiền anh phải đền bù cho tôi anh ta chỉ tay vào tờ hóa đơn tôi đang cầm lúc anh lấy nó để mang vào chính tay em đã giật và ném nó đi người nói phải đền bù ấy là anh mới đúng còn nữa chiếc áo sơ mi của anh mới mua mấy chục triệu đồng em lấy đi lau người của anh anh còn chưa nói nhé giờ em còn ở đây đòi đền bù em muốn anh đền bù thế nào hay anh đến bù bằng cách nha. bây giờ anh mang bao làm lại cho em so sánh cảm giác lúc mang bao và không mang bao có khác không nhá người ta nói sang như đĩ quả không sai mặc chiếc áo sơ mi không thôi mà cũng mấy chục triệu nếu vậy thì anh ta thuê căn phòng mười mấy triệu để chúng tôi qua đêm cũng chẳng là gì là lạ tôi không còn lý do nào để biện hộ nữa nên đành chấp nhận tiền phòng tôi sẽ trả lại cho anh nhưng tôi cảnh cáo anh không được tiếp cận bố mẹ tôi nếu bố mẹ của tôi biết tôi chơi trai bao thì một cách anh cũng đừng mơ lấy được của tôi đen đuổi cho tôi tôi vừa nhắc tới bố mẹ thì bố mẹ của tôi xuất hiện bên ngoài xe cũng may kính xe là kính phản quang bố mẹ tôi không nhìn thấy chúng tôi đang ngồi tư thế nhạy cảm bên trong anh ta thấy có người đứng bên ngoài xe thì vươn tay mở cửa để xuống xe nhưng bị tôi nhanh chóng cản lại không được anh nói rồi nếu em chứng minh tài chính của em cho anh thấy anh sẽ sẵn sàng phục vụ em anh cũng muốn trải nghiệm một lần trên xe cảm giác thế nào đặc biệt bên ngoài xe còn có người đang xem nữa làm nghề như anh mà gặp được một vị khách xinh đẹp như em thì có nhận giá thấp hơn khách khác một chút thì cũng không bị cho là thiệt nghe anh ta nói tôi mới để ý lúc này ba mẹ của tôi đang xăm soi bên ngoài chiếc xe chúng tôi đang ngồi với vẻ mặt rất vui vẻ có lẽ hai người họ rất thích chiếc xe này xin lỗi nhá bà đây á không có nhu cầu anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ không có nhu cầu thì em đẩy anh vào đây ngồi làm gì lại còn hành động thân mật với anh như vậy nữa em có biết vật đó của anh rất nhạy cảm với cơ thể xinh đẹp của em không nói rồi anh ta áp mặt vào cổ váy xẻ khá sâu của tôi hít một hơi thật sâu kỳ thực lúc này tôi đang ngồi lên đùi của anh ta một tay của tôi còn ôm chặt lấy cổ của anh ta tôi muốn đẩy cửa ra ngoài ngay lập tức nhưng lại sợ ba mẹ của mình nhìn thấy, vì vậy tôi đành ngồi im. Tôi biết bố mẹ của tôi đã ưng chiếc xe này, sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu cầu nhân viên mở cửa để xem nội thất bên trong. Tôi nhanh chóng tìm cách thoát thân. Hai người bên ngoài là bố mẹ của tôi. Bố mẹ của em thì liên quan gì đến anh? Hiện tại thì liên quan rồi đấy. Ý của em là gì? Bây giờ anh giúp tôi đóng giả bạn trai của tôi, có lẽ họ thích chiếc xe này anh đóng giả là nhân viên bán hàng ra tư vấn cho họ được không tôi nghĩ showroom lúc này không có nhân viên ở đây chuyện đại dương đóng giả nhân viên của showroom chắc bố mẹ tôi cũng sẽ không nhận ra nếu trường hợp có nhân viên của showroom ra tiếp khách tôi sẽ là người chịu trách nhiệm xây nhan với họ đóng giả người yêu của em thì anh được gì tôi quên mất anh ta là trai bao những gì anh ta cần chắc chắn chỉ có tiền vì vậy tôi nói xong việc tôi sẽ trả anh một triệu anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói Như vậy đi Lần này anh giúp em đóng giả bạn trai của em Lần sau em đóng giả bạn gái của anh Trước mặt bố mẹ của anh Xem như có qua có lại Khói tiền bạc Tôi không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay Ok khi nào thì tôi đóng giả bạn gái của anh Khi nào bố mẹ anh Đòi dẫn người yêu về nhà Thì anh nhờ tới em Nếu không yêu cầu thì không cần Nhưng trao đổi này chỉ được phép có hiệu lực Trong một thời gian ngắn thôi đấy Ok anh tên Dương tên đầy đủ là Lê Đại Dương. Còn tôi tên Giang, tên đầy đủ là Lưu Hạ Giang. Dương, Giang, tên của anh và em ghép lại, nghe cũng hợp phong thủy đấy chứ. Anh cho tôi số điện thoại đi, phòng trường hợp bố mẹ của tôi hỏi, tôi còn biết đường mà trả lời. Anh ta chỉa tay ra trước mặt tôi. Tôi biết ý, lấy điện thoại của tôi mở khóa rồi đặt xuống tay của anh ta. Anh ta bấm một dãy số, sau đó nhá vào máy của anh ta, anh ta lưu tên của anh ta trên máy của tôi là anh yêu rồi lưu tên tôi trên máy của anh ta là em yêu anh ta trả điện thoại cho tôi rồi cười nói bất cứ khi nào em yêu có nhu cầu gọi cho anh yêu anh yêu sẽ đáp ứng yêu cầu mọi lúc mọi nơi tôi kéo tay áo lên giơ cho anh ta xem anh làm tôi á nổi hết cả da gà rồi đây này trước mặt bố mẹ tôi chúng ta chỉ cần xưng anh em là được rồi thỏa thuận vậy đi trong thời gian chúng ta đóng giả người yêu của nhau đừng xưng tôi, anh hay tôi em, mà xưng anh em cho quen. Phòng trường hợp xảy ra sơ hở, để bố mẹ của em hay bố mẹ của anh đỡ phát hiện ra. Dù sao cũng chỉ là đóng giả, tôi gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù tôi là nhân viên bán hàng của một showroom bán xe hơi hạng thường, nhưng tôi rất quan tâm tới các dòng siêu xe. Vì vậy mà chiếc siêu xe nào có tính năng và ưu điểm gì tôi đều nắm bắt được. Đặc biệt là những mẫu xe mới ra mắt, tôi nghiên cứu rất kỹ tôi nói cho anh ta cách giới thiệu chiếc xe này với bố mẹ của tôi như thế nào sau đó tôi xuống xe trước khi mở cửa tôi không yên tâm còn nhìn anh ta dặn lại một lần nữa anh nhớ phải nói gì với bố mẹ của tôi chưa anh ta ngắt nhẹ chóp mũi của tôi em lại quên rồi phải xưng là anh em chứ mặc dù biết là đóng giả nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngược khi xưng anh em với đại dương được rồi anh nhớ những gì em đã dặn rồi chứ em cũng nhanh quên thật đấy buổi tối hôm đó anh chở em cũng bằng chiếc xe Maybach S450 này, chỉ khác xe của anh là xe màu trắng, còn chiếc này là màu đen. Tôi đương nhiên nhớ anh ta có chiếc xe như thế này, chỉ có điều tôi sợ anh ta không biết cách tư vấn để bán xe nên tôi mới hướng dẫn. Tôi thấy vẫn không yên tâm với đại dương nên bổ sung. Nếu anh không muốn nói nhiều thì anh có thể nói giá của nó ra ngay từ lúc đầu. Bố mẹ em sẽ chạy mất xếp cho mà xem về mẫu mã của chiếc xe Maybach S450, phiên bản mới nhất này rất bắt mắt. Chỉ cần nhìn vào là thích ngay, nhưng không phải ai thích cũng có thể sở hữu chiếc xe này vì giá của nó lên tới gần 6 tỷ. Tôi nghĩ bố mẹ của tôi không đủ tài chính để sở hữu mẫu xe này đâu. Tôi đẩy cửa bước xuống xe, bố mẹ thấy tôi phấn khích nói, "Con cũng nhìn chúng chiếc xe này phải không?" Ừ, "Dạ vâng, nãy giờ con xem nội thất của xe." rất tiện nghi hiện đại thoải mái và sang trọng ạ à. tôi nhìn sang phía đại dương đang ngồi trong xe ngay vị trí tôi vừa bước ra để bạn trai của con giới thiệu cho bố mẹ tính năng của xe này nhé mẹ tôi ngạc nhiên tới mức hét lên cái gì bạn trai của con làm nhân viên bán hàng ở đây ừ, sao con không nói sớm cho bố mẹ biết đại dương bước xuống xe cúi đầu với bố mẹ tôi cháu chào hai bác cháu tên là dương ạ à. Bố của tôi chỉ nhật nhẹ đầu Rồi nhìn đại dương dò xét Còn mẹ tôi vui vẻ cười nói Cái con bé này Có người yêu mà không chịu mang về Giới thiệu với bố mẹ gì cả Đại dương nhanh chóng phá vỡ Ánh mắt nghi ngờ của bố tôi Anh ta chỉ vào chiếc xe máy Spec S450 Nói lại không thiếu một ý Về những đặc điểm bên ngoài của xe Mà tôi đã truyền đạt lại cho anh ta Sau đó anh ta còn mở cửa Giới thiệu tính năng và nội thất bên trong xe Cho bố mẹ của tôi biết không những vậy anh ta còn mời bố mẹ của tôi ngồi vào trong xe để trải nghiệm cảm giác thực tế bố mẹ của tôi đã bị tính năng của xe thu hút không chịu xuống tôi chưa nghe đến đoạn đại dương nói tới giá trị của chiếc xe này thì có hai vị khách là nam thanh niên trẻ tuổi đi vào showroom một người ăn mặc đồ vest chỉnh chu và một người mặc đồ theo phong cách khá bụi nam thanh niên mặc đồ bụi nghĩ tôi là nhân viên bán hàng ở đây nên chào hỏi tôi anh chào em em mới vào đây làm à dạ vâng em chào hai anh ạ à. anh chàng ăn mặc bụi bụi giơ tay ra trước ý muốn bắt tay với tôi anh là bảo dạ em tên giang em có thể giới thiệu cho anh về mẫu xe thể thao mới nhất đang có mặt tại showroom được không kỳ thực tôi định thú thật tôi không phải là nhân viên ở đây nhưng chẳng thấy nhân viên nào của showroom tới tiếp khách nên tôi nhìn một vòng những xe đang trưng bày rồi làm liều đáp trong showroom hiện có 3 mẫu xe mới nhất vừa nhập về đó là ferrari 812 màu đỏ, Lamborghini màu vàng gô và chiếc Lamborghini màu xám. Mời hai anh đi theo em để coi xe ạ. À. Nam thanh niên mặc đồ vest nãy giờ, lặng nhìn tôi rồi cười nói. Trong ba mẫu xe thể thao mới nhất, đang có mặt tại showroom này, chiếc nào đắt tiền nhất em giới thiệu cho bạn của anh. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bảo tiếp lời. Trong ba chiếc xe đó, em thích những chiếc xe nào nhất? Tôi thật thà nói. Trong ba chiếc xe trên, nói đến thương hiệu thì chúng ta đều biết ferrari và lamborghini đều là những thương hiệu lớn về màu sắc đều là những màu rất hot về tính năng của xe vì là xe thể thao nên tính năng ưu việt nhất của chúng vẫn là tốc độ về chất liệu và nội thất bên trong chỉ có thể nói là xứng tầm của một siêu xe ba chiếc này em đều rất thích ạ à? làm hợp đồng mua bán cho anh cả ba chiếc xe tôi nghĩ bảo nói đùa vì vậy tôi vẫn cười nói ờ à, mời anh đi xem xe rồi quyết định cũng được ạ à? không cần trong gara nhà anh có hơn chục chiếc rồi Nhưng vẫn còn thấy khá trống Bà mẫu xe em vừa nói anh đã tìm hiểu qua Màu sắc anh cũng thích Vì vậy anh quyết định mua cả ba chiếc Tôi làm nhân viên bán hàng Tại showroom của hãng xe Được gần một năm Cũng gặp khá nhiều khách dễ tính Nhưng dễ tính như anh này Chắc tới mức không cần xem xe Không cần biết giá Mà quyết định mua tới ba chiếc siêu xe một lúc Khiến tôi bất ngờ tới mức nói lắp bắp mời mời hai anh đến quầy thủ tục mua bán ạ. À. Trước đó tại showroom Đại Dương, Dũng đang đứng trước cửa chính của showroom, nhìn thấy ba vị khách là Hạ Giang và bố mẹ của cô vừa bước xuống từ xe taxi. Anh chạy vào showroom hô lớn. Chúng mày ơi, cô em khách làng chơi của thằng Dương ghé showroom của chúng ta đấy. Thanh và đám nhân viên đang có mặt bên trong showroom chạy về phía cửa xem. Các anh nháo nhác như chim vỡ tổ. Đâu? Đâu? khi nhìn thấy đúng là cô gái buổi tối hôm trước đã nhầm lẫn đại dương là trai bao thành nói chính con mẹ nó xác rồi dũng hô lớn với mọi người tất cả rút dũng và thành kéo theo tất cả các nhân viên trong showroom chạy về phía phòng điều hành dũng nói với đại dương đang dán mắt lên màn hình máy tính làm việc khách của mày kia ra tiếp đi đại dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mấy thằng mày á giống phụ nữ đến tháng vậy sao không lo tiếp khách nó tự nhiên chạy hết vào đây Dũng nắm cổ áo đại dương đứng dậy Rồi chỉ tay về phía ba vị khách vừa bước vào showroom Này Em khách phá trinh của mày Dẫn phụ huynh tới showroom kia kìa Nhìn thấy cô gái đúng là người Buổi tối hôm đó lầm tưởng mình là trai bao Đại dương như bị điểm huyệt Một hồi sau anh nói Bọn mày ra làm việc đi Nhiều chuyện Các nhân viên khác bị lời nói của đại dương làm cho sợ Họ định đi ra ngoài thì bị Dũng kéo lại Để thằng Dương nó ra tiếp nói rồi, Dũng đẩy Đại Dương ra ngoài showroom. Đại Dương không còn cách nào khác là phải ra ngoài để tiếp ba vị khách mới vào. Anh cũng rất muốn gặp lại cô gái đã hút mất hồn mình của buổi tối hôm đó nên đi về phía cô. Cũng may, đây là thời điểm đầu giờ chiều nên showroom vắng khách, nếu không chắc chắn hai người bạn của Đại Dương sẽ không thể thực hiện được kế hoạch vườn không nhà trống này. Lúc Đại Dương đi tới chỗ Hạ Giang, mọi người nhìn thấy Hạ Giang mở cửa rồi đẩy Đại Dương vào trong xe. Điều bất ngờ là bố mẹ của Hạ Giang lúc này cũng bị chiếc xe này hấp dẫn. Mọi người giống như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Họ sợ bố mẹ của Hạ Giang mở cửa sẽ thấy Đại Dương và Hạ Giang bên trong. May mắn, mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi. Xui xẻo lúc Đại Dương đang giới thiệu xe với bố mẹ của Hạ Giang thì có hai vị khách đi vào. Mọi người vẫn quyết định không chịu ra tiếp. Cũng may đó là một vị khách quen của showroom nhưng khi hạ giang và hai vị khách tới khu vực làm thủ tục thì thanh không còn cách nào khác là phải ra ngoài làm nhiệm vụ của mình hạ giang không hề nhận ra anh có lẽ buổi tối hôm đó hạ giang đã đặt hết sự chú ý lên người của đại dương hoặc là tối hôm đó cô uống hơi quá chén tới lúc này thanh mới ra hiệu cho mọi người đang lẩn trốn trong phòng điều hành ra ngoài showroom làm việc tôi cứ thể hiện như mình là chủ nhân của showroom này lấy nước mời hai vị khách đại gia uống cuối cùng một hồi sau cũng nhìn thấy có người ra đi từ căn phòng phía trong nhìn vào bảng tên anh ta đeo trước ngực tôi nháy mắt với anh ta nói thưa sếp thanh anh bảo vừa chốt cùng lúc ba chiếc xe hiện đang có mặt trong showroom mời sếp làm thủ tục cho anh ấy đi ạ nghe tôi nói người đàn ông tên thanh này nhìn bảo hỏi lại hôm nay thiếu gia bảo của chúng ta chúng vụ gì mà chơi lớn như vậy thì gia bảo là khách quen của showroom bảo đáp lại lời của thanh trước khi tới đây em cũng chỉ định mua một chiếc nhưng vì em giang nhân viên mới vô cùng xinh đẹp của showroom nói thích cả ba chiếc xe vì vậy em chốt cả ba chiếc để ủng hộ em ấy nghe bảo nói mà tôi giật cả mình chắc hẳn anh ta phải cực kỳ cực kỳ giàu có mới ngẫu hứng mua một lúc ba chiếc xe vì tôi như vậy tôi nhìn anh ta cười rồi nói dạ em cảm ơn anh bảo mời anh làm thủ tục mua bán với sếp của em ạ à. lúc thanh và bảo làm thủ tục mua bán tôi mới có dịp nhìn về phía bố mẹ của tôi và anh chàng bạn trai hở của tôi nhưng không thấy họ đâu tôi chỉ không để ý một lúc mà khách vào showroom xem giá rất đông nhân viên của showroom cũng không biết chui ra từ đâu đông không kém tôi sợ rằng tên trai bao kia đã đưa bố mẹ của tôi đi đâu đó để kể chuyện tôi nợ tiền anh ta rồi đòi tiền của bố mẹ tôi khiến tôi sốt ruột không thể đứng yên một chỗ đợi bảo và thanh làm xong thủ tục mua bán để kể công với thanh tôi nói với bảo em phải đi làm việc rồi hẹn gặp anh vào một buổi giao xe ạ bảo đứng dậy đưa cho tôi tấm cà phê giết rồi cười nói đây là số điện thoại của anh khi nào rảnh rỗi gọi anh đi uống cà phê nhé dạ vâng ạ tôi đi một vòng dạo quanh showroom vẫn không thấy đại dương và bố mẹ của tôi đâu tôi gọi điện thoại cho bố mẹ của tôi và đại dương cũng không ai bắt máy tôi định nhờ nhân viên trong showroom kiểm tra camera an ninh xem đại Dương đã được bố mẹ của tôi đi đâu nhưng nghĩ lại tôi đoán anh ta chỉ là khách hàng mua xe ở showroom này có lẽ hôm nay anh ta tới đây để bảo dưỡng xe vì thế anh ta chẳng liên quan gì tới showroom này cả nên tôi đành thôi tôi mang tâm trạng lo lắng như bị lửa đốt trong người không thể ngồi yên một chỗ có khi nào tên trai bao kia thấy bố mẹ của tôi vào showroom coi xe hắn ta nghĩ bố mẹ của tôi nhiều tiền nên có ý định muốn bóc bắt cóc rồi Tống tiền không nhỏ Nghĩ tới đây tôi liền đi tới công an phường Để khai báo Nhờ lực lượng công an vào cuộc điều tra Càng sớm càng tốt Lúc tôi vừa tới trụ sở công an phường Thì mẹ của tôi gọi tới Tôi vội vàng bắt máy Bố mẹ đang ở đâu ạ à? Con làm gì mà nói năng gấp gáp như vậy Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại mẹ của tôi một lần nữa Còn hỏi bố mẹ đang ở đâu Bố mẹ đang ở sâu rung đại dương chứ ở đâu Thế con gặp chuyện gì mà nói khó nghe như vậy Ờ dạ không có chuyện gì ạ à? Con tới chỗ bố mẹ ngay Rõ ràng vừa nãy tôi đã đi khắp showroom cũng chẳng thấy bố mẹ của tôi đâu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, mới khiến tôi lo lắng như vậy. Cũng may tôi còn chưa kịp báo với công an phường, nếu không họ bắt tôi khai báo ra mối quan hệ của tôi với tên Đại Dương kia, thế nào á thì tôi cũng muối mặt. Tôi đón xe tới showroom thì thấy bố mẹ của tôi đang đứng cười nói vui vẻ với cái tên trai vào Đại Dương ngay trước cửa chính showroom. Tôi ôm chầm lấy mẹ của tôi rồi nói, "Con gọi điện thoại bố mẹ không bắt máy làm con lo muốn chết tại lúc đó bố mẹ đang chạy thử xe với cậu dương nên không tiện bắt máy bố tôi thấy tôi nhõng nhẽo thì quát con gái lớn rồi mà cứ như trẻ con thế có bạn trai ở đây mà không biết xấu hổ à tôi liếc cảnh cáo đại dương ý muốn nói vì anh ta tôi mới lo lắng như vậy sau đó tôi đứng thẳng người hỏi bố thế bố mẹ xem thế nào ạ à? bố đã làm xong thủ tục mua bán xe mai s bốn trăm năm mươi màu đen rồi mẹ và con đều thích chiếc xe đó nên bố quyết định luôn. tôi ngạc nhiên buông tay khỏi người mẹ, tôi chẳng ngại có mặt đại dương ở đây mà hỏi bố mẹ lấy đâu ra tiền mà mua nhiều xe đó à? nếu con chịu lấy chồng ngay, bố mẹ còn có tiền mua tặng con chiếc xe đắt hơn cả chiếc này á, à, nếu mà con thích. đại dương nghe bố của tôi nói thì nói xen vào, hay bọn mình tranh thủ cưới sớm em nhở? anh đừng có mà mơ mẹ tôi thấy tôi nói tranh chua với đại dương thì lên tiếng con bé nói miệng vậy thôi <laughs> cháu đừng để bụng với nó nha đại dương nhìn tôi rồi cười nói dạ vâng con hiểu tính của em ấy nên hai bác không phải lo lắng đâu ạ à. nói rồi đại dương nắm tay tôi kéo lại gần anh ta cháu mời hai bác đi dạo phố hà nội rồi đi ăn tối ạ à. mẹ tôi vội từ chối hẹn cháu dịp khác vì có khách từ sài gòn ra xem hàng mà không có hai bác ở nhà họ vẫn còn ở đó đợi hai bác về nên hai bác phải về gấp bố tôi tiếp lời tuần sau cậu dương mang xe về hải phòng giao xe cho bố con cũng xin nghỉ làm vài hôm về chơi cùng cậu ấy nhé tôi giật nảy mình nhìn đại dương á khẩu không nói nên lời anh ta thấy biểu hiện của tôi như vậy thì nghiêng đầu cụm vào đầu tôi nói bác nói mà em không nghe sao lúc này tôi không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý hả dạ vâng hôm đó con sẽ xin nghỉ ạ Bố mẹ tôi định ra bến xe Mỹ Đình để đón xe về Hải Phòng thì Đại Dương cản lại, anh ta đón một chiếc taxi đậu gần showroom rồi trả tiền trước cho tài xế, "Chúc hai bác thượng lộ bình an ạ. À. Cảm ơn cháu đã tận tình giúp đỡ, tạm biệt cháu." Mẹ tôi không quên nói với tôi, "Cậu Dương ấy là người hiền lành, con cũng đừng ăn hiếp cậu ấy quá đấy nhá. Đại Dương ôm chặt lấy eo tôi rồi nói với mẹ của tôi, "Không sao bác, vì con thích được em ấy ăn hiếp như thế đấy ạ." À sau khi bố mẹ tôi rời khỏi tôi mới đẩy đại dương đang ôm eo của tôi ra rồi hỏi tội anh có đôn giá xe lên để ăn chặn tiền của bố mẹ tôi không đấy đại dương nhìn tôi nghiêm túc nói bố mẹ vừa đi em đã xưng hô tôi như vậy rồi em mà không tập duyệt cho quen á tới lúc nói lẫn lộn trước mặt bố mẹ của anh họ mà phát hiện ra chúng ta đang đóng giả là chết anh đấy thấy tôi không nói gì anh ta lại nói tiếp em nhìn xem anh giống như mấy tên chuyên lừa đảo hay sao mà nói như vậy? Giá xe ở showroom là giá niêm yết. Anh có muốn ăn chặn tiền của bố mẹ em cũng không có cửa để mà ăn chặn đâu. Showroom còn trừ tiền hoa hồng, em bán được 3 chiếc siêu xe và hóa đơn thanh toán của bố mẹ em nữa rồi đấy. Với lại đề nghị bàn giao xe tận nơi của bố mẹ em cũng được họ chấp nhận rồi. Nghe Đại Dương nói, tôi muốn chạy vào bên trong showroom, chửi người đàn ông tên Thành kêu một tiếng, nếu giao xe cho bố mẹ tôi tại showroom thì tôi chỉ cần nhờ đại dương đóng giả người yêu tôi thêm một lúc còn giao xe tại nhà tôi phải nhờ người ta đóng giả cả ngày hôm đó tôi nhìn đại dương cười lấy lòng <cười> thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của của em họ cho đi ké không anh nói với họ rồi anh còn đề xuất với họ không lấy thêm phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ họ cũng đồng ý cảm ơn xem ra anh chàng này còn biết suy nghĩ trước sau, nhớ tới chuyện anh ta vừa trả tiền xe taxi giúp bố mẹ, tôi nói cho em xin số tài khoản, em trả lại tiền taxi cho anh. Anh ta vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với tôi bây giờ còn hơi sớm, nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em, với tư cách là người yêu của em, khiến anh cạn hết năng lượng. Số tiền đó anh không lấy mà dẫn em đi ăn có được không? Em chỉ là dân làm thuê ở Hà Nội, không phải đại gia gì đâu. Nếu anh có ý định tiếp cận em vì tiền ấy thì có thể dừng lại. Chuyện anh đóng giả bạn trai của em như đã thỏa thuận, lần sau ấy tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh để trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh, em hứa lĩnh lương tháng tới em sẽ trả." Tôi thẳng thắn nói với Đại Dương tình trạng của tôi, để anh ta nếu có ý định vòi tiền của tôi thì dừng lại ngay. Không ngờ anh ta làm bộ tay chân run lập cập nói: "Không có nhiều tiền, thì em dẫn anh đi ăn vỉa hè cũng được." Anh nó đói run người rồi đây này Nếu vậy thì được Tôi lấy trong túi sách ra của tôi Một cái khẩu trang đưa cho Đại Dương Anh đeo vào đi rồi chúng ta đón xe buýt đi ăn Gần đây Đại dịch Covid Khiến người dân phải đeo khẩu trang khắp nơi công cộng Ngoài nghĩa vụ phải đeo khẩu trang nơi công cộng Tôi còn muốn Đại Dương đeo khẩu trang Một phần vì anh ta quá đẹp trai Đi cạnh anh ta Tôi có cảm giác không tự tin Một phần vì tôi sợ Nhỡ có vị khách nào mà anh ta từng phục vụ Nhận ra anh ta trong lúc đi với tôi thì cũng bẽ mặt. Đại Dương cầm khẩu trang tôi đưa nhưng không mang vào mà chỉ tay bên chiếc xe của anh ta đậu gần đó nói, "Em nói địa chỉ để anh chờ đi, tới quán kem xôi, Trẻ Thái 289 Kim Mã." Lúc chúng tôi tới quán, chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại Dương nhìn quanh một lúc, cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Do chân anh ta dài nên đầu gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn, trông rất buồn cười em cười anh à không có Thực ra hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh đơn giản nơi đây hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da đắt tiền trông anh tôi liên tưởng tới hình ảnh của một vị tổng tài nào đó chứ không phải một tên trai bao anh ăn gì em ăn gì anh ăn cái đó tôi bị nghiện món xôi chè ở quán này mỗi lần đến đây ăn tôi có thể ăn một lúc hai phần nhưng hôm nay đi với người lạ nên có chút ngại tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về để ăn với hai đứa bạn cùng phòng một phần vì thèm một phần vì đói phục vụ vừa bưng chè lên tôi đã cắm đầu cắm cổ ăn tới khi ăn xong tôi ngẩng mặt lên thì thiếu chút nữa tôi sặc chè đại dương không ăn mà ngồi nhìn tôi chầm chầm. trên mặt em dính gì à dính chè tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì đại dương nhanh tay ôm lấy mặt tôi quay lại đối diện anh ta sau đó liếm một đường quanh miệng của tôi Tôi bị hành động này của anh ta làm cho ngây người Một hồi sau tôi mới phản ứng lại mắng anh ta Tuy nhiên vì quán đang rất đông Nên tôi không dám nói lớn Mà ghé sát tay anh ta rồi nói Tôi báo cho anh biết trước Chúng ta chỉ là đang đóng giả yêu nhau Anh đừng có mà lợi dụng tôi như thế Đại Dương cũng ghé sát vào tay tôi rồi nói nhỏ Sao em phải khó chịu với anh như vậy Anh chỉ muốn giúp em thôi Anh không có ý gì cả với lại có giận Thì cũng không xưng tôi với người yêu như thế chứ Quen miệng trước mặt bố mẹ em Hay bố mẹ anh Là chết đấy Dứt lời anh dướn người lên hôn môi tôi một cái Rồi sau đó nói Như thế này mới là lợi dụng Hành động của anh ta khiến tôi tức điên Quán này tuy nhỏ Nhưng lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi Khiến tôi không dám ngẩng mặt lên Nhìn người đối diện Có lẽ tính chất nghề nghiệp đã mài giúp anh ta Thành người trai mặt như vậy hoặc có thể anh ta phục vụ khách quen rồi Nên nghĩ rằng anh ta đang phục vụ khách của mình Tôi đang định nói với anh ta Không ăn thì đi về Không ngờ lúc này anh ta lại ngồi ăn ngon lành Mà cái nết ăn tử tốn của anh ta Khiến tôi liên tưởng tới anh ta là con Của một gia đình gia giáo nghiêm khắc Chứ không phải làm nghề trai bao như vậy Em muốn ăn thêm không? Đại Dương múc một miếng chè đưa ra trước miệng tôi rồi hỏi Không biết mà xùi quỷ khiến thế nào Mà tôi lại há miệng ra ăn Tới lúc tôi ý thức được hành động của mình thì không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống. Đại Dương thấy tôi không từ chối, anh ta ăn một miếng, sau đó lại tiếp tục múc cho tôi một miếng khác. Lúc này thì tôi đã tỉnh táo từ chối. Em no rồi, anh ăn đi. Đại Dương cũng không nài ép tôi tiếp tục ăn. Đây là lần đầu tiên anh ăn chè đấy, ngon không? Rất ngon. Đây là món ăn vặt mà em thích nhất. Lần sau nếu em muốn ăn thì gọi cho anh, anh chở đi tôi không đáp lại lời đại dương nói vì từ chối anh ta thì ngại mà đi với anh ta lần nữa còn ngại hơn chính vì vậy mà tôi đã chọn im lặng ăn trẻ xong đại dương lấy cớ vẫn còn đói bụng anh ta bắt tôi tiếp tục dẫn anh ta đi ăn với lý do số tiền tôi bỏ ra chưa bằng số tiền anh ta trả tiền taxi cho ba mẹ của tôi tôi cũng không muốn nợ nần anh ta nên dẫn anh ta vào một nhà hàng đồ nướng tôi vẫn thường đi ăn cùng quỳnh chi và phương thanh gần nơi tôi ở số tiền tôi bỏ ra còn vượt quá số tiền taxi của bố mẹ tôi nhưng tôi không hề so đo đại dương chở tôi về tận tòa nhà tôi ở rồi anh ta mới rời đi tôi vừa vào tới phòng khách thì quỳnh chi và vương thanh đều lên tiếng mẹ đi làm về muộn thế nhanh ngồi xuống ăn tối đã rồi tắm rửa sau hai đứa ăn đi tao đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi nhìn thấy quỳnh chi và phương thanh tôi mới nhớ tới ba ly trẻ tôi bỏ quên trên xe của đại dương tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta, không ngờ tôi vừa bấm gọi, anh ta liền bắt máy. giọng nói quyết đoán của anh ta vang lên ở đầu dây bên kia. em ở tầng mấy phòng nào? tôi như một cái máy được lập trình sẵn sàng nhanh chóng nói ra địa chỉ căn hộ tôi ở, nhưng nghĩ lại cho anh ta biết chỗ tôi ở không tiện một chút nào, nên liền nói lại. không cần để em xuống giấy lấy. không thấy anh ta đáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại thì đại dương đã cúp máy. Tôi muốn tự tát vào miệng mình một cái Vì cái tội không suy nghĩ trước khi nói Nếu Quỳnh Chi và Phương Thanh Biết chuyện tôi đi ăn với Đại Dương Mà không phải đồng nghiệp như tôi nói Sẽ mắng chửi tôi chết Vậy nên tôi ra ngoài cửa chờ anh ta Chưa tới 5 phút đồng hồ Đại Dương đã có mặt trước cửa căn hộ của tôi Cảm ơn anh Tôi nhận ba ly chè từ tay anh ta Rồi nhanh chóng đi vào trong Tôi còn chưa kịp đóng cửa lại Đại Dương nói sau lưng Anh đau bụng quá, cho anh đi nhờ nhà vệ sinh một lát. Nhà anh ở khá xa chỗ này, anh sợ sẽ không kịp về tới nhà. Anh tính lừa em đấy à? Lừa em thì anh được cái gì? Đại Dương nói đúng, phụ nữ có tiền mới được anh ta phục vụ. Còn tôi thậm chí còn đang nợ tiền anh ta, đang còn ở nhà thuê, tôi đâu có gì để lừa anh ta. Vừa nãy tôi nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh, tôi đi ăn với đồng nghiệp. Giờ cho Đại Dương vào nhà, không khác nào lại ông tôi ở bụi này với hai cô bạn thân của tôi nhưng vẻ mặt của anh ta lúc này nhăn nhó đến đáng thương tôi cũng đâu còn cách nào khác anh vào đi nhớ là giải quyết xong phải về ngay đấy không nằm ngoài dự đoán của tôi vừa nhìn thấy đại dương xuất hiện cả quỳnh chi và phương thanh đều giật mình làm rơi cả bát cơm đang cầm trên tay đại dương thấy vậy liền nói hình như anh vào không đúng lúc thì phải quỳnh chi và phương thanh cứng họng nhìn đại dương không nói nên lời căn hộ chúng tôi thuê có một phòng khách khá nhỏ kê được một bộ ghế sofa nối liền với khu vực phòng khách là phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có đặt một chiếc bàn ăn. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh dùng chung và ba phòng ngủ. Bên trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Chúng tôi thuê căn hộ này với giá 12 triệu đồng, mỗi người bỏ ra 4 triệu đồng một tháng. Phòng ngủ của ai người đấy dọn, nhưng khu vực sinh hoạt chung chúng tôi chia nhau dọn vệ sinh. Cả ba đứa thống nhất buổi tối góp tiền nấu ăn chung Công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm Nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi Hay mâu thuẫn gì Dù thuê trọ cùng nhau đã được gần một năm Một hồi lâu sau Quỳnh Chi mới lên tiếng nói với Đại Dương Chào, chào anh Còn Phương Thanh cứng miệng không nói nên lời Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng Đây là Chi và Thanh Ở cùng căn hộ với em Chào Chi và Thanh Anh tên Dương Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh Đã phá hỏng bữa tối của hai em Quỳnh Chi vội xua tay À, không có gì, à, mời mời anh ăn tối với bọn em luôn nhé. Anh vừa đi ăn với Giang về, có mua trà về cho hai đứa em nữa đấy. Tôi định lát nữa kiếm đại một lý do nào đó gặp Đại Dương để nói với Quỳnh Chi và Vương Thanh, không ngờ anh ta lại nhanh việc nói trước sự thật. Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì dồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi. Vương Thanh đi tới, cầm ba ly trà trên tay rồi nói với Đại Dương, "Cảm ơn anh, mời anh ngồi chơi ạ." À? Đại Dương định ngồi xuống ghế sofa. Thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung rồi nói Nhà vệ sinh ở bên kia Đại Dương nhìn Quỳnh Chi với Phương Thanh Rồi lại quay sang nhìn tôi Tôi hiểu ý anh ta ngại hai đứa bạn thân của tôi Nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh Bên trong phòng của tôi Lúc tôi quay trở lại phòng khách Thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi súng vào hỏi chuyện Mày than vãn mày mới mua sắm hết tiền lương tháng này rồi Mà tại sao mày còn có tiền đi chơi với trai thế hả Tôi lập tức phản bác Chơi trai đâu mà chơi trai Quỳnh Chi lại nói xen vào Tên đó không phải là anh chàng trai bao Hôm bữa mày chọn à Mà công nhận nhá Anh ta đẹp trai thật đấy Bị hai đứa bạn hiểu sai Tôi vội giải thích Đúng là anh chàng trai bao hôm bữa Nhưng không phải như bọn mày nghĩ đâu Phương Thanh nghe tôi thú nhận liền quát tôi Hôm trước thì mày nói Anh ta chỉ được cái miệng Còn bộ phận của đàn ông kia coi như bỏ Vì thế anh ta không thể bóc tem của mày được Tại sao hôm nay mày vẫn gọi anh ta phục vụ vậy? Hay mày bị cái miệng của anh ta làm cho... Tôi lấy tay bịt miệng Phương Thanh lại khi thấy Đại Dương đang ngồi ở ghế sofa. Chúng tôi mải mê tám chuyện mà không để ý anh ta đi ra từ phòng của tôi từ lúc nào. Anh ta đang tự nhiên rót nước uống như thể anh ta mới là chủ nhân của căn hộ này vậy. Ba đứa tôi là chủ nhà nhưng bị khách bắt tại trận nói xấu nên chẳng đứa nào dám ho he gì một lúc sau quỳnh chi và phương thanh chơi bài chuồn mỗi đứa bưng một ly trẻ đứng dậy rồi nói với đại dương anh dương ở lại chơi nhé nói rồi hai đứa chạy vào phòng của chúng tôi đóng cửa lại để mặc tôi một mình đối phó với đại dương tôi không còn cách nào khác là đóng mặt giày nói với anh ta hồi nãy anh nói giải quyết xong sẽ đi sao giờ còn ngồi đấy đại dương chậm rãi bưng ly nước lên uống một ngụm sau đó ngước lên nhìn tôi đứng gần đó nói À, anh cũng định giải quyết xong thì đi ngay, nhưng nghe bạn của em nói lần trước em kể với họ, anh chỉ được cái miệng, bộ phận đàn ông của anh coi như bỏ, nên không thể bóc tem của em được. Vì vậy anh mới nán lại để xác nhận lại cái thông tin này. Nghe Đại Dương nhắc lại không thiếu một từ, thử Phương Thanh. Tôi ngượng chín cả người, nhưng tôi vẫn cố cãi để thoát thân. À, anh nghe lộn rồi, chuyện bọn em nói không phải anh mà là nói người khác đại dương lập tức đứng dậy đi về phía phòng của thanh để anh hỏi bạn của em xem có đúng không phải nói anh không nhé nói là làm đại dương vươn tay gõ cửa phòng của thanh cũng may tôi kịp thời đẩy anh ta ra trước khi tay của anh ta chạm vào cửa khiến anh ta ngã ngửa ra sàn vì lực đẩy của tôi mạnh lại thêm bị mất đà nên tôi ngã đè lên người đại dương nếu mà đúng anh chưa được bóc tem của em thì từ từ anh sẽ bóc trả việc gì em phải nôn nóng như vậy đây là phòng sinh hoạt chung em không ngại hai người bạn của em sẽ nhìn thấy sao mặc dù tôi ngã đè lên người đại dương nhưng khuỷu tay của tôi đã bị đập xuống nền nhà rất đau tôi không thể đứng dậy cũng không còn tâm trí đáp lại lời của đại dương còn đại dương thấy tôi không đáp lại anh ta lại nghĩ tôi đồng ý với những gì anh ta vừa nói vì vậy anh ta lật đè tôi xuống rồi anh ta nằm lên người tôi ghé sát vào tai tôi rồi nói nếu em không ngại thì anh chiều em vậy Kỳ thực nhận tiền của em ý, mà không làm tròn nhiệm vụ khiến anh rất là ái náy. Dứt lời, anh ta cúi xuống hôn lên môi tôi. Tay của anh ta cũng đồng thời vuốt ve loạn xạ đường cong của tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh ta. Đừng, bạn của em nhìn thấy bây giờ. Họ nhìn thấy cũng tốt. Dù sao thì đó cũng là một cách để anh có thể chứng minh cho họ thấy bộ phận nam tính của anh không vô dụng. Sợ anh ta làm thật tôi đành phải thừa nhận. Tại hôm đó hai đứa cứ truy hỏi nên em mới nói bừa như vậy nhưng em nói với họ như vậy bây giờ họ nhìn anh với ánh mắt khác thì em phải bắt đền danh dự cho anh chứ tôi nghĩ đại dương nói vậy bởi vì anh ta làm nghề trai bao tôi nói xấu anh ta như vậy với hai bạn của tôi anh ta cho rằng sẽ khiến anh ta mất đi hai vị khách tiềm năng vì vậy tôi mới nói hai bạn của em có người yêu rồi nếu họ có nhu cầu sinh lý thì sẽ tìm tới bạn trai của họ chứ không tìm tới anh đâu còn em bây giờ em có nhu cầu không giọng nói trầm khàn gợi cảm cộng thêm với ánh mắt mời gọi của đại dương khiến tôi như bị lạc vào mê cung thấy tôi không nói anh ta lại tiếp tục lên tiếng nếu em có nhu cầu thì anh sẵn sàng phục vụ giọng nói của đại dương vang lên một lần nữa khiến tôi bừng tỉnh anh tưởng em là đại gia à nợ tiền phòng khách sạn của anh em còn chưa có để trả thì lấy tiền đâu ra mà trả công anh phục vụ đại dương ôm lấy mặt của tôi rồi ghé sát gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt của anh ta vào gương mặt của tôi cười nói Hôm nay á anh khuyến mãi, không lấy tiền. Lúc này tôi thực sự muốn kéo Đại Dương vào phòng để anh ta thực hiện khuyến mãi với tôi. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đứng dậy trước khi bị vẻ đẹp trai của anh ta đánh gục. Hôm nay em không có nhu cầu, mời anh về cho. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông là cuộc gọi của mẹ tôi gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy, Alo, mẹ à. Mẹ gọi điện báo cho con với cậu Dương biết, bố mẹ đã về tới nhà an toàn rồi nha. Dạ vâng ạ, à. cậu Dương có đó không, cho bố của con gặp cậu ấy một lát. Tôi nhìn vào Đại Dương vẫn đang nằm dưới sàn nhà rồi nói, dạ có ạ. À. Tôi đưa điện thoại cho Đại Dương, bố em muốn gặp anh. Đại Dương đứng dậy cầm máy, rồi nhanh chóng nói vào điện thoại, cháu chào bác ạ. À. Không biết bên kia bố tôi có nói gì mà tôi nghe đại dương nói hết dạ lại đến vâng đến khi anh ta đưa điện thoại lại cho tôi tôi mới có cơ hội hỏi bố em nói gì vậy bố em nói vừa đi coi thầy thầy nói ngày showroom chọn bàn giao xe cho bố mẹ em không tốt lắm nên rời sang cuối tháng sau cái gì cuối tháng sau á đồng nghĩa với việc chúng ta đóng giả người yêu hơn một tháng nữa nếu em sợ chúng ta quên cách xưng hô sợ chúng ta diễn không khớp thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên để luyện tập anh luôn ưu tiên thời gian cho việc này đại dương là trai bao nếu anh ta thường xuyên gặp tôi sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ta hơn nữa tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta nhiều chuyện đóng giả người yêu của nhau cũng chỉ là bất đắc dĩ vì vậy tôi vội từ chối ờ không cần gặp đâu khi nào gặp mặt bố mẹ của anh hay bố mẹ của em lúc đó chúng ta gặp nhau trước một ngày là được đại dương cũng chẳng phản đối ý kiến của tôi anh ta đứng dậy rồi ra về lúc tôi chuẩn bị đóng cửa anh ta còn quay lại nhìn tôi rồi nói em nhớ đính chính với hai bạn của em về anh đấy nhé nếu không thì sao anh ta vươn tay ôm lấy eo của tôi nếu không anh sẽ chứng minh cho họ thấy cũng được em khỏi cần phải giải thích nói là làm anh ta cúi xuống hôn tôi một lần nữa còn tôi không biết đầu óc bị làm sao mà lại hôn đáp lại anh ta hai chúng tôi đang phiêu nhau trong một nụ hôn sâu thì nghe tiếng mở cửa tôi vội buông đại dương rồi đẩy anh ta ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại tôi như tên trộm bị bắt tại trận sợ hãi đứng tựa lưng vào cửa ôm chặt lấy ngực tim tôi đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mày bị làm sao đấy từ câu hỏi của phương thanh tôi nghĩ bạn của tôi chưa kịp nhìn thấy tôi và đại dương hôn nhau tôi như vừa sống sót khỏi một trận lũ càn quét mày mới bị làm sao đấy làm người ta hết hồn mày gọi con chi ra hỏi thử xem mày có bình thường không mặt mày đang đỏ như đít khỉ kia kìa, đừng nói với tao mày bị tiếng xét ái tình của anh chàng đẹp trai trai bao kia đánh trúng gió đấy nhá, mày đừng có mà phát ngôn bừa bãi. Nói rồi tôi cầm ly chè chuồn thẳng về phòng mình, ở tao đi tắm đây. Kỳ thực vừa rồi tôi đã bị nụ hôn của đại dương làm cho tim đập chân run, nhưng tôi nghĩ đó không phải yêu đương gì mà chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Tôi bị cuốn vào công việc của mình mà nhanh chóng quên đi có một anh người yêu hờ tên đại dương tồn tại cho tới buổi tối thứ hai tuần sau đó tôi đang đi dự sinh nhật một đồng nghiệp thì nhận được điện thoại của anh ta tôi nhanh chóng bắt máy alo anh dương đây tôi biết rồi em vừa nói gì lần trước anh tự tay lưu số của anh vào máy của tôi anh không nhớ sao tối mai bố mẹ anh muốn dẫn em về nhà chơi mà em quên quách xưng hô với anh như thế thì chết anh rồi à tôi à em xin lỗi chúng ta gặp nhau một lát được không Em đang đi dự sinh nhật bạn gặp anh được không? Ngày mai em vẫn phải làm việc, chiều mai anh đến căn hộ đón em sớm một chút, chúng ta nói chuyện với nhau trước để khi tới nhà anh diễn cho khớp. Ok. Chiều hôm sau, lúc tôi đi làm về gần tới trước tòa nhà G2, đã thấy Đại Dương đang đứng bên cạnh xe trước tòa nhà căn hộ tôi ở. Hôm nay thời tiết khá ấm áp nên anh ta mặc chiếc quần jean màu xanh, áo thun trắng kết hợp với giày thể thao cùng màu đơn giản nhìn anh ta có vẻ năng động hơn hai lần trước tôi gặp tôi đi tới trước mặt anh ta rồi hỏi anh tới lâu chưa anh mới xuống xe thì em về anh đứng đây chờ em một lát em về phòng tắm rửa rồi xuống ngay nói rồi tôi vội đi vào trong tòa nhà nhớ tới chuyện gì tôi liền quay lại nói với đại dương anh lên phòng em nhờ một lát đại dương cũng không câu nệ theo tôi đi lên phòng lúc này quỳnh chi và phương thanh vẫn chưa đi làm về bố mẹ của anh có khó tính không không khó anh muốn em làm cho bố mẹ của anh ghét em ngay từ lần đầu gặp Để họ phản đối rồi bắt chúng ta chia tay không Bố mẹ anh không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của anh đâu Nên yêu ai lấy ai là quyền của anh Họ chẳng bao giờ ý kiến Tôi lấy ra một đống váy áo ném lên giường rồi nói với Đại Dương Anh chọn giúp em một bộ đi Em không nên căng thẳng như vậy Em mặc bộ nào anh cũng thấy đẹp hết Nên em muốn mặc bộ nào thì mặc Không có sự giúp đỡ của Đại Dương Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy xòe màu trắng dài tới đùi gối. Phần cổ không xẻ sâu quá, nói chung là khá kín đáo. Tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ của anh bạn trai hờ. Xong xuôi, tôi đứng trước gương xoay một vòng rồi hỏi Đại Dương. Anh thấy em thế nào, ổn không? Đại Dương không trả lời mà nhìn tôi đắm đuối. Tôi nghĩ anh ta không thích nên nói. Nếu anh thấy không ổn, hay là em thay bộ khác vậy? lúc tôi đi vào phòng tắm để thay một chiếc váy khác thì đã bị đại dương cản lại không cần thay bộ khác đâu thực ra em rất đẹp anh đang sợ lần này mang em về giới thiệu cho bố mẹ của anh á bố mẹ anh thích em rồi lần sau anh mang người khác về ra mắt bố mẹ anh không ưng á, thì khổ anh nói bố mẹ của anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh còn gì đại dương nắm tay tôi đi thôi trước khi đi tôi còn bảo đại dương ghé trung tâm mua sắm nằm ở tòa nhà bên cạnh mua một giỏ trái cây để mang theo cho già dáng lần đầu đi ra mắt bố mẹ người yêu. Tôi cứ tưởng nhà anh ta ở xa chỗ tôi lắm, không ngờ biệt thự của gia đình anh ta là một căn biệt thự đơn lập view mặt hồ nằm ngay trong khu dân cư Vinhomes Green Bay. Tại đây có thể nhìn thấy vị trí căn hộ của tôi. Nói cách khác từ phòng của tôi thấy rất rõ biệt thự nhà đại dương. Trước đây yêu Ngọc Thái, anh ta chưa từng dẫn tôi về thăm nhà nên đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà của bạn trai. Tiếc rằng đây chỉ là thăm nhà bạn trai hờ. Mặc dù chỉ là đóng giả người yêu của Đại Dương, nhưng tôi rất hồi hộp. Lúc anh ta đẩy cửa xe xuống, tôi kéo anh ta giật lại. Từ từ đã, tôi run quá. Đại Dương đóng cửa lại rồi quay sang nhìn tôi. Em thấy không? Em lại xưng hô sai rồi. Lát nữa em mà còn quên như vậy là không được đâu đấy. Cũng tại em lo lắng quá, bố mẹ của anh có biết anh làm nghề gì không biết anh đừng nói em là khách hàng của anh nên chúng ta quen nhau đấy nhé anh biết rồi nếu bố mẹ anh có hỏi em làm nghề gì thì anh nói em làm nhân viên bán hàng của hãng xe x là được anh biết rồi nói chung những gì anh biết về em anh đều có thể nói với bố mẹ anh chỉ riêng chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào anh đừng có cho họ biết là được anh biết rồi sao anh chỉ nói mỗi câu anh biết rồi thế nhở đại dương xoa đầu của tôi rồi cười nói gia đình anh ít người ai cũng hiền lành và vui tính em không cần căng thẳng như vậy đâu nào chúng ta vào nhà thôi nhà anh giàu như thế sao anh lại làm nghề trai bao vậy câu hỏi đột ngột của tôi khiến đại dương khửng lại động tác mở cửa xe anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi theo em thì vì sao theo em á chắc chắn anh làm trai bao không phải là vì tiền rồi đúng vậy không phải làm vì tiền thì anh làm vì cái gì em tự tìm hiểu xem anh làm chai bao vì mục đích gì? Còn bây giờ chúng ta vào nhà thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta rồi đấy. Đại Dương không nói chuyện với tôi nữa mà xuống xe, sau đó anh vòng qua mở cửa cho tôi, rồi anh mới mở cốp xe lấy giỏ trái cây. Một tay Đại Dương cầm giỏ trái cây, một tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Lúc đi tới cửa phòng khách còn cẩn thận cúi xuống thay dép đi trong nhà cho tôi nữa. Cũng may không có ai nhìn thấy. Phòng khách căn biệt thự nhà Đại Dương rất rộng được trang trí theo phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển tôi bị ấn tượng bởi các tủ kính trưng bày những cổ vật vô cùng giá trị trong phòng khách nhìn vào những đồ vật này tôi hiểu tại sao gia đình đại dương lại giàu có như vậy bởi vì bố mẹ tôi cũng kinh doanh đồ cổ nên tôi biết được giá trị của những món đồ trong tủ những đồ cổ này là của bố mẹ hay là của ai của bố mẹ anh tôi ghé sát vào tai đại dương nói nhỏ anh chỉ cần xin bố mẹ anh một món này đi bán là đủ tiền tiêu xài trong nhiều năm. Việc gì anh phải đi làm cái nghề bị xã hội ruồng rẫy lên án như vậy? Hay lát nữa em xin bố mẹ dùng anh nhé. Tôi thúc nhẹ vào eo đại dương một cái. Vừa lúc này, tôi thấy có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đi ra từ thang máy. Đại dương nói nhỏ với tôi, bố mẹ của anh đó. Sau đó anh ta quay sang chào bố mẹ anh ta bằng giọng điệu rất hào hứng, giống như con chào bố mẹ Cháu chào hai bác ạ à? Nhìn thấy tôi Bố mẹ của Đại Dương cười niềm nở Cháu tới chơi đấy à Tôi cầm giỏ trái cây đưa cho mẹ của Đại Dương Cháu tới chơi Mua in trái cây biếu hai bác ạ à? Mẹ của Đại Dương nhận giỏ trái cây của tôi rồi nói Cháu tới chơi là hai bác vui rồi Không cần mua quà cáp làm gì Bà đặt trái cây xuống bàn Rồi chỉ xuống ghế sofa nói tiếp Cháu ngồi chơi uống nước Tôi gión rén ngồi xuống bên cạnh Đại Dương anh ta nắm chặt tay tôi nói với bố mẹ mình theo yêu cầu của bố mẹ thì hôm nay con dẫn bạn gái của con về ra mắt bố mẹ đây em ấy tên giang ạ à. mẹ của đại dương cười tít mắt cháu có thể gọi tên của bác là bác lệ còn tên bác trai là bác hải ông ngọc hải nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng cháu làm nghề gì dạ cháu làm nhân viên bán hàng của hãng xe x ạ quê cháu ở đâu dạ quê cháu ở thành phố hải phòng còn cháu thuê trọ căn hộ bên tòa nhà G2 ở cùng bạn ạ Ừ, chỗ cháu ở hay chỗ làm đều gần đây Có thời gian rảnh rỗi thì tới chơi với hai bác cho vui Dạ vâng ạ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi Bà Mỹ Lệ tiếp lời Dạ năm nay cháu 24 Cháu ra trường đi làm được một năm rồi ạ Nhìn cháu bác cứ nghĩ Cháu mới mười mấy tuổi Đang còn đi học cơ ấy Nếu 24 tuổi thì cũng khá lớn rồi Thằng Dương nhà bác cũng vậy Hai đứa đi xem được ngày thì cưới luôn đi Bọn con còn đang tìm hiểu nhau mà mẹ cứ nóng vội Không biết chừng sau ngày hôm nay thăm nhà mình Giang chê không thèm lấy con nữa thì sao Còn đó Sắp 30 tuổi tới nơi rồi Mà còn ăn nói như trẻ con Vừa yêu nhau lại nói đến chia tay là thế nào Cháu đừng để bụng Thằng Dương nhà bác đấy nhá Nó gần 30 tuổi đầu Mà chưa từng yêu đương gì Nên nó không có kinh nghiệm chiều phụ nữ Nếu nó mà bắt nạt cháu Thì cứ nói với bác để bác xử lý nó Em thấy không mẹ anh chưa gì đã thiền vị em như thế rồi còn dẫn bé giang đi thăm nhà đi để mẹ vào bếp xem cô hà nấu ăn xong chưa kỳ thực tôi và đại dương chỉ là đóng giả yêu nhau nên tôi không muốn tìm hiểu sâu về gia đình anh ta cũng như những gì liên quan đến anh ta tuy nhiên nếu tôi còn ngồi lại đây nói chuyện với bố mẹ của anh ta thì tôi không biết sẽ trụ được bao lâu nữa vì vậy tôi cũng đứng dậy theo anh ta đi thăm nhà đại dương dẫn tôi đi tới thang máy thì quay sang hỏi tôi em sợ à tôi gật đầu rồi giơ hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi cho đại dương xem anh dẫn tôi vào phòng nào đó núp tạm đi lát tới giờ ăn tôi ra mặt là được rồi anh hãy để đặc ân đi thăm nhà anh cho người anh yêu thực sự của anh sau này đại dương đơ người nhìn tôi một lúc sau đó mới lên tiếng em lại xưng hô sai rồi nếu em còn xưng hô với tôi với anh nữa là anh phạt đấy anh dám Em nhắc lại từ tôi với anh một lần nữa Thì biết ngay Tôi... Đại Dương không nói hai lời Trực tiếp cúi xuống hôn lên môi tôi Cứ một lần xưng tôi là một nụ hôn Nói rồi anh ta kéo tôi vào thang máy Lúc đầu tôi xưng hô tôi với Đại Dương Là vì quên mất Chúng tôi đang đóng giả người yêu của anh ta Còn lúc sau là tôi cố ý xưng tôi Xem hình thức anh ta phạt là gì Không ngờ anh ta dám đè tôi ra hôn Tôi tức giận quá quát lên với anh ta anh làm vậy nhưng có ai nhìn thấy thì làm sao người yêu của anh anh muốn hôn thì hôn liên quan gì tới ai mà làm sao với cả làm chăng nghe anh ta nói tôi trừng mắt nhìn anh ta cao giọng anh nên nhớ nhá tôi với anh chỉ là đang đóng giả thôi đấy tiếp tục một nụ hôn nữa đáp xuống môi của tôi lần này tôi giận đại dương nên không thèm nói chuyện với anh ta nữa anh ta dẫn tôi lên một căn phòng nằm ở tầng 3. từ ban công của căn phòng này có thể nhìn thấy rất rõ vị trí căn phòng của tôi em uống nước đi đại dương đưa cho tôi một ly nước nhưng tôi không cầm mà đứng xoay lưng lại với anh ta anh ta đặt ly nước xuống bàn rồi bất ngờ đi tối ôm lấy tôi từ phía sau tôi định hét lên với anh ta thì anh ta nói nhỏ vào tai tôi vị trí này có gắn camera an ninh nếu em giận anh chúng ta sẽ bị lộ đấy tôi biết chúng tôi chỉ là đóng giả nhưng cái ôm của anh ta lại một lần nữa khiến tim tôi đập loạn nhịp trong vòng tay của anh ta tôi không còn cảm giác lo lắng sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cảm giác an toàn ấm áp anh ta nói lý do như vậy tôi cũng không đẩy anh ta ra mà đứng im để mặc anh ta ôm một lúc sau tôi lại nghe anh ta nói anh chỉ muốn mọi người nhìn vào sẽ thấy chúng ta yêu thương nhau thực sự hôm sau về nhà em cũng vậy anh sẽ cố gắng đóng tròn vai của mình để em không cảm thấy thất vọng em biết rồi thấy tôi không còn giận đại dương chuyển sang chủ đề khác em từng yêu chưa? Rồi, mối tình đầu kéo dài hơn 4 năm và ngày kết thúc là ngày em gặp anh. Còn anh? Anh chưa từng. Có lẽ do nghề nghiệp của anh, khó ai có thể chấp nhận người yêu của mình lại làm nghề trai bao cả. Em có thể tiết lộ lý do vì sao em và người yêu của em chưa tay không? Hơn 4 năm yêu anh ta một lòng một dạ, kết quả lại chứng kiến anh ta ngủ với một cô gái khác. Nếu là anh ấy, thì anh sẽ làm thế nào? Và em đã tìm đến anh là vì lý do đó, anh ta nói em hãy để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn còn anh ta thì ăn ở với người khác và trong phút bốc đồng vì men rượu em đã gọi anh hiện tại em và chàng trai đó thế nào rồi bọn em chia tay rồi em có hối hận vì quyết định quan hệ với anh buổi tối hôm đó không tôi chưa kịp trả lời đại dương thì có người gọi cửa mời cậu chủ xuống dưới ăn tối ạ à. tôi và đại dương nhanh chóng đi xuống phòng ăn một bàn tiệc thịnh soạn đã dọn sẵn Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ đã ngồi sẵn ở đó. "Cháu nhanh ngồi vào đi." "Dạ vâng." Đại Dương kéo ghế cho tôi, ngồi xuống đối diện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ, sau đó anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Em con đâu à?" Cô Hà lên gọi rồi chắc nó xuống ngay thôi. Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì ánh mắt của bà hướng về phía phòng khách nói, "Con nhanh vào đi, hôm nay anh trai của con dẫn cả người yêu tới để chào đón con về nước nữa đó." "Vâng ạ." Giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên Khiến tôi vô cùng hoang mang Tôi quay hẳn người lại để nhìn rõ mặt người vừa nói Tiếng thủy tinh vỡ phát ra Từ chai rượu ngoại đắt tiền trên tay người đàn ông vừa nói rơi xuống đất Cả tôi và anh ta ngây người nhìn nhau như bị điểm huyệt Cuộc đời thật chớ trêu Người đàn ông tôi yêu hơn 4 năm Người đàn ông vừa cắm cho tôi một cái sừng Người đàn ông tôi vừa chia tay Lại chính là em trai của Đại Dương Người yêu hờ của tôi tôi không nghĩ sẽ không gặp lại ngọc thái vì khi yêu anh ta tôi đã chia sẻ cho anh ta biết mọi thứ về tôi từ gia đình bạn bè công việc nơi ở đến những sở thích nhỏ nhất tôi đối với anh ta mọi thứ đều rõ ràng nhưng thứ anh ta đáp lại tôi toàn những điều dối trá anh ta nói gia đình anh ta không giàu vì vậy mà hàng tháng lĩnh lương tôi vẫn phải gửi cho anh ta một ít tiền anh ta nói nhà anh ta ở khu phố cổ hà nội khá chật hẹp nên không muốn dẫn tôi về nhà. Vì vậy yêu hơn 4 năm cũng có vài lần anh ta về nước. Chúng tôi gặp nhau nhưng anh ta chưa bao giờ dẫn tôi về nhà. Anh ta cũng chưa từng kể cho tôi nghe về các thành viên trong gia đình. Mặc dù tôi chặn Ngọc Thái trên mọi phương diện nhưng tôi biết chắc chắn sẽ gặp lại anh ta vì tôi không có ý định chuyển chỗ ở và chỗ làm bởi vì ở đó tôi có những người bạn hiểu ý và người xếp cực kỳ tâm lý không phải đi đâu tôi cũng có thể gặp được chỉ không ngờ tôi sớm gặp lại anh ta như vậy, lại còn trong tình cảnh hết sức éo le. Tôi là bạn gái của anh trai anh ta. so sánh về bề ngoài, Ngọc Thái và Đại Dương, tôi không thấy có nét nào giống nhau cả. Ngọc Thái chỉ cao hơn tôi một chút, anh ta cao khoảng một mét bảy mấy, còn Đại Dương cao hơn tôi rất nhiều, chắc phải gần một mét chín. vẻ bề ngoài thì Ngọc Thái giống ông Ngọc Hải, còn Đại Dương được thừa hưởng gen trội của cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ lệ. Vì thế về ngoại hình hay ngũ quan Đều đẹp hơn so với Ngọc Thái Ở Ngọc Thái và Đại Dương Chỉ có một nét khá giống nhau Đó chính là nụ cười Nhưng vì tôi mới quen Đại Dương chưa được bao lâu Cũng ít khi thấy anh cười Vì vậy khi biết hai người là anh em ruột Tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả Đó là sốc Thấy Ngọc Thái làm bể chai rượu xong Cứ đứng đó ngẩn ngơ Ông Ngọc Hải nhẹ nhàng lên tiếng Ờ à, thôi không tiếc nữa Con lại ngồi đi để đó lát nữa cô Hà dọn chai rượu lần trước con mang về vẫn còn đây này ông ngọc hải cầm chai rượu tương tự đưa cho đại dương rót vào ly con xin lỗi vì đã sơ ý ạ à? nói rồi ngọc thái đi lại ghế trống bên cạnh tôi ngồi xuống khiến tôi bị kẹp giữa hai người đàn ông một người yêu mới và một người yêu cũ đại dương nói với ngọc thái đây là giang bạn gái anh sau đó đại dương chỉ tay sang ngọc thái nói với tôi đây là thái em trai của anh em ấy vừa kết thúc khóa du học tại anh bữa tiệc nhỏ hôm nay tổ chức để chào đón em ấy về nước đấy. Ngọc Thái chủ động vươn tay ra, bắt tay với tôi. Anh ta còn cố ý bóp tay tôi thật mạnh, khiến tôi đau điếng. Chào chị dâu. Mặc dù rất đau, nhưng tôi cố nặn ra một cụ cười gượng gạo để đáp lại anh ta. À, chào em. Ông Ngọc Hải cầm ly rượu dơ lên nói. Hôm nay bố mẹ rất vui. Thứ nhất là con trai lớn của bố mẹ dẫn người yêu về nhà chơi. Thứ hai là con trai út của bố mẹ tốt nghiệp đại học Cambridge về nước. Cả nhà chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng nào. Tôi cũng nâng ly lên cụng ly với mọi người. Ngọc Thái còn cố ý cụng vào ly của tôi thật mạnh. Uống xong ly rượu mừng, mọi người cầm đũa lên gắp đồ ăn. Trên bàn toàn là món ăn tôi yêu thích. Nếu bình thường tôi sẽ ăn thử mỗi món một ít để học mót rồi về chỗ tài nấu ăn cho Phương Thanh và Quỳnh Chi. Tôi có năng khiếu trong việc nấu ăn nên mỗi lần đi ăn nhà hàng hay đi ăn tiệc, nếu gặp món ngon tôi chỉ cần nhìn qua là về nhà bắt trước nấu thậm chí có món tôi còn ngon hơn họ nhưng hôm nay tôi cứ như là bị thứ gì đó chặn ở họng khiến không thể nuốt trôi cũng không có vị giác gì bà mỹ lệ thấy tôi không gắp thức ăn thì nói với đại dương con gắp cho giang ăn đi chăng con bé ngại chỉ ăn mỗi một món kỳ thực tôi không có hứng ăn nên chỉ gắp mỗi món để gần tôi nhất cho có lệ đại dương ghé sát tay tôi hỏi nhỏ em thích ăn món gì để anh gắp cho em Tôi chưa kịp nói Ngọc Thái đã gắp vào chén của tôi Đầy những món bình thường tôi thích ăn Em nghĩ con gái thường thích ăn những món này Chị dâu ăn đi à Cô Hà nấu ăn ngon lắm đấy Mặc dù Ngọc Thái nói lễ phép với tôi như vậy Nhưng dưới chân thì anh ta đang kẹp chặt lấy một ngón chân của tôi Tuy chỉ là đóng giả Nhưng tôi cảm giác rất có lỗi với đại dương Tôi chỉ sợ nếu như ai đó nhìn thấy cảnh này Không biết sẽ nghĩ tôi là cái loại người gì Cảm ơn em Ngoài miệng thì tôi nói như vậy nhưng trong thâm tâm tôi muốn băm xé ngọc thái ra làm trăm mảnh nếu có thể tôi muốn đá vào cái chân của anh ta một cái thật mạnh đã thế khi nhận lời cảm ơn của ngọc thái còn cố tình dùng bàn chân trần của anh ta vuốt ve chân của tôi không có gì chị dâu thích ăn là được mọi người vừa ăn vừa kể rất nhiều câu chuyện vui về đại dương và ngọc thái lúc nhỏ tiếng cười vang rộn cả phòng ăn còn tôi phải chịu đựng hành động không đứng đắn của ngọc thái suốt bữa ăn vì đại dương thỉnh thoảng tôi cũng mỉm cười để không bị mọi người phát hiện có sự bất thường giữa tôi và Ngọc Thái. Con no rồi, bố mẹ với anh chị ăn đi ạ. À? Ngọc Thái bất ngờ dừng đũa đứng dậy nói. Bà Mỹ Lệ lo lắng nhìn Ngọc Thái. Sao con ăn ít vậy? Nãy giờ mẹ chỉ thấy con uống rượu thôi. Con ăn thêm chút nữa đi, lát lại đói bây giờ. Dạ thôi, con ăn no rồi, con xin phép ạ. À? Ngọc Thái đi ra khỏi phòng ăn tôi có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng tôi thầm cảm ơn anh ta vì đã biết điều tha cho tôi cháu ăn thoải mái đi nha có lẽ em nó ăn món tây quen rồi chưa quen món ăn việt nên ăn ít đừng bắt trước nó dạ vâng ạ không có mặt ngọc thái tôi thoải mái hơn hẳn vì thế mà tôi ăn cũng có cảm giác ngon miệng hơn bà mỹ lệ hỏi tôi ngày mai chủ nhật cháu có đi làm không dạ không ạ vậy bác ghé chung cư cháu ở rủ cháu đi mua sắm đi spa nhá Chỗ bác qua chỗ cháu gần bác đi bộ cũng được Tôi nhìn qua đại dương Rồi khẽ đá vào chân của anh ta Ý muốn anh ta giúp tôi nói lời từ chối Vì dù sao chúng tôi cũng chỉ đang đứng đóng giả Không cần tạo dựng mối quan hệ quá khăng khít Thế nhưng anh ta lại bình thản nói Em đừng lo lắng Mẹ anh nhiều tiền lắm Đi với mẹ mẹ sẽ bảo em hết Tôi đá mạnh vào chân đại dương một cái Anh này Nói rồi tôi quay qua nói với bà Mỹ Lệ Dạ vâng lâu lắm rồi cháu cũng chưa đi spa cháu cũng muốn chăm sóc da mặt một chút ạ à? mẹ con cũng muốn đi spa con đưa mẹ với giang đi thì càng tốt thời đại ngày nay á nam giới đi chăm sóc da cũng nhiều không riêng gì mình nữ giới mới chăm sóc da đâu nghe bà mỹ lệ và đại dương nói chuyện tôi lấy tay che miệng cười có lẽ do tính chất nghề nghiệp nên đại dương mới cần chăm sóc vẻ bề ngoài của mình như vậy em cười anh à không có tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng tôi. Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ. À? Nói rồi, tôi đi ra phía phòng khách để nghe điện thoại. Alo, em vẫn dùng số điện thoại cũ, vậy mà anh tưởng em đã đổi số rồi chứ? Giọng nói của Ngọc Thái vang lên ở đầu dây bên kia, khiến tôi thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại. Tôi sợ mọi người nghe thấy, nên vừa đi ra ngoài vừa nói nhỏ vào điện thoại. Anh, anh gọi cho tôi để làm gì? Sao em lại xưng tôi với anh? sao em có thể nói lời vô tình với anh như vậy tôi ngồi xuống ghế đá trước biệt thự nghiêm túc nói vào điện thoại tôi với anh hiện tại không còn quan hệ gì anh cũng đừng gọi điện cho tôi nữa tốt nhất là chúng ta cứ xem nhau như không quen biết đi dứt lời tôi liền cúp máy sao lại ngang nhiên cúp điện thoại của anh thấy ngọc thái bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi sợ hãi đứng dậy chạy vào trong nhà nhưng chỉ cần một cái duỗi tay nhẹ của anh ta đã bắt tôi ngược trở lại anh ta ôm tôi cùng ngồi xuống ghế đá rồi nói, "Em để anh ôm em một lúc đi. Anh nhớ em chết đi được. Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?" Lúc này tôi ngồi trên đùi của Ngọc Thái, eo bị anh ta ôm chặt khiến tôi sợ cuống lên. Anh nhanh buông tôi ra, "Không mọi người nhìn thấy bây giờ." "Nhìn thấy thì sao? Vừa lúc nãy cho mọi người biết chúng ta yêu nhau hơn 4 năm rồi." "Anh điên rồi, chúng ta đã chia tay." "Em nói chia tay, nhưng anh đã đồng ý chưa?" Lời nói ngang ngược của Ngọc Thái khiến tôi càng sợ hãi. Tôi vạch rõ giới hạn với anh ta. Anh nên nhớ, bây giờ tôi là người yêu của anh trai anh đó. Ngọc Thái nghe nhắc đến anh trai của mình thì nghiêm túc hỏi tôi. Em bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh ấy từ bao giờ? Tôi cũng không ngại nói cho Ngọc Thái biết sự thật. Từ khi tôi biết bộ mặt thật của anh. Nghe tôi nói, Ngọc Thái gục đầu vào vai tôi. Anh ta cứ ngồi lặng im, ôm chặt lấy eo tôi như vậy mà không nói gì mùi hương và hơi thở từng rất quen thuộc của ngọc thái phả vào mặt tôi khiến tôi nhớ lại những năm tháng ngọt ngào mà tôi và anh đã từng trải qua nhưng hiện tại tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ còn là ký ức thay vào đó là cảm giác vừa khó chịu vừa sợ hãi hai hàng nước mắt của tôi lặng lẽ rơi đó là dấu chấm hết cho mọi thứ liên quan tới mối tình hơn bốn năm qua giữa tôi và ngọc thái cảm nhận được bờ vai của tôi ướt lạnh có lẽ nước mắt của ngọc thái chảy xuống một hồi lâu sau anh ta lại cất giọng nghẹn ngào em biết anh yêu em thế nào mà em có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh để chúng ta quay lại như trước đây được không những lời ngọc thái vừa nói nếu là trước đây tôi sẽ tin nhưng khi đã biết anh ta giấu giếm tôi nhiều thứ tôi nhận ra mình đã ngu ngốc bị anh ta lừa dối hơn bốn năm trời anh có nhớ cái ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau chúng ta đã đưa ra quy ước gì không thấy ngọc thái không đáp lại lời tôi thì tôi tiếp tục nói lúc đó chúng ta cùng thống nhất trong tình yêu chỉ có một và duy nhất anh cũng đã nói trong trái tim anh luôn chỉ có tôi và duy nhất một mình tôi và tôi cũng vậy tôi ngu muội đặt hết tình cảm và niềm tin của tôi ở anh để cuối cùng tôi nhận lại được gì anh xin lỗi lời xin lỗi của anh có ích gì khi anh để lại trong tim tôi một vết sẹo lớn chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể rỉ máu anh hứa từ nay anh sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa người ta nói một lần bất tín vạn lần bất tin tôi không còn tin anh nữa người tôi tin yêu hiện tại là anh trai của anh tôi mong rằng sẽ nhận được lời chúc phúc từ chính miệng của anh bị tôi cự tuyệt ngọc thái trong phút chốc như trở thành một con người khác anh ta xô tôi ngã xuống ghế đá rồi nằm đè lên người tôi không những vậy hai cánh tay của tôi còn bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu anh ta gần giọng nhà ra từng tiếng Anh tuyên bố cho em biết Trong mối quan hệ giữa em và anh Thì anh mới là người quyết định Em nói chia tay Nhưng anh không đồng ý Nghĩa là chúng ta vẫn là của nhau Anh cho em thời gian một tuần Để em chấm dứt mối quan hệ giữa em Với anh trai của anh Nếu không đừng có trách Anh vô tình Dứt lời anh ta áp xuống môi tôi Cắn rất thô bạo Tôi vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của Ngọc Thái anh buông tôi ra anh có biết mình đang làm cái gì không hả ngọc thái không dừng lại mà khống chế hai tay của tôi bằng một tay còn tay kia anh ta di chuyển luồn vào trong váy của tôi càn quấy giọng điệu phát ra đầy châm biếm anh thay đổi quan điểm của mình rồi anh không muốn để dành lần đầu của em cho đêm tân hồn nữa mà anh muốn ngay bây giờ anh điên rồi anh dừng lại đi tôi càng vùng vẫy anh ta càng ra sức tìm đến môi của tôi giọng nói của ngọc thái phát ra thiếu kiểm soát vì em quá xinh đẹp vì anh yêu em nên anh mới phát điên em có hiểu không hả tôi vùng vẫy trong vô vọng anh đừng làm như vậy xin anh em nói đi em nói anh phải làm thế nào đi không lẽ anh phải trơ mắt nhìn em kết hôn với anh trai của anh sao giang ơi em có ở đó không nghe đại dương gọi ngọc thái vẫn không chịu rời khỏi người tôi anh ta cắn vào môi tôi một cái thật mạnh cảnh cáo nếu một tuần sau em còn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm với anh trai của anh thì anh không ngại để anh ấy nhìn thấy anh cưỡi trên người em đâu dứt lời ngọc thái thản nhiên đứng dậy đi về phía đại dương còn tôi bị anh ta cắn đau tới mức chảy nước mắt tôi cố nén đau và sự nhục nhã chỉnh trang lại trang phục của mình tôi nghĩ mình xong rồi bị đại dương bắt gặp thân mật cùng với em trai của mình không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào Tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với Đại Dương Lại nghe anh hỏi Ngọc Thái Em có thấy Giang đâu không? Chị dâu mới ra ngoài nghe điện thoại một lúc Mà anh đã tìm rồi Anh sợ có ai bắt cóc mất chị dâu à? Anh sợ Giang có chuyện gì buồn thôi Tôi nghe Đại Dương và Ngọc Thái Vẫn đứng trước cửa chính biệt thự nói chuyện Mà không xảy ra sâu sát Nên tôi nghĩ Đại Dương Không nhìn thấy Ngọc Thái vừa nãy đã làm gì tôi vì vậy tôi ngồi dậy ngay ngắn Lấy điện thoại ra bấm gọi về cho mẹ Vừa bắt máy Giọng của mẹ tôi đã vang lên ở đầu dây bên kia Alo Con gái yêu của mẹ Mẹ Tôi như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu Không thể nói nên lời Con bị làm sao vậy Đừng nói với mẹ là con nhớ bố mẹ con khóc đấy nhá Mẹ tôi vừa dứt lời Tôi liền bật khóc thành tiếng Tôi nói trong tiếng nước nghẹn Con nhớ bố mẹ và em vì vậy bố mẹ có thể thay đổi ngày nhận xe sớm hơn để con được về gặp bố mẹ không ạ cái con bé này nhớ bố mẹ thì xin nghỉ vài hôm về với bố mẹ việc gì phải đợi tới ngày giao xe mới về được ngày giao xe bố mẹ coi thầy rồi không thể đổi được tôi tính nếu giao xe sớm tôi sẽ chấm dứt với đại dương theo ý của ngọc thái mà không bị bố mẹ tôi phát hiện tôi sợ nếu tôi chấm dứt với đại dương trước trước khi giao xe kiểu gì bố mẹ tôi sẽ nghĩ tôi cũng tôi yêu đường lăng nhăng rồi bắt tôi nghỉ việc ở Hà Nội để về Hải Phòng làm việc nên tôi không còn cách nào khác là năn nỉ bố mẹ chọn ngày giao xe sớm hơn không ngờ bố mẹ tôi lại mê tín như vậy điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục cùng Đại Dương hợp tác đóng giả người yêu gần một tháng nữa Ngọc Thái chắc chắn sẽ không để cho tôi yên nếu anh ta biết tôi và Đại Dương chỉ là mối quan hệ yêu đương giả còn chết nữa vì bố mẹ của Đại Dương và bố mẹ tôi cũng rất tin tưởng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biện lý do nói với mẹ, con sợ xin nghỉ sếp không cho, vì thời điểm này showroom chỗ con đang làm rất đông khách. Nếu khó xin nghỉ như vậy, thì con phải xin nghỉ từ bây giờ đi, để đến lúc giao xe còn được về. Con nhớ phải về ít nhất một tuần đấy. Dạ mẹ, nhớ bố mẹ và em thì bật cam lên, gọi messenger hay gọi zalo đó. Dạ, lát con về nhà con gọi lại ạ, à. giờ con đang ở ngoài. Tôi cúp điện thoại Thì thấy Đại Dương đã ngồi bên cạnh từ lúc nào Tôi quay qua anh ta Cố gắng nói một cách bình thường nhất Xin lỗi em nói chuyện điện thoại hơi lâu ạ à? Đại Dương ôm mặt tôi Quay lại đối diện với anh ta Anh ta cẩn thận vuốt lại mái tóc của tôi Cho ngay ngắn rồi quan tâm hỏi Em khóc à Tôi cụp mắt xuống nói Không có Đại Dương dùng hai ngón tay cái Lau vệt nước mắt còn đọng lại trên hai má của tôi Nếu em không ngại có thể xem anh là người yêu thực sự của em chia sẻ cho anh biết em đang gặp phải chuyện gì nếu anh giúp được anh sẽ giúp chuyện tôi đang gặp phải bất kỳ ai cũng không thể giúp chỉ có tôi mới có thể giúp mình vì vậy tôi phải lắc đầu không có chuyện gì mẹ em gọi điện thoại em nhớ mẹ nên khóc thôi có lẽ đại dương nhìn ra được tôi đang nói dối vì vậy anh ta ôm tôi rồi vỗ về lưng tôi nếu em không ngại thì bờ vai này luôn sẵn sàng cho em tựa vào bất cứ khi nào em muốn tôi đẩy đại dương ra rồi gượng cười đáng lẽ anh nên đi làm diễn viên hơn là nghề trai bao ngoại hình và mồm mép của anh tôi nghĩ sẽ đạt trình độ được đóng vai chính đấy anh chỉ mong được là nam chính của riêng em thôi nghe đại dương nói đùa tôi quên hết mọi chuyện vừa xảy ra mà bật cười thành tiếng tôi nghĩ tôi và đại dương chỉ đóng giả người yêu một thời gian nên tôi không muốn nói cho đại dương người đã phản bội tôi chính là ngọc thái tôi cũng không muốn nói cho đại dương biết ngọc thái đã uy hiếp ép buộc tôi phải chia tay với đại dương trong vòng một tuần một phần tôi không muốn vì tôi mà hai anh em họ rơi vào tình huống khó xử một phần vì tôi vẫn còn cần đến đại dương trong ngày giao xe cho ba mẹ tôi nữa nếu tôi nói thật có thể đại dương sẽ không hợp tác với tôi cũng nên đại dương nắm tay tôi đứng dậy mình vào nhà thôi tôi và đại dương vào trong nhà ngồi chơi nói chuyện với ông ngọc hải và bà mỹ lệ một lúc thì tôi xin phép ra về. Có thể nói lần đầu tiên ra mắt gia đình Đại Dương, tôi đã chiếm trọn cảm tình của ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Lúc tôi ra về, bà Mỹ Lệ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày hôm sau bà qua rủ tôi đi spa và mua sắm. Đại Dương cũng không lấy xe chở tôi về mà anh ta đi bộ đưa tôi về. Tôi và Đại Dương sánh vai bên nhau, nhìn bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi. Tôi mang đôi giày cao gót nên không thấp quá so với anh ta chiếc váy trắng mặc cũng tông xuyệt tông với áo thun trắng vì vậy nhìn tôi và đại dương cứ như một cặp tình nhân thực thụ tuy nhiên tôi không dám đi quá gần anh ta chìa tay ra trước mặt tôi anh nắm tay em được không tôi từ chối khéo anh nắm tay em người khác nhìn thấy thì sẽ mất đi cơ hội tìm bạn trai thì sao bởi họ nghĩ em đã có người yêu rồi đấy anh cũng nghĩ anh sẽ thiệt thòi như em vừa nói nhưng nhỡ bố mẹ của anh lên tầng nhìn xuống thấy chúng ta yêu nhau mà chẳng thể hiện tình cảm gì, họ lại nghi ngờ chúng ta đang diễn thì khổ. Chẳng cần đợi tôi đồng ý, Đại Dương đan tay anh ta vào tay tôi, rồi chúng tôi cùng sóng bước về tòa nhà tôi ở. Ban đầu tôi hơi gượng vì hành động thân thiết của anh ta, nên bước đi khá chật choạc Nhưng một lúc sau tôi cũng quen. Tôi ngước nhìn Đại Dương cười nói: Có khi nào chúng ta đang đi thế này lại có người từng là khách hàng nhận ra anh ấy, rồi họ nghĩ anh đang phục vụ em không? Tôi vừa dứt lời liền có một nhóm phụ nữ trung niên Tập thể dục buổi tối đi ngang qua Một người lên tiếng Dương Dạ em chào chị Các chị đi tập thể dục à Dương có bạn gái xinh quá Cảm ơn chị đã khen ạ à. Tôi cười gật đầu cho các chị Họ vừa đi qua tôi liền hỏi đại dương Chị đó là khách của anh à Ừ Rất nhiều người sống ở đây là khách của anh Chị ấy là một trong số đó Nhà chị ấy kia kìa đại dương vừa hồn nhiên nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà gần đó anh tìm hiểu cả chỗ ở của khách hàng nữa à không tình cờ anh biết thôi tôi thích tính cách thật thà của đại dương mặc dù làm cái nghề không trong sạch nhưng anh ta không hề che đậy mà thẳng thắn thừa nhận thậm chí thừa nhận mối quan hệ của mình với khách hàng của anh ta một cách rất thoải mái về tới tòa nhà tôi rút tay ra khỏi tay của đại dương nhưng anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi để anh đưa em lên nhà nhé không cần đâu em đi lên thang máy là tới rồi lúc tôi đi với đại dương phương thanh và quỳnh chi vẫn chưa đi làm về tôi có nhắn tin cho hai đứa nói là đi sinh nhật đồng nghiệp nếu hai đứa mà bắt gặp tôi đi với đại dương một lần nữa không biết chúng nó sẽ nghĩ thế nào vì vậy tôi không muốn để đại dương đưa tôi lên trên anh phải nhìn thấy em vào nhà anh mới yên tâm trước sự quyết tâm của đại dương tôi đành chịu thua đại dương đưa tôi lên tới căn hộ tôi ở anh ta cũng về ngay. Em vào đi. Vâng, anh về nhé. Lúc tôi mở cửa đi vào căn hộ, lại nghe giọng của Phương Thanh và Quỳnh Chi chào Đại Dương vang lên ở sau lưng. Chào anh Dương! Tôi giống như làm chuyện sống, bị hai đứa bạn bắt gặp. Tôi định làm liều đóng cửa lại, thì nghe Quỳnh Chi nói với Đại Dương, anh Dương, vào nhà chơi đã. Tôi lừa nguyết Quỳnh Chi và Phương Thanh, tưởng chừng muốn nổ đóm đóm con mắt. Cũng may Đại Dương nói lời từ chối, hôm nay giang mệt rồi mai anh lại tới lời nói của đại dương khiến tôi phải thú nhận toàn bộ sự thật với hai đứa bạn thân của tôi sau khi đại dương về hôm trước bố mẹ tao lên coi xe thì gặp anh ta ở showroom đại dương vì một sự cố bất ngờ nên tao nhờ anh ta đóng giả người yêu làm nhân viên bán hàng của showroom để qua mặt bố mẹ tao đó cũng là lý do hôm trước tao đi với anh ta hôm nay thì tới phiên tao phải đóng giả người yêu của anh ta để ra mắt bố mẹ anh ta. Quỳnh Chi nghe tôi giải thích thì phản đam mạnh mẽ. Đóng giả thì có cần nắm tay tình cảm như thế không? Với lại tao thấy á, ánh mắt của anh ta nhìn mày ấy không bình thường đâu. Phương Thành hỏi tôi, nhà của anh ta gần đây à? Ừ, biệt thự bên hồ. Wow, có nhà đại gia đấy. Quỳnh Chi có vẻ không được thiện cảm với đại sương nên nói, mày biết rõ nghề nghiệp của anh ta rồi thì nên phải cẩn thận. Thì tao biết rồi, Tao cũng định giao xe cho bố mẹ của tao xong Thì chấm dứt với anh ta ngay Chỉ có điều Mọi chuyện không được thuận lợi như dự tính của bọn tao Tại sao lại không thuận lợi Chúng mày có vắt óc Cũng không nghĩ ra được tình huống cầu huyết Mà tao vừa gặp đâu Phương Thanh và Quỳnh Chi đều tò mò Tình huống gì Hôm nay tao tới nhà ông Dương Dự bữa tiệc gia đình anh ta chào đón em trai Của anh ta đi du học về Và em trai của Dương Chính là Thái Cái gì? Cả Phương Thanh và Quỳnh Chi Đều không thể tin vào điều mà tôi vừa nói Đồng thời hét lên Dù sự việc diễn ra thế nào Cả tao và Thái đều bất ngờ Nhưng mà anh ta ngang ngược nói Trong mối quan hệ của anh ta và tao Anh ta mới là người quyết định Anh ta còn bắt tao phải kết thúc Với ông Dương trong vòng một tuần Thế rồi mày tính sao Tao chưa biết tính sao cả Nhưng mà tao còn phải nhờ ông Dương Đóng giả người yêu tao ngày giao xe cho bố mẹ tao nữa còn tới gần một tháng nữa mới tới ngày giao xe, lúc đó mới tính đến tên Thái kia được. Bọn thọc cầu mong nó cho mọi việc suôn sẻ với mày. Tôi không muốn Phương Thanh và Quỳnh Chi quá lo lắng, nên tôi không kể lại sự việc Ngọc Thái đã làm với tôi. Chiều hôm sau là chủ nhật, như thường lệ, tôi sẽ cùng với Phương Thanh và Quỳnh Chi đi mua đồ ăn tích trữ cho một tuần, sau đó sẽ cùng nhau trổ tài nấu nướng, rồi gọi bạn trai của hai đứa chúng nó cùng tới ăn. Còn hôm nay, tôi có hẹn với mẹ của đại dương nên tôi không đi với hai đứa chúng nó được phương thanh và quỳnh chi vừa đi được một lúc thì tôi nghe tiếng gõ cửa người gọi cửa là đại dương nhìn thấy anh ta tôi có chút ngạc nhiên anh cũng đi cùng tôi và bác thật à anh chưa từng nói dối em chuyện gì cả anh xuống dưới trước đi em thay đồ rồi xuống ngay tôi đóng cửa rồi vào thay đồ tôi tưởng đại dương xuống dưới đợi tôi không ngờ anh ta vẫn đứng ngoài cửa đợi khiến tôi có chút áy náy Đại Dương tự nhiên nắm tay tôi, cứ như thể chúng tôi là người yêu thật sự của nhau vậy. Sợ để bà Mỹ Lệ đợi lâu, tôi cũng để mặc anh ta. Bà Mỹ Lệ nhìn thấy chúng tôi thân mật thì vui lắm. Đại Dương chở chúng tôi tới khu chuyên biệt bán đồ hiệu cao cấp. Tôi từng nghe tới các nghệ sĩ mặc đồ hiệu có giá rất cao, nhưng chưa từng nghĩ là được nhìn thấy tận mắt những món đồ hiệu đó. Vì tôi không có tiền nên chỉ xem và tư vấn cho bà Mỹ Lệ. Thế nhưng bà Mỹ Lệ toàn lựa những kiểu dáng trẻ trung Thậm chí nhiều mẫu bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương Mà không hỏi qua ý kiến của tôi Khiến tôi khá chạnh lòng Đúng như lời Đại Dương nói Lúc tính tiền Bà Mỹ Lệ còn dành trả với Đại Dương Con phải tạo cơ hội cho mẹ Để cho mẹ có được ấn tượng tốt Với con dâu tương lai của mẹ chứ Tân lệnh mẹ, đại gia của con Nhìn cách nói chuyện hài hước Của bà Mỹ Lệ và Đại Dương Tôi cũng hạnh phúc lây Tôi nghĩ do bà thương con trai bà Kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng Nên bà dành trả Đại Dương đóng vai người khuân vác Sau một hồi đi dạo Thì Đại Dương xách nặng hai tay những túi đồ Anh để đồ vào xe Sau đó lại đưa chúng tôi tới spa Bà Mỹ Lệ là khách VIP của spa lớn nhất Hà Nội Nên tôi cũng được các nhân viên Chăm sóc trọn gói toàn thân như bà Tôi cứ nghĩ Đại Dương cũng tới đây Chăm sóc da Nhưng không phải Anh ta chỉ là người hộ tống tôi và bà Mỹ Lệ sau khi chăm sóc già, chúng tôi lại được Đại Dương trở đi ăn. Điểm trừ của Đại Dương là làm ngành trai bao, còn lại mọi mặt về anh ta tôi đều chấm điểm tuyệt đối. Từ ngoại hình đến tính cách, anh ta đi cùng tôi và bà Mỹ Lệ, hết đi mua sắm đồ, đến đi làm đẹp, phải chờ chúng tôi hàng tiếng đồng hồ, mà tinh thần anh ta vẫn vui vẻ. Lúc chúng tôi đi ăn, anh ta còn tinh tế, săn sóc cho cả tôi và bà Mỹ Lệ, để không ai có cảm giác mình bị thiệt. Trên đường về, bà mỹ lệ vui vẻ cười nói hôm nay đi với cháu bác vui lắm chủ nhật tuần sau bác cháu mình lại cùng nhau đi nữa nha tôi không muốn quá gần gũi với bà mỹ lệ tôi sợ lúc tôi và đại dương lấy cớ chia tay để kết thúc thỏa thuận đóng giả người yêu của nhau sẽ khiến bà buồn bà mỹ lệ xem tôi như là con gái của bà nên bà dặn dò là phụ nữ bận đến mấy cũng nên phải ưu tiên chăm sóc sắc đẹp của bản thân vì mình có đẹp thì đàn ông mới yêu dạ vâng ạ có lẽ bà Mỹ Lệ thường xuyên đi spa chăm sóc da mặt nên mặc dù ngoài 50 tuổi nhưng da và dáng của bà rất đẹp. Tôi với Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng đi spa chăm sóc nhưng chỉ đi mỗi tháng một lần. Lúc Đại Dương chạy xe về tới Vinhome Screen Bay bà Mỹ Lệ nói với anh ta chở mẹ về nhà trước rồi hãy đưa Giang về. Đại Dương cũng nghe lời bà Mỹ Lệ chở bà về trước. Cả buổi chiều đi mua sắm, đi spa, đi ăn với Đại Dương tôi không có vấn đề gì hiện tại tôi rất lo lắng sẽ chạm mặt ngọc thái và cái gì đến rồi cũng sẽ đến hình như ngọc thái biết hôm nay tôi đi cùng bà mỹ lệ và đại dương nên khi xe của đại dương dừng lại trước nhà của anh ta để bà mỹ lệ xuống xe đã thấy ngọc thái đứng ở đó tôi không thể ngồi lì ở trên xe để tránh mặt ngọc thái được vì vậy lúc bà mỹ lệ xuống xe tôi cũng theo bà xuống bà mỹ lệ nhìn thấy ngọc thái thì quan tâm hỏi sao con lại đứng đây một mình vậy con đứng đây đợi mẹ với anh về nói rồi ngọc thái quay sang nhìn tôi chào hỏi chào chị dâu tôi không dám nhìn mặt ngọc thái xem biểu hiện của anh ta lúc này như thế nào mà gật đầu đáp lại chào em bà mỹ lệ nói với đại dương con mở cốp xe lấy cái túi sách đưa cho mẹ đại dương cũng mở túi sách ra lấy một chiếc túi sách đựng túi sách hiệu đưa cho bà mỹ lệ sau đó bà đưa cho ngọc thái đem vào nhà cho mẹ Bà Mỹ Lệ chỉ vào cốp xe rồi nói với tôi, "Chỗ đồ kia bác tặng cháu, coi như quà gặp mặt của bác, bác mong cháu vui vẻ khi nhận nó." "Chỗ đồ đó giá trị lớn quá, cháu không dám nhận đâu ạ." À. Lúc chọn đồ, bà Mỹ Lệ toàn chọn những mẫu thiết kế mới, trẻ trung năng động, tôi cứ nghĩ đó là phong cách ăn mặc của bà, nhiều món đắt tiền, bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương, tôi còn đang nghĩ bà không tôn trọng mình, không ngờ đều là bà chủ định mua cho tôi bây giờ nghiệm lại tôi đã hiểu vì sao bà lại dành trả tiền với đại dương thấy tôi từ chối đại dương nói xen vào em nhận đi cho mẹ anh vui dù sao cũng đã mua rồi lần đầu tiên trong đời anh thấy mẹ anh bỏ ra số tiền lớn để mua đồ đấy tôi liếc mắt nhìn qua ngọc thái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta nhìn khiến tôi dùng mình tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan không biết phải xử lý thế nào đang mải suy nghĩ thì nghe giọng của bà mỹ lệ cháu đừng suy nghĩ quá nhiều cháu về nhà nghỉ ngơi đi nhé bác cũng vào đây chắc bác trai đang đợi ở trong phòng rồi không còn cách nào khác nên tôi đành đáp lại cháu cảm ơn bác ạ à. cháu chào bác cháu về ạ à. tôi định mở cửa ngồi vào băng ghế sau thì đại dương nhanh tay mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi lên xe thôi em tôi không thèm nói lời tạm biệt ngọc thái mà lên xe ngồi coi như kiếp nạn hôm nay của tôi cũng qua lúc đại dương lái xe rời đi Tôi quay qua nhìn anh ta nghiêm túc nói Giao xe xong cho bố mẹ tôi Thì chúng ta chấm dứt thỏa thuận Đóng giả người yêu của nhau Chúng ta sẽ lấy lý do không hợp Để nói với bố mẹ của hai bên Dù sao cũng chỉ là đóng giả Nên tôi không nhận chỗ đổ kia được đâu Anh cất chỗ bài đó Rồi mai mốt tặng cho người yêu thật sự của anh ấy Nếu nhận thì tôi sẽ ái náy với mẹ anh suốt đời Đại dương tập trung lái xe Mà không đáp lại lời nói của tôi Nét mặt của anh ta cũng thoáng vẻ không vui anh ta chạy xe vào tầng hầm của tòa nhà gửi xe chứ không đậu tạm bên ngoài xuống xe anh ta mở cốp lấy hết những túi đồ đó rồi xuống nói với tôi mẹ anh là người bỏ tiền mua cũng là người tặng em nếu em không muốn nhận thì tự em mang trả cho mẹ anh anh không liên quan gì hết nói rồi đại dương đi về phía thang máy lên căn hộ của tôi khiến tôi không còn cách nào khác là đi theo anh ta phương thanh và quỳnh chi có nhắn tin nói với tôi hai đứa đi xem phim với người yêu vì vậy Đại Dương sau khi mang đồ lên cho tôi Anh ta không chịu đi khiến tôi rất lo lắng chỉ với Thanh đi chơi à? Dạ vâng, chúng nó đi xem phim Vậy anh ngồi chơi với em Khi nào bạn em về, anh sẽ về Tôi muốn đuổi anh ta về Nhưng mãi vẫn không mở miệng ra để đuổi anh ta được Cuối cùng tôi rót nước cho Đại Dương Một ly nước lọc rồi đưa cho anh ta Anh uống nước đi Đại Dương nhận ly nước từ tay tôi Không biết do vô tình hay cố ý Lúc ly nước từ tay tôi anh ta còn nắm cả vào bàn tay của tôi cảm giác giống như vừa chạm vào ổ điện khiến một dòng điện mạnh chạy từ bàn tay đi khắp cơ thể cảm ơn anh không có gì tôi khách sáo đáp lại đại dương đại dương thì không nói từ lúc tôi biết anh ta đến giờ anh ta nói rất ít còn tôi là đứa hay nói trong các cuộc vui hay gặp mặt bạn bè tôi thường là người sôi nổi nhất mấy đứa bạn thường nói tôi bị ảnh hưởng nghề nghiệp nhưng trước đại dương tôi không nói gì cả Tôi không biết tìm chủ đề gì để nói Bởi nghề nghiệp của anh ta khá nhạy cảm Đuổi về thì bất lịch sự Vì vậy tôi lấy điện thoại ra nghịch Để mặc anh ta ngồi đó Khiến bầu không khí bị rơi vào im lặng Tôi quên bẵng có sự tồn tại Của đại dương trong phòng khách Mà ngồi xem phim trên điện thoại Coi hết bộ phim dài Tôi ngẩng mặt lên Thì thấy anh ta đang nhìn tôi chầm chầm Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ của anh ta Trái tim tôi bỗng nhiên đập trật một nhịp Tôi rất ghét tâm trạng của tôi lúc này Cảm giác hồi hộp, xốn sang Giống như thiếu nữ mới lớn vậy Tôi giận lòng anh ta là trai bao Hơn nữa anh ta lại còn là anh trai của Ngọc Thái Tôi không thể rung động trước anh ta được Vậy mà chỉ một ánh mắt của anh ta Đã khiến trái tim tôi mềm nhũn rồi Chỉ một ánh mắt của anh ta Mà anh ta biến tôi thành một vị khách Bối rối trước anh ta là vị chủ nhà Tôi thẹn quá nổi điên nói Anh về đi Ơ kìa, sao tự nhiên em lại to tiếng với anh như vậy anh đâu có làm gì đâu nãy giờ anh ngồi im cũng không nói gì cả kỳ thực anh ta không làm gì cả cũng chẳng nói gì cả anh ta chỉ ngồi một chỗ mà đã khiến tim tôi đập loạn nhịp thế này rồi nếu anh ta còn làm gì thì không biết mình sẽ thế nào nhưng có bị điên tôi mới thừa nhận sự thật với anh ta tôi kiếm đại một lý do để lấp liếm anh không làm gì cả nhưng tôi buồn ngủ rồi anh về đi cho tôi đi ngủ vậy thì em nói nhỏ nhẹ anh về cho em ngủ là được em quát anh như thế anh cứ nghĩ mình đã làm gì có lỗi với em cơ anh không có lỗi lầm gì cả đâu lỗi là ở con tim yếu ớt của tôi đã không chịu được trước những hành động ánh mắt lời nói vẻ đẹp trai của anh anh có biết không vậy anh về đây nói rồi đại dương đứng dậy ra về chuyện mẹ anh nói chủ nhật tuần sau đi spa với bác anh về nói lại với bác tôi không thể đi được giúp tôi vì thời gian tới tôi rất bận, chúng ta cũng không cần thiết phải gặp nhau nữa. Đến ngày giao xe cho bố mẹ, tôi sẽ gọi báo trước với anh một ngày. Anh sẽ nói với mẹ anh, nhưng mẹ anh có tin hay không, anh không biết đâu nhé. Nếu bác không tin, anh cứ cho số điện thoại của tôi, nếu bác gọi, tôi sẽ trực tiếp nói với bác. Đại Dương định nói gì đó, nhưng thấy tâm trạng của tôi không tốt, anh ta không nói nữa mà ngoan ngoãn ra về. Suốt một tuần sau đó, tôi và Đại Dương không liên lạc với nhau. Tôi nghĩ như vậy sẽ qua mắt được Ngọc Thái, anh ta sẽ tin rằng chúng tôi đã chia tay như mong muốn. Nhưng có một vấn đề trầm trọng khác xảy ra với tôi, đó là tôi nhớ Đại Dương đến điên đảo. Lúc đi làm có khách thì không sao, khi vắng khách, khi đêm về hay chủ nhật được nghỉ, tôi nhớ anh ta tới mức cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Bình thường đi siêu thị mua đồ ăn cùng Quỳnh Chi và Phương Thanh, tôi là người chọn nguyên liệu nấu ăn, nhưng hôm nay tôi cứ như ở trên mây, để mặc Quỳnh Chi và Phương Thanh lựa chọn. Biểu hiện của tôi không thể lọt khỏi tầm mắt của Phương Thanh và Quỳnh Chi. Lúc về tới nhà, hai đứa chúng nó bắt tôi ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. "Mày nói đi." Phương Thanh hỏi tôi trước. "Nói gì?" Quỳnh Chi tiếp lời. "Cả ngày nay mày bị làm sao mà cứ ngẩn ngơ như bị khủng vậy hả?" thằng thái khủng bố mày hay mày gặp phải chuyện gì tôi đứng dậy đi về phòng lảng tránh câu hỏi của hai đứa tao không bị sao cả hôm nay tao hơi mệt hai đứa tụi mày nấu ăn đi nhé phương thanh và quỳnh chi kéo giật tôi lại bắt tôi ngồi xuống vị trí cũ phương thanh nắm tay tôi không cho tôi chạy mày không nói thì cứ ngồi im đấy đừng hòng đi đâu quỳnh chi làm mặt giận mày không xem bọn tao là bạn nữa hay sao mà giấu giếm bọn tao chuyện gì hay là tao với con Thanh Đứa nào làm gì có lỗi với mày Khiến cho mày không thèm nói chuyện với bọn tao nữa Bị Quỳnh Chi hiểu sai Tôi không còn cách nào khác là thừa nhận sự thật với hai đứa Tôi cúi gằm mặt xuống nói lý nhí Hình như tao yêu ông Dương rồi Phương Thanh và Quỳnh Chi đồng thanh hét lớn lên Cái gì? Tao yêu đơn phương ông Dương rồi Hai đứa chúng nó nghe tôi nhắc lại tiếp tục hét lên Mày bị điên à? Tao cũng nghĩ tao bị điên thật rồi ấy. Trong đầu tao lúc nào cũng là hình ảnh của anh ta. Hình dáng nụ cười mà núm đồng tiền. Ánh mắt cho tới những lời anh ta nói, những việc anh ta làm. Mọi thứ thuộc về anh ta cứ ám ảnh trong tâm trí của tao. Hai đứa mày bảo tao phải làm sao đây? Phương Thanh nói trước. Cắt ngay, cắt ngay. Rõ ràng mày biết anh ta là trai bao. Sao mày có thể xa chân vào vũng bùn đó được? hơn nữa anh ta còn là anh trai của tên thái kia nữa mày không sợ à quỳnh chi tiếp lời con thanh nói chính xác mày phải cắt với ông dương đó ngay lập tức không đóng giả người yêu người đương gì nữa nhưng nếu tao không hợp tác đóng giả người yêu với ông dương nữa đồng nghĩa với bọn tao chia tay thì bố mẹ tao sẽ túm cổ tao về hải phòng ngay lập tức phương thanh và quỳnh chi nghe tôi nói về hải phòng chúng nó lần lượt lên tiếng mày về hải phòng Hai đứa bọn tao sống thế quái nào được. Chính xác, mày về Hải Phòng không phải hai đứa tao không lo nổi tiền nhà, mà vì bọn tao không muốn sống ra mày một chút nào hết. Phương án tốt nhất là mày phải nhanh nhanh kiếm một anh chàng người Hà Nội đàng hoàng để yêu. Mày mà về Hải Phòng thì một năm á, bọn tao được gặp mày mấy lần, vì vậy mày nhất định không được về. Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc tranh luận của chúng tôi. Tôi đứng dậy đi về phòng mình. Chắc anh yêu của hai đứa tụi mày tới đấy. Đừng cho hai người biết chuyện về của tao nhé Tao xấu hổ lắm Xin hỏi có phải Giang Sống ở căn hộ này phải không ạ à? Giọng nói của Ngọc Thái vang lên sau lưng Khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ Bàn tay đang mở cửa phòng của tôi cũng khựng lại Hôm nay là hạn cuối Anh ta bắt tôi Phải nói lời chia tay với Đại Dương Chuyện của tôi và Đại Dương chỉ là đóng giả Nên rất đơn giản Tôi chỉ cần nói bận không có thời gian đi chơi với mẹ anh ta Anh ta cũng nghe lời truyền lại tôi nói không cần gặp mặt đại dương đại dương cũng nghe lời không gặp tôi chỉ không ngờ ngọc thái lại tìm tới tôi đúng hẹn như vậy tôi thuê căn hộ này với quỳnh chi và phương thanh chưa được một năm tôi nói cho hai người bạn của tôi biết về ngọc thái nên hai đứa chúng nó biết mặt anh ta còn về phía ngọc thái anh ta chưa từng tới căn hộ này nên không biết mặt phương thanh và quỳnh chi phương thanh hỏi ngược lại ngọc thái anh là gì với giang tôi là bạn trai của giang Phương Thành lớn tiếng quát anh ta. Hôm nay, anh là người thứ năm tìm đến Giang nói câu này đấy. Xin lỗi nhá, bà đây không dễ lừa đâu. Nói rồi Phương Thanh đóng sập cửa lại, không để cho Ngọc Thái có cơ hội giải thích. Nghe tiếng Phương Thanh đóng cửa, tôi chạy lại ôm chầm lấy Phương Thanh. Cảm ơn mày đã cứu tao khỏi một bản thua trông thấy. Phương Thanh đẩy tôi ra. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Mày lo kế đối phó với anh ta đi, không phải lần nào mày cũng gặp hên khi có mặt bọn tao ở nhà đâu đúng như phương thanh nói lần này là tôi may mắn tôi không chắc mình còn gặp may mắn trong lần sau nữa hay không ngọc thái từng tuyên bố với tôi trong mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta anh ta mới là người quyết định nghĩa là câu nói chia tay của tôi với anh ta hoàn toàn không có giá trị tôi đang phiền não việc yêu đơn phương đại dương lại thêm chuyện uy hiếp của ngọc thái càng khiến tôi đau đầu Hiện tại tới 5 giờ chiều, tôi tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ một mạch, tới hơn 7 giờ tối thì vùng dậy. Bụng tôi réo gọi ẩm ẩm vì đói, tôi thầm chửi Phương Thanh và Quỳnh Chi ăn mảnh, nấu ăn xong mà không gọi tôi dậy ăn. Không kịp rửa mặt mũi mà đi ra ngoài, thấy cửa phòng tôi mở, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Nhìn thấy cả Đại Dương và Ngọc Thái đang ngồi ăn cùng Phương Thanh, Quỳnh Chi và hai người bạn trai của hai đứa là anh Đại và anh Hào tôi nghĩ mình hoa mắt hoặc là đang nằm mơ lấy tay dụi mắt sau đó nhìn lại trước mặt tôi vẫn là hình ảnh vô cùng trung thực của mọi người trong đó có ngọc thái và đại dương nhìn thấy biểu hiện của tôi đại dương mỉm cười sau đó anh đứng dậy khỏi bàn ăn rồi đi lại nhéo má tôi em ngủ trong phòng mà thanh với chi không biết lại bảo em đi chơi với bạn nhanh lại ăn cùng với mọi người đi em đại dương nắm tay tôi kéo về phía bàn ăn tôi thấy quỳnh chi và phương thanh cúi gầm mặt xuống không đứa nào dám nhìn mặt tôi bàn ăn chỉ có sáu cái ghế hiện tại đã ngồi kín chỉ còn duy nhất vị trí của đại dương vừa đứng dậy là trống tôi nghĩ anh ta sẽ nhường ghế cho tôi ngồi không ngờ anh ta lại ngồi vào ghế rồi kéo tôi ngồi lên đùi của mình hành động của anh ta khiến tôi cứng lưỡi không thể nói nên lời mặc dù tôi rất muốn chào hỏi mọi người có mặt trên bàn ăn anh hào bạn trai của phương thanh thấy hành động thân mật của Đại Dương với tôi lên tiếng hỏi Bạn trai của Giang đi du học Anh Hào nói đến đây thì ngừng lại Sau đó gương mặt biểu hiện một cách méo mó Tôi nghĩ có lẽ anh bị Phương Thanh tác động vật lý để ngắt lời Nên anh mới có biểu hiện như vậy Lúc này tâm trạng của tôi giống như một nồi lẩu thập cẩm Tôi giận Phương Thanh và Quỳnh Chi Vì hai đứa không báo trước cho tôi biết Đại Dương và Ngọc Thái cũng có mặt ở đây tôi xấu hổ với anh hào và anh đại vì hành xử của đại dương tôi sợ hãi khi ngọc thái nhìn thấy hành động thân mật của đại dương và tôi đồng nghĩa với tôi đã làm trái lời anh ta yêu cầu phải chia tay với đại dương không biết rồi anh ta sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo và một cảm giác hoàn toàn khác lạ xen lẫn vào đó là cảm giác ấm áp khi ngồi trong vòng tay của đại dương sau bao ngày không được gặp anh ta gạt qua một mớ cảm xúc hỗn độn Tôi ngượng ngùng chào hỏi mọi người Các anh tới lâu chưa hả? À? Anh đại lấy một cái bát đặt trước mặt tôi rồi nói Anh với Hảo tới lâu rồi Bọn anh phụ thanh với chi nấu ăn Mọi người vừa ăn được một lúc thì em dậy Em cũng ăn đi Đại Dương nhận bát từ tay anh đại Lấy cho tôi ít bún Rồi chan nước lẩu vào Suốt quá trình Anh ta chỉ lấy bằng một tay Còn tay kia vẫn ôm lấy eo tôi Lấy xong Anh đặt bát trước mặt tôi rồi đưa đũa cho tôi sau đó tự nhiên nói như thể mình là chủ nhà anh mới vừa tới tới đây anh gặp thái đang tới nhà bạn ở tòa nhà này thế là rủ em ấy vào nhà bọn em chơi luôn em ăn một chút đi ngọc thái tới tìm tôi từ trước khi anh đại và anh hào tới vậy mà lúc đại dương tới anh ta vẫn chưa rời đi chứng tỏ anh không dễ dàng buông bỏ mối quan hệ với tôi tôi nhìn qua ngọc thái gật đầu với anh ta một cái xem như chào hỏi Thế nhưng khi chạm vào ánh mắt Không khác gì nòng súng của anh ta Đang chĩa về phía tôi Khiến cả người run lẩy bẩy Như gà bị cắt tiết Mồ hôi cũng túa ra Như thể đang ngồi trên giàn thiêu Đại dương cảm nhận được sự run rẩy Quan tâm hỏi Em lại ngà Ờ không em đang bị cảm Nói rồi tôi khịt khịt mũi Đại dương đưa tay sờ vào chán Người em cũng ấm này Mồ hôi cũng ra nhiều nữa Chắc bị sốt rồi có lẽ do vừa từ trong chăn ra Nên người còn ấm chứ tôi đâu có sốt gì Nhưng để khớp với lời tôi vừa nói Nên tôi cũng gật đầu Ờ vâng em hơi mệt Cũng không muốn ăn gì cả Mọi người cứ tiếp tục ăn đi Đừng quan tâm tới em Tôi đứng dậy khỏi người đại dương Anh cũng ăn với mọi người đi Lát em ăn sau Phương Thành nghe tôi nói vậy Thì bỏ bát xuống đứng dậy nói Để tao nấu cháo rồi lát nữa mày ăn nhé Quỳnh Chi cũng phối hợp đứng dậy đỡ tôi vào phòng Mày không khỏe thì vào nằm nghỉ đi, lát nữa cháu chín tao gọi dậy rồi ăn mà uống thuốc. Trinh ngồi đi, để anh." Đại Dương đứng dậy, bế bổng tôi lên, đi vào trong phòng, trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, bao gồm cả tôi. Hành động của Đại Dương không những khiến tôi xấu hổ, mà nó còn giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tức giận của Ngọc Thái đối với tôi. Tuy nhìn nét mặt của anh ta lúc này vô cùng bình thản, nhưng tôi biết ẩn sâu bên trong vẻ bình thản đó là một ngọn núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào tôi đánh liên tiếp vào ngực đại dương la lên với anh ta anh làm gì vậy bỏ em xuống anh bế em vào phòng nằm nghỉ không làm gì em cả dứt lời đại dương quay lại nói với vương thanh em ngồi ăn cùng với mọi người không cần phải nấu cháo cho giang đâu việc đó để anh lo đặt tôi nằm lên giường đại dương ngồi xuống cạnh giường anh lấy khăn giấy trong túi quần mình ra vừa lau mồ hôi cho tôi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc em bị cảm sao không gọi điện báo cho anh biết dù sao chúng ta đang trong quãng thời gian đóng giả người yêu của nhau nên anh cũng có quyền được biết về hiện tại của em chứ trong lòng tôi rất buồn bực vì hành động thân mật của đại dương với tôi trước mặt mọi người vừa nãy giờ không có ai ở đây anh ta còn ra sức quan tâm chăm sóc hành động này khiến tim tôi chấn động dữ dội tôi hất tay anh ta ra rồi ngồi dậy giữa lưng và đầu giường nhìn anh ta với ánh mắt oán trách anh với tôi chỉ là đang đóng giả yêu nhau anh đâu cần phải thể hiện tình cảm mùi mẫn như thế sự quan tâm của đại dương đối với tôi không chỉ là vấn đề ngọc thái nhìn thấy mà vấn đề lớn hơn đó là anh ta càng để lại trong tim tôi ấn tượng sâu sắc điều đó khiến tôi càng lún sâu vào vòng xoáy của mối tình đơn phương không nên có này có em trai anh ở đây anh phải thể hiện cho nó thấy chứ Dứt lời Đại Dương tiếp tục dướn người Lau mồ hôi cho tôi Hành động của anh ta một lần nữa chạm vào tim Khiến nó không ngừng rung động Giá như Đại Dương không phải là trai bao Giá như anh ta không phải là anh trai của Ngọc Thái Thì tôi không ngại Mình là phụ nữ mà tỏ tình trước với anh ta Thế nhưng thực tế cuộc sống lại hết sức vũ vàng Không phải những điều mình mong muốn đều là sự thật Mà tôi phải chấp nhận Tôi giật lấy khăn giấy từ tay Đại Dương Em tự lau được Tôi nghĩ Đại Dương không biết mối quan hệ của tôi với Ngọc Thái Nên tôi cũng không chấp nữa Tôi chuyển sang chủ đề khác Anh tới đây làm gì? Mẹ anh bảo người yêu ở ngay bên hông Mà cứ du rú ở nhà cả tuần Anh nói em bận Không có thời gian gặp anh Mẹ anh vẫn không tin Mẹ còn nói nếu anh không tới chỗ em Thì mẹ sẽ tới Vì vậy cũng không còn cách nào khác là đến gặp em đại dương đỡ tôi nằm xuống em nằm xuống nghỉ ngơi đi anh gọi điện về nói cô hà nấu cháo mang qua cho em ăn rồi uống thuốc nói là làm đại dương móc điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi tôi chỉ nghe anh ta nói vào điện thoại mẹ ơi giang bị cảm mẹ nói cô hà nấu cháo rồi mang qua cho em ấy liền nhé không biết đầu dây bên kia nói gì anh ta đáp lại dạ mẹ sau đó anh ta cúp điện thoại tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao không muốn dây dưa thêm với Đại Dương, nhưng lại không cản anh ta gọi điện thoại, thậm chí còn muốn nghe anh ta nói nhiều hơn thế nữa. Đại Dương có giọng nói trầm ấm hấp dẫn, tới mức ám ảnh tâm trí. Anh ta với tôi giống như là thuốc phiện, chỉ dùng một lần là nghiện, mặc dù tôi biết nó rất nguy hiểm. Anh ra ngoài ăn với mấy người đi. Người yêu mình bị cảm mà không quan tâm lại ra ngoài ngồi ăn, em trai anh sẽ nghi ngờ đấy. Em để anh ngồi trong này với em đi nghe anh ta nói lý do tôi cũng không đuổi được ra ngoài nữa mà mặc anh ta ngồi đó đại dương móc trong túi quần ra khoe với tôi một cục tiền rồi nói vừa nãy mẹ anh đưa cho anh chỗ tiền này để qua dẫn em đi ăn đi chơi giờ em bị cảm không ra ngoài được nên anh cũng phải cho mẹ biết lý do không dùng đến số tiền này đó là lý do anh gọi điện về báo cho mẹ biết em bị ốm thực tế chiều nay Bà Mỹ Lệ nói Đại Dương qua rủ chị em ở cùng Hạ Giang đi ăn. Đại Dương lấy đại một lý do nói con hết tiền. Thế là bà Mỹ Lệ ném cho anh một cục tiền và nói Tiền mẹ không thiếu, chủ yếu con có nhiệt tình mang bé Giang về làm dâu của mẹ hay không. Nhìn vào cục tiền mệnh giá 500.000 đồng trên tay Đại Dương, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Không kìm được mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Tôi với Đại Dương chỉ là đang đóng giả mà bà Mỹ Lệ lại cứ tưởng là thật bỗng nhiên lại có cảm giác tội lỗi có lẽ mẹ của đại dương cũng như bao bà mẹ khác rất yêu thương con trai của mình đại dương cũng nhiều tuổi rồi nên muốn anh nhanh chóng lập gia đình nhưng tôi có một thắc mắc tại sao bà mỹ lệ biết đại dương làm nghề trai bao mà không ngăn cản anh ta gia đình bà cũng đâu có thiếu tiền hay nhu cầu sinh lý của anh ta cao tới mức phải làm nghề này khả năng này rất cao vì hôm trước anh ta từng nói với tôi anh ta làm trai bao không phải vì tiền Tôi đang suy nghĩ viển vông Thì đại dương lại cầm khăn giấy Lau nước mắt nước mũi cho tôi Vừa lau vừa trách móc Cũng tại mấy hôm nay Em thức khuya quá nên mới bị cảm chứ gì Sao anh biết Hôm nào anh cũng thấy phòng em Một hai giờ sáng mới tắt điện Nghe đại dương nói Tim tôi lại chấn động một lần nữa Tôi không thể lún sâu vào mối tình đơn phương với anh ta nữa Nên nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói Chúng ta dừng lại đi Tôi không cần anh đóng giả bạn trai của tôi nữa Ngày giao xe cho bố mẹ tôi Anh cũng không cần đến xin sau rôm đi theo Mọi việc tôi sẽ lo liệu Để nói với bố mẹ Còn anh chịu trách nhiệm nói với gia đình mình Bây giờ không được đâu em Mẹ anh bị bệnh tim Mẹ anh lại thích em như thế Đùng một cái nói chúng ta chia tay Mẹ anh không chịu nổi đâu Để anh tìm cô gái khác Thay thế vào vị trí của em Lúc đó may ra mẹ anh mới không xảy ra vấn đề gì đầu óc muốn nổ tung khi nghe đại dương nói như vậy tôi giống như một con thuyền đứng giữa ngã ba sông không biết trôi giạt về hướng nào một bên là đại dương còn bên kia là ngọc thái lúc đề nghị hợp tác đóng giả người yêu của nhau với phụ huynh hai bên tôi đâu lường trước tới vấn đề tôi yêu anh ta thật sự tôi cũng không lường trước được vấn đề mẹ của đại dương bị bệnh tim tôi còn đang không biết xử trí vấn đề này với đại dương thế nào thì tiếp tục nghe tiếng gõ cửa của phòng tôi Đại Dương đứng dậy đi lại mở cửa Mẹ Tôi giật nảy mình khi nghe Đại Dương gọi mẹ Giang bị cảm mà Nghe thằng Dương nói Bác lo quá Cô Hà nấu xong là bác mang qua ngay đây cho cháu đây Đại Dương kéo chiếc ghế Ở bàn đầu giường cho bà Mỹ Lệ ngồi xuống Rồi anh cầm lấy hộp cháo từ tay bà Tôi nhìn bà Mỹ Lệ rồi cười nói Cháu chào bác ạ à. Cháu chỉ mệt sơ sơ Mà anh Dương gọi về làm phiền bác rồi Sắp trở thành người một nhà rồi Sao cháu lại khách sáo như vậy Mấy ngày nay bác nhớ cháu quá Bác muốn sang đây thăm Mà thằng Dương bảo cháu bận không có thời gian Dạ gần đây sâu dung cháu làm đông khách Nên rất bận ạ à. Nếu mệt quá phải xin nghỉ Đừng tham công tiếc việc Nhìn cháu ốm bác thấy rất đau lòng Dạ cháu biết rồi ạ à. Bà Mỹ Lệ ngồi xích sang một bên Nhìn Đại Dương nói Con đút cháu cho bé Giang ăn đi Cháu gì vậy mẹ Con nói bé Giang bị cảm nên mẹ nói cô hà nấu cháo thịt bằm gừng tía tô hành để dài cảm đại dương ngồi xuống cạnh giường sau đó mở nắp hộp cháo ra khói từ hộp cháo bay nghi ngút tỏa hương thơm khắp căn phòng khiến nước miếng tuôn ra không ngừng đại dương dùng thìa múc một thìa cháo lớn đưa lên miệng ăn ngon lành sau đó nhìn tôi rồi nói ngon quá em ơi em ăn thử đi nói rồi múc một thìa đưa ra trước miệng tôi tôi không muốn bà mỹ lệ buồn nên nhìn bà rồi nói Dạ cháu mời bác ạ à. Bác vừa ăn ở nhà rồi Cháu ăn đi Ăn nóng mồ hôi ra là hết cảm ngay Dạ vâng Đại Dương rất có nghệ thuật dụ dỗ người khác ăn Anh đút cho tôi một miếng Rồi anh lại ăn một miếng Vừa ăn vừa suýt xoa Công nhận cô Hà nấu cháo ngon quá mẹ ạ Đúng không em Dạ vâng cháo rất ngon Em phải ăn hết chỗ này Để không phụ công cô Hà nấu Cả công mẹ anh mang qua đây nữa đấy Thằng Dương nói đúng đấy Cháu cố ăn hết chỗ này cho nhanh khỏe Tôi nhìn thấy một hộp cháo đầy Thì sợ một mình tôi ăn không hết Bèn nói Anh ăn cùng với em đi Một mình em ăn buồn quá Đại dương cũng nghe lời Vừa ăn vừa đút cho tôi ăn Một hộp cháo đầy Được hai chúng tôi nhanh chóng ăn hết Ăn xong tôi chỉ cho đại dương tủ thuốc cá nhân Có sẵn Panadol Anh lấy ra một viên cho tôi để tôi uống Tối nay con ở lại đây với Giang Phòng trường hợp con bé bị sốt nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho mẹ đấy dạ vâng mẹ yên tâm nghe bà mỹ lệ và đại dương nói chuyện tôi muốn phát sốt thật sự chứ không phải giả vờ nữa ngọc thái đang còn ở bên ngoài nếu đại dương ở lại phòng của tôi chuyện gì sẽ xảy ra tôi không thể tự đưa mình vào thế khó được vội vàng lên tiếng cháu chỉ mệt sơ sơ thôi anh dương không cần ở lại đâu ạ à? tôi nhìn đại dương nháy mắt liên tục em không sao lát nữa anh đưa bác về đi nó mà về là bác lo cho cháu bác không ngủ được đâu có thằng Thái nó đưa bác về rồi mẹ yên tâm về đi con sẽ ở lại với em ấy bác Mỹ Lệ cầm hộp đựng cháo rồi đứng dậy nói với tôi cháu nằm nghỉ ngơi bác về nhé dứt lời bà nhìn Đại Dương nói lát mẹ gọi Zalo lô kiểm tra con có ở đây với bé Giang không hay là lại bỏ đi chơi đấy Đại Dương đứng dậy theo chân bà Mỹ Lệ ra cửa con trai của mẹ thất hứa với mẹ bao giờ chưa được rồi Bảo với con bé đi, mẹ về đây Bà Mỹ Lệ vừa đi Tôi liền nhảy xuống khỏi giường Rồi đẩy Đại Dương đi ra ngoài Anh cũng về luôn đi, em không cần anh ở lại đây đâu Đó là ý của mẹ Đâu phải của anh Anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ đi Dù sao mẹ cũng yêu có biết Em không nghe mẹ anh nói à Lát mẹ gọi Zalo để kiểm tra Xem có em bên cạnh không còn gì Anh mà ra khách sạn á à, Rồi mẹ anh gọi thì anh phải làm thế nào Ruột gan tôi cứ nóng hết cả lên Tôi ngồi một chỗ không yên Cứ đi qua đi lại trong phòng Sao em lại căng thẳng như vậy Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung đâu Tôi chừng mắt lên quát đại dương Anh ra ngoài chơi với mọi người Rồi lát nữa ngủ ghế sofa đi Vậy chờ lát nữa Thanh với Chi đi ngủ Anh ra sofa ngủ Em lại nằm giường đi Nghe đại dương nói vậy tôi mới bớt lo lắng Tôi đi vào nhà vệ sinh Vệ sinh răng miệng rồi leo lên giường nằm Em có bàn chảy đánh răng sơ cua nào không? Không có Vậy anh mượn bàn chải của em nhé Anh không sợ lây bệnh à Hôn em anh không sợ Lây bệnh thì dùng chung bàn chải đã là gì Nghe đại dương nói Tôi ngậm miệng ngay lập tức Đại dương đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Định bụng sẽ đợi mọi người về hết Rồi tống anh ta ra phòng khách ngủ Sau đó mới đi ngủ Nhưng do tác dụng phụ của thuốc Khiến tôi buồn ngủ kinh khủng Tôi ngủ tiếp đi hồi nào không hay Khi tỉnh giấc Thì thấy chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ khẽ cử động thì cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên người. Eo của tôi còn bị ôm chặt, có hơi thở đều đặn phả và vào mặt. Quay mặt sang bên cạnh thì thấy đại dương đang ngủ ngon lành. Tò mò cầm điện thoại lên xem, hiện tại đã hơn 5 giờ sáng. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn của Quỳnh Chi và Phương Thanh. Hai đứa nó có tin nhắn báo cho tôi biết, đại dương và Ngọc Thái tới không được ra ngoài. Vậy mà tôi ngủ không hề hay biết gì, dậy cũng không thèm coi điện thoại liền vọt ra ngoài nên mới xảy ra hậu quả hiện tại. Bình thường tôi không dám nhìn đại dương lâu, vậy nên tranh thủ anh ta đang ngủ say, tôi quay sang ngắm nhìn cho thỏa thích. Anh ta được yêu ái mọi nét đẹp mà một người đàn ông cần có. Vầng trán cao, mày kiếm, mũi cao thẳng, cặp môi gợi cảm, gương mặt nam tính. Ngắm đại dương một lúc, máu trong người tôi cũng sôi lên sùng sục, nước miếng tuôn ra nuốt không kịp, Tôi thật muốn để anh ta ra làm chuyện xấu Tôi vươn tay Chạm vào vị trí má núm đồng tiền của đại dương Vị trí lúc này anh cười mới nhìn rõ Thấy anh vẫn nằm im Tôi lại di chuyển tới môi của anh ta sờ mó Bất chợt đại dương mở miệng Ngọm lấy ngón tay của tôi Tôi vội thu tay lại Sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ Khó khăn lắm hai nghe anh em anh á Mới ngủ được Em lại đánh thức hai anh em anh dậy rồi đấy Mặc dù đang giả ngủ nhưng nghe đại dương nói tôi cũng phải hét lớn cái gì sợ phương thanh và quỳnh chi nghe thấy câu tiếp theo của tôi nhỏ lại anh vừa nói cái gì đại dương chống nửa người lên sau đó vừa đưa tay lên chán sờ rồi vừa nói em hết sốt rồi trong người còn khó chịu không tôi hỏi anh á vừa nãy anh nói cái gì anh nói hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được lại bị em đánh thức dậy rồi nghe rõ câu nói của đại dương tôi ngồi bật dậy mò công tắc ở đầu giường bật đèn sáng rồi nhìn quanh phòng hoang mang hỏi Thái cũng ngủ lại ở đây á anh ta ngủ ở chỗ nào á anh đâu có nói Thái ngủ lại đây đâu anh chẳng vừa nói hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được lại bị em đánh thức còn gì đại dương cầm tay tôi đặt vào vị trí giữa đùi của anh ta anh nói người em này chứ không phải nói đến Thái cảm nhận được người anh em của đại dương thức giấc to lớn qua lớp quần áo Tôi hoang mang còn hơn là nghĩ lầm Ngọc Thái ngủ lại đây, vì thế mà quên mất chuyện thu tay về. Đại Dương ôm tôi nằm lên người anh ta, anh ta ôm mà tôi, hôn lên môi tôi một cái rồi mới nói, "Em muốn anh phục vụ em không?" Giọng nói trầm khàn hấp dẫn trí mạng, kèm theo người anh em của anh ta không ngừng thúc vào vị trí giữa hai đùi của tôi, lập tức khiến cả người tôi nóng bừng. Tôi rất muốn gạt bỏ ý nghĩ anh ta là trai bao để anh ta phục vụ tôi nhưng hiện tại tôi đang rất tỉnh táo tôi không thể bỏ qua ý niệm anh ta là trai bao như lần trước được vì vậy tôi nói em không có tiền anh không lấy tiền thấy tôi không nói được đại dương lại bổ sung từ nay về sau bất cứ khi nào em muốn anh đều phục vụ miễn phí em đang còn nợ anh tiền phòng khách sạn nên không muốn mắc nợ thêm nữa đâu dứt lời tôi lập tức xuống khỏi người đại dương rồi nhảy vào phòng tắm trốn một hồi lâu sau Tôi mới ra ngoài nói với anh ta Anh vào vệ sinh cá nhân đi Rồi đi về để em đi làm Mắt đại dương buồn rười rượi Không đáp lại tôi mà lặng lẽ đi vào phòng tắm Bình thường 6 giờ rưỡi sáng Tôi phải ra khỏi nhà đi ăn sáng Rồi đi làm phòng kẹt xe Bây giờ gần 6 giờ rưỡi rồi Mà đại dương vẫn chưa ra ngoài Cho tôi thay đồ Nên tôi cầm đồ ra phòng vệ sinh chung Bên ngoài để thay Vừa mở cửa phòng Đã thấy Phương Thanh và Quỳnh Chi Đang ngồi ở ghế sofa hai người bạn của tôi đã mặc đồ công sở chuẩn bị đi làm nhìn thấy tôi quỳnh chi vẫy vẫy tay với tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh hai đứa chúng nó chúng nó hỏi tôi sao nhìn mặt của hai đứa mày nghiêm trọng vậy quỳnh chi lên tiếng trước hôm qua mày ăn trúng thứ gì mà gan vậy bọn tao đã cảnh cáo ông dương với ông thái tới mà vẫn mở mặt sang ngoài hứng đạn mới chịu tao ngủ quên không biết bọn mày nhắn tin ngủ dậy đói quá con lao ra ngoài ai ngờ gặp chúng hai quả sao quả tạ Tao cũng đã có mặt Đến lượt Phương Thanh lên tiếng Mày không biết nhá Lúc ông Dương bế mày đi về phòng Ông Thái ngồi lại đây có biểu hiện thế nào đâu Mày nói luôn đi Đừng làm tao sợ Ơ nói thế nào cho mày hiểu nhở Đại loại là nhìn anh ta Giống như là súng đã lên đạn ấy Quỳnh Chi cướp lời của Phương Thanh Giống quả bom hẹn giờ ấy thì đúng hơn Đặc biệt là nhìn cái bản mặt của anh ta Lúc mẹ anh ta nói Anh ta đưa bà ấy về để ông Dương ở lại đây với mày ấy nhìn sợ cực luôn nghe hai con bé phương thanh và quỳnh chi kể lại mà người tôi cũng sợ tới mức run người phương thanh đành truyền chủ đề hồi tối có bị ông dương hấp diêm không tôi ôm đồ đứng dậy thở dài nói chá làm ăn gì cả chỉ ngủ thôi tao ngủ một mạch từ lúc bác lệ về tới giờ mới tỉnh dậy đấy vừa đi vào nhà vệ sinh chung để thay đồ tôi vừa nói tiếp tao nói rồi mà chúng mày không tin à ông dương bị yếu sinh lý Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào trong phòng của tôi. Đại Dương không nói cũng không rằng, ôm tôi kéo lên giường, sau đó đè lên người tôi rồi áp môi anh lên môi tôi, hôn lấy hôn để như thể người yêu xa cách lâu ngày gặp lại. Bị bất ngờ với hành động ngang ngược của Đại Dương, tôi cố gắng nghiêng đầu né tránh nụ hôn. Anh uống trúng thuốc gì mà lại hành xử như vậy? Cảnh cáo anh á, hai bạn em đang ở ngoài phòng khách đấy đại dương không đáp lại lời tôi mà tiếp tục áp mặt xuống hôn hít một hơi thật sâu tôi cảm nhận được người anh ta rất lạnh mái tóc còn ướt còn ướt nhũ xuống người tôi khiến tôi lạnh tới mức dùng mình sao người của anh lại lạnh như vậy anh vừa tắm bằng nước lạnh thời tiết mùa đông lạnh thế này mà anh lại tắm bằng nước lạnh anh không sợ đông máu mà chết à em lo cho anh à em sợ anh chết ở trong phòng của em em sẽ bị liên đối thôi anh tắm nước lạnh như thế này người anh em của anh còn không chịu ngủ em giúp anh đi đại dương vừa nói vừa thúc người anh em cứng rắn của anh ta vào vị trí giữa hai đùi của tôi khiến nơi nào đó của tôi lập tức tê dại dứt lời anh đưa tay xuống vén váy ngủ của tôi lên khiến tôi sợ hãi hết lớn anh dừng lại đi cửa không đóng bạn em nhìn thấy hết bây giờ đại dương vẫn không chịu dừng động tác cởi váy của tôi ra Chiếc váy ngủ rộng thùng thình của tôi Chỉ cần một động tác của anh ta Đã thành công ném nó sang một bên Anh sắp chịu hết nổi rồi Em giúp anh đi Trên người tôi lúc này Chỉ còn hai mảnh đồ lót Tôi quên mất còn có Phương Thanh và Quỳnh Chi Đang ngoài phòng khách Mà quát lớn vào mặt đại dương Anh xuống khỏi người em nhanh Em còn phải thay đồ đi làm Muộn giờ làm của em lấy mất đền đấy Anh nhịn từ tối qua đến giờ Khó chịu lắm Anh sẽ cố gắng làm thật nhanh làm nhanh thế nào cũng không được Em muộn giờ làm rồi đấy Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng của Phương Thanh và Quỳnh Chi Nói vọng vào phòng của tôi Này bọn ta đi làm trước nha Nghe hai đứa chúng nó nói Tôi xấu hổ chút giận lên người đại dương Tôi đánh liên tiếp lên ngực của anh ta rồi lên án Anh thấy chưa Bạn của em nãy giờ nghe hết rồi đấy Em bắt đền anh đấy Đại dương để mặc cho tôi đánh Kéo tôi đứng dậy khỏi giường Sau đó chỉnh lại đồ lót cho tôi ngay ngắn Ai bảo em dám nói với họ Anh yếu sinh lý Anh cũng phải chứng minh cho họ biết Anh không hề yếu chứ Thấy tôi không nói anh lại nói tiếp Em mặc đồ vào Anh chở em đi ăn sáng Rồi anh chở đi làm luôn Khỏi đi xe buýt Thì ra anh ta hành động như người hãm hiếp tôi Vừa rồi chỉ là để chứng minh với Phương Thanh và Quỳnh Chi Anh ta không hề yếu sinh lý như lời tôi nói Anh, anh Thấy tôi cứ đứng im im Anh ta lắp bắp Đại Dương nhéo nhẹ hai má của tôi cười nói Nếu em không ngại muộn giờ Thì anh sẽ tranh thủ Tôi đẩy mạnh Đại Dương ngã xuống giường Rồi lấy gối đánh liên tiếp vào người anh ta Anh làm bạn em biết hết rồi Em ghét anh Đại Dương cười tươi như hoa Giật lấy chiếc gối trên tay tôi Sau khiến tôi ngã xuống giường Anh ta nhanh tay ôm chặt lấy tôi rồi nói Em còn không mặc đồ vào Là anh làm thật đấy Nụ cười tươi Để lộ một bên má núm đồng tiền của Đại Dương như một liều thuốc gây mê khiến tôi thiếu chút nữa thì lạc lối tôi khó khăn đứng dậy thoát khỏi sự cám dỗ của anh ta tôi không ngại cơ sự có mặt của anh ta mà đứng tại chỗ mặc đồ vào đây là đồng phục ở bên em à tôi gật đầu đây là đồng phục ở showroom chỗ tôi làm gồm chân váy ôm màu đen dài gần tới đùi gối và áo sơ mi màu trắng gần đây tôi ăn mặc tự do theo phong cách trẻ trung mô đồ quản lý chỗ tôi làm cũng không nói gì mặc xong tôi làm mặt giận cầm lấy túi sách rồi đi ra khỏi phòng thì bị đại dương kéo lại gần hôm nay lạnh vậy em mà không ổn đâu mang thêm tất chân và áo khoác vào từ lúc ngủ dậy tới giờ tôi bị đại dương làm cho máu trong người sôi sục mà quên đi thời tiết hôm nay khá lạnh may mà có anh ta nhắc lúc tôi mang tất vào đại dương còn giành lấy ngồi xuống tự tay anh mang vào cho tôi lúc anh ta kéo tất chạm lên đùi của tôi tôi cứ ngỡ mình bị điện giật tôi ngượng ngùng đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình anh đi đi em tự đi ăn sáng rồi đi làm không cần anh chở đâu đại dương cũng nhanh chóng theo tôi ra ngoài lúc tôi quay lưng lại khóa cửa chính của căn hộ thì đại dương chống hai tay hai bên cửa sau lưng khiến lúc tôi quay mặt lại đâm sầm vào lồng ngực của anh ta em có sao không tôi nhăn mặt vì đau anh lại làm cái trò gì nữa vậy đại dương áp sát gương mặt nam thần và mặt tôi năn nỉ đừng giận anh nữa nhé đang giờ cao điểm mọi người đi làm đi học hành động của đại dương với tôi lúc này nhìn từ bên ngoài đâu khác gì đang hôn tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi tôi nói với anh ta anh tránh ra không người khác hiểu lầm bây giờ em nói hết giận anh mới tránh tôi biết mình không thể đọ lại độ mặt dày của đại dương thì bèn nói em không giận anh đi cùng anh nhé có vẻ như nếu tôi không đồng ý thì đại dương cũng không chịu tránh ra vì vậy tôi đành gật đầu đại dương chở tôi tới quán phở bò nổi tiếng ngon bậc nhất hà nội giá mỗi tô phở ở tại đây không cao lắm nhưng nhược điểm của quán là vì đông khách nên tới đây ăn phải chờ rất mất thời gian tôi cũng nhiều lần muốn ghé quán này để ăn thử nhưng sợ phải chờ lâu nên chưa từng ghé sợ có ai đó nhận ra đại dương nên tôi cố tình bước chậm hơn đi sau anh ta một đoạn thế nhưng anh ta đâu hiểu ý đồ của tôi anh ta nghĩ tôi mang giày cao gót đi khó khăn lại còn vươn tay ra nắm lấy tay tôi dìu tôi đi tôi ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên đại dương kéo tôi ngồi vào bàn ở góc phục vụ nhanh chóng đi tới chỗ chúng tôi đại dương nói cho bốn tô đặc biệt nghe đại dương nói tôi giật nảy mình chỉ có tôi và anh ta mà gọi tới bốn tô thì làm sao mà ăn cho hết nhưng anh ta có tiền thì anh ta gọi Tôi không có ý kiến gì Rất nhanh Phục vụ bưng tới cho chúng tôi Chứ không phải đợi lâu như trong truyền thuyết Đại dương đặt một tô trước mặt tôi Sau đó lấy giấy lau đũa và thìa đưa cho tôi Em ăn đi Em cảm ơn Đại dương cầm chén ớt say trên tay tôi rồi hỏi Em ăn cay không Tôi lắc đầu Cho miếng Nghe giọng của hai người đàn ông ngồi đối diện nói cùng lúc Tôi ngước mặt lên nhìn Thì thấy hai người Một người là xếp thanh ở showroom đại dương người còn lại tôi không biết tên mặt tôi đỏ bừng gật đầu chào hai người họ em chào hai anh hai người cũng nhanh miệng chào tôi chào em gái dứt lời hai người họ đẩy tô phở của họ lại trước mặt đại dương ý muốn anh ta múc ớt bỏ vào tô giúp họ đại dương nhanh tay lấy chiếc thỉa lớn múc vào tô mỗi người một thỉa ớt lớn thôi hai người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi một lần nữa cùng nói lớn khiến tất cả mọi người đang có mặt trong quán đều tập trung ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Tôi vội vàng núp ra sau lưng Đại Dương, né tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Trước đó 5 phút, lúc Thanh và Dũng vừa bước xuống xe thì cũng nhìn thấy Đại Dương và Hạ Giang vừa bước xuống xe. Hay anh định buông lời trêu chọc thì Đại Dương nhanh tay làm hành động tác giả kéo khóa miệng, ý muốn hai người bạn của anh ngậm miệng lại. Những lời Thanh và Dũng muốn trêu chọc Hạ Giang đang định bật ra thì cũng nuốt xuống hai người lặng lẽ ngồi vào bàn cùng với Hạ Giang và Đại Dương. Thấy bạn thân của mình lần đầu tiên có hành động quan tâm tới một người phụ nữ, hai anh cũng không ngại trêu chọc. Chỉ có điều Đại Dương cũng không ngại ăn miếng trà miếng, múc thật nhiều ớt vào hai tô phở của bạn mình. Đã thế, anh còn nhanh tay khuấy đều vào tô, làm hai bạn của mình phải hô lên thật lớn thôi, khiến tất cả mọi người trong quán chú ý. Em ăn nhanh đi, không muộn giờ làm đấy đại dương thấy tôi cứ núp sau lưng anh không chịu quay người lại ăn thì hối thúc tôi cố gắng vượt qua cơn xấu ngồi ngay ngắn lại ăn tôi suy nghĩ không biết hai người ngồi đối diện có biết đại dương là trai bao không nếu họ biết thì chắc chắn họ đang nghĩ tôi là khách hàng của anh ta càng nghĩ tới mặt tôi càng đỏ tôi cảm nhận hai tay của tôi nóng bừng bừng tưởng chừng có thể tự bốc cháy đại dương thấy tôi cầm thìa đũa ngồi như tượng không ăn thì quay sang nhìn anh ta vén mái tóc tôi cố tình để xóa Xuống để che gương mặt đang sống hổ của tôi Cho ngọn gàng lên mang tay Rồi hỏi Hay em không thích ăn phở bò Để anh đưa em đi ăn món khác Bàn tay lạnh toát của anh ta Chạm vào vành tay đang nóng bừng của tôi Khiến tôi giật nảy mình Tôi vội đáp lại Không em ăn được Dứt lời tôi cúi xuống ăn Một phần vì tối hôm trước ăn cháo Một phần vì phở ở quán này nấu ngon thật sự Nên tôi quên đi đang ngồi ăn bên cạnh một anh chàng trai bao đẹp trai. Tôi cắm đầu ăn được một lúc thì nghe hai người đàn ông ngồi đối diện, vừa ăn vừa hít hà. Tôi tò mò ngước mặt lên nhìn thì thấy nước mắt nước mũi của hai người chảy không ngừng, môi của họ cũng sưng đỏ. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ nếu người đàn ông tên Thanh kia để bụng không cho Đại Dương đi theo để giao xe cho bố mẹ của tôi thì kế cuộc giao dịch đóng giả người yêu của chúng tôi coi như bằng không Nên lúc ăn xong Tôi ghé vào tai đại dương nói nhỏ Anh xin lỗi hai người họ Vì trò đùa lố của anh đi Nếu mà họ giận không cho anh đi giao xe cho bố mẹ Thì xong em luôn đấy Em yên tâm Không sao đâu Đại dương không những không xin lỗi thành với người đàn ông kia Mà kéo tôi đứng dậy Đi thôi Anh chở em tới chỗ làm Sau đó anh ta nhìn hai người đàn ông đối diện rồi nói Hai thằng mày ăn sau Tính tiền nhé tôi nhanh miệng nói xen vào hai ngăn rồi đi sau nhé để em tính tiền luôn ạ à. cả hai nhìn tôi đồng thanh đáp cảm ơn em gái để anh tính luôn nghe giọng nói khá quen thuộc tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy anh hải giám đốc showroom nơi tôi làm đang cùng bạn gái đi ra khỏi quán họ cũng vừa ăn sáng xong tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì nghe đại dương nói anh để đó hai thằng kia nó tính tôi tưởng đại dương nói để anh ta trả không ngờ vẫn là đẩy qua cho hai người kia trả. Có lẽ anh ta là người ki bo, vì đồng tiền kiếm được bằng cái nghề trai bao không dễ dàng, vì vậy rất quý trọng đồng tiền. Lần trước trả tiền taxi cho bố mẹ của tôi, tôi còn phải dẫn đi ăn, thậm chí còn nhiều hơn cả tiền anh ta trả. Vậy nên tôi nhanh chân đi ra chỗ cô chủ quán, để em trả hạ. Chưa kịp lấy tiền từ trong túi sách ra, anh Hải đã chìa từ 500 ngàn ra trước mặt cô chủ quán nói cô tính luôn bàn góc trong kia nhé. Đại Dương thấy tôi cứ đứng ngây ngốc một chỗ thì nắm tay kéo đi. Anh ta cũng không quên nói với anh Hải, hôm nào rảnh rỗi em mời anh đi uống cà phê nhé. Ok chú, khi nào có thời gian anh alo. Thấy cách nói chuyện và cư xử thân thiết của Đại Dương với anh Hải và cách hành xử mờ ám của anh ta với hai người đàn ông ngồi cùng bàn với chúng tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có khi nào Đại Dương là một người lưỡng tính? anh ta có thể phục vụ cả khách nữ lẫn khách nam không và ba người đàn ông này đều là khách hàng anh ta phục vụ rồi hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này anh ta phục vụ những người kia có mang bao hay không có khi nào anh ta bị mắc bệnh tình dục nguy hiểm không hôm trước anh ta phục vụ tôi không hề dùng bao nếu anh ta bị lây nhiễm thì tôi cũng không thoát khỏi số phận nghĩ tới đây bỗng nhiên mồ hôi hột lại vã ra như mưa bàn tay đại dương đang nắm cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt đại dương nhận ra điều bất thường đó nên giơ bàn tay của tôi lên nhìn sau đó lại nhìn lên mặt tôi anh ta nhanh chóng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi lo lắng hỏi em chưa khỏi cảm thì hôm nay nghỉ làm một bữa đi để anh nói với anh hải một tiếng cho không cần em khỏe anh đi về đi để em xin đi chung xe với anh hải một đoạn cũng được em khỏe mà sao mồ hôi lại ra nhiều như thế này hay để anh đưa em tới bệnh viện để khám cho chắc. Em nói em không sao rồi, anh yên tâm mà. Vừa lúc này, anh Hải và bạn gái cũng lấy tiền thừa từ cô chủ quán rồi đi ra xe. Tôi rút tay tôi ra khỏi tay Đại Dương, dứt khoát nhắc lại, anh về đi, em xin đi xe với anh Hải. Nói rồi, tôi chạy lại chỗ anh Hải và bạn gái của anh ta. Đại Dương thấy tôi quyết tâm đi làm, anh ta cũng không can thiệp nữa mà đi xe của mình rồi lái xe rời đi. Em chào chị chào em liếc nhìn thấy đại dương đã vào xe tôi nói với anh hải hôm nay em không khỏe xin phép anh cho em nghỉ một hôm ạ à. ừ nhớ khỏe là phải đi làm ngay đấy dạ vâng tôi nhanh chóng đón xe taxi tới bệnh viện vụ sản trung ương để khám lúc bác sĩ gọi tôi vào phòng khám tôi sợ tới mức run lập cả lập cập em gặp vấn đề gì tôi trả lời bác sĩ mà hai hàm răng của tôi va vào nhau phát ra tiếng động cách đây gần một tháng em có quan hệ với một người lạ mà không dùng bao em muốn tới đây khám xem có bị lây các bệnh truyền nhiễm không ấy ạ sau khi thăm khám lâm sàng bác sĩ hướng dẫn tôi đi làm các thủ tục xét nghiệm tới gần trưa bác sĩ gọi tôi vào phòng đọc kết quả tình hình sức khỏe sinh sản của em bình thường test hiv giang mai bệnh lậu đều âm tính nghe bác sĩ kết luận tôi như vừa chút được gánh nặng tôi lo sợ nhỡ bị lây nhiễm hiv bệnh lậu hay bệnh giang mai từ đại dương thì đời tôi cũng coi như xong phim cũng may tôi vẫn còn hên tôi coi như lần bốc đồng đó là một bài học nhớ đời của mình tôi vui vẻ cầm sắp giấy tờ khám bệnh đón xe buýt về thẳng showroom mà quên mất hồi sáng tôi đã xin anh hải nghỉ cả ngày nay tại showroom đại dương hành và dũng xuống xe liền tìm đến phòng làm việc của đại dương dũng ném cục khăn giấy lau nước mắt nước mũi vào người bạn của mình Bọn tao muốn chào hỏi Giang một tiếng Mày làm gì mà căng vậy Tao sợ bọn mày làm hỏng hết việc của tao Thành lên tiếng Không cho em ấy biết sự thật Mày không phải trai bao Nghĩ mới hỏng việc đấy Chính xác Chẳng ai điên mà đem lòng yêu cái thằng làm nghề trai bao cả Dũng tao biết rồi Nhưng mà giờ chưa phải lúc Tao báo trước nhá Đến lúc người ta có người yêu á mày mới nói Thì đừng có mà hối hận Cô ấy mới bị người yêu cắm sừng Đang mất tin tưởng vào đàn ông nên tao nghĩ chưa yêu lại được đâu với lại tao sợ cho cô ấy biết sự thật tao không phải trao bao cô ấy sẽ rất là sốc đấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt tao nữa vì vốn dĩ cô ấy đã mất tin tưởng vào đàn ông rồi chuyện riêng của mày tùy mày quyết nhưng mà tao nghĩ xinh đẹp như cô ấy không ít người dòm ngó đâu thanh lên tiếng chuyển chủ đề hôm nay giao xe cho bảo mày không nói với giang để cô ấy tới đây à không cần chuyện đó để tao giải quyết hôm nay bảo ăn mặc rất đẹp tới showroom đại dương để làm lễ nhận ba chiếc siêu xe đúng như dự đoán của thành vừa tới showroom câu đầu tiên của bảo là em giang đâu rồi anh dương đại dương dội ngay cho bảo một gáo nước lạnh bạn gái anh hôm nay mệt không đi làm được giang là bạn bạn gái của anh ấy hả nghe đại dương nói bảo không tin vào tay mình hỏi lại đại dương đáp lại ngắn gọn ừ lời khẳng định của đại dương bảo như người mất hồn vì hạ giang mà bảo mua một lúc ba chiếc siêu xe hôm nay anh ăn mặc thật đẹp còn dẫn cả ba mẹ và bạn bè người thân tới nhận xe để lấy điểm với hạ giang không ngờ hạ giang đã có người yêu lại còn với chủ nhân đẹp trai của showroom này đại dương thấy nét mặt của bảo chuyển biến khi anh xác nhận hạ giang là bạn gái của anh anh không quan tâm mà nói qua chuyện khác thái về nước rồi em biết chưa dạ biết rồi nó bảo hôm nay bắt đầu đi làm mà Bảo nhìn xung quanh rồi hỏi Đại Dương Nó đâu anh? Đi làm ở đâu? Sao anh không nghe nó nói? Nó bảo với em Nó đi làm thì em lại nghĩ nó làm ở đây Nên không cho nó biết hôm nay em nhận xe Vì muốn cho nó bất ngờ Làm gì có Để em gọi hỏi nó đang ở đâu Để tới chung vui với em Nói rồi bảo bấm gọi cho Ngọc Thái Ngọc Thái nhanh chóng bắt máy Alo Mày nói đi làm mà sao tao tới showroom đại dương không thấy Tao đâu làm ở đấy Thế mày làm ở đâu Hôm nào gặp tao nói Giờ mày mới đi làm à Mày tới sâu zoom đại dương được không Hôm nay tao tới nhận xe Hẹn mày hôm khác nhé Hôm nay tao có việc bận Dứt lời Ngọc Thái quay camera sau Hạ Giang đang ngồi bên cạnh Ngọc Thái thấy Hạ Giang thì bất ngờ reo lên Mày chở em Giang đi đâu đấy Giang vừa đi khám bệnh về Thôi nhá, ta cúp máy đây, lúc khác nói chuyện Cúp điện thoại Bảo nhìn Đại Dương rồi nói Nó nói không tới được, nó đang chở Giang đi khám bệnh về đón xe buýt tới showroom làm việc. Tôi mới nhớ hồi sáng tôi có xin anh Hải nghỉ làm cả ngày, vì vậy tôi lại đứng đón xe đi bộ về căn hộ chúng tôi thuê. Trong lúc chờ xe buýt tới, tôi lấy mấy tờ giấy kết quả siêu âm, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm ra xem. Tất cả đều âm tính, vừa xem vừa mỉm cười. Bỗng dừng bị ai đó giật đi sắp giấy trên tay. Ban đầu tôi nghĩ đó là cướp giật, nhưng khi nhìn lên mặt người đối diện là Thái, mặt tôi lập tức trắng bạch tôi vươn tay lấy lại sấp giấy trên tay anh ta trả lại cho tôi anh ta giơ cao tay rồi nhìn vào sấp giấy sau đó hỏi tôi em vừa đi khám bệnh về à tôi đi đâu liên quan gì đến anh bác sĩ nói em có bị làm sao không tôi có bị ngàn sao cũng không liên quan đến anh anh quan tâm làm gì ngọc thái nhét sấp giấy vào túi áo trong của áo vest rồi nói em không nói thì để đây lát anh tới hỏi bác sĩ mấy cái loại siêu âm xét nghiệm phụ khoa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này ngọc thái mà mang tới bác sĩ hỏi thật thì người xấu hổ là tôi chứ không phải là anh ta vì vậy tôi nói thật bác sĩ nói tôi không sao cả ngọc thái lấy sấp giấy ra xem kết quả một lượt rồi trả lại cho tôi sau đó anh ta mở cửa xe bên ghế phụ ra lên xe anh trở về hiện tại phương thanh và quỳnh chi đã đi làm về nếu để anh ta đưa tôi về rồi lấy cớ lên căn hộ của chúng tôi thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra vì vậy tôi nhất quyết từ chối tôi đón xe buýt đi được đừng để anh phải sử dụng bạo lực với em nhìn vào ánh mắt của ngọc thái lúc này tôi đã đủ thấy bạo lực chứ đừng nói đến chuyện tôi không nghe lời anh ta vì vậy tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe chúng tôi vừa lên xe thì ngọc thái có cuộc gọi tới điều ngạc nhiên tôi nghe người đó nhắc đến cả tên của tôi nữa ngày tôi và ngọc thái còn yêu nhau anh ta không giới thiệu tôi với bạn bè của anh ta anh ta nói nếu giới thiệu tôi cho bạn bè của anh ta anh ta sợ lúc anh ta đi qua bên anh họ sẽ hớt tay trên mất vì thế tôi chẳng biết ai ngoài anh ta cả cúp điện thoại ngọc thái quay qua nhìn tôi rồi hỏi em cũng quen với bảo bạn anh à nghe anh ta hỏi tôi liền lắc đầu không biết nghe câu trả lời của tôi ngọc thái nhếch môi lên cười nửa miệng so với lần đầu anh gặp em hiện tại em khác xưa rất nhiều điệu cười và những lời nói mỉa mai của ngọc thái không phải tôi không hiểu nhưng mà tôi mặc kệ anh ta không xem lại bản thân anh ta có tư cách gì để phán xét con người của tôi vì gần trưa nên ngọc thái nói anh chở em đi ăn trưa nhé phương án tốt nhất lúc này là làm sao để không về căn hộ bây giờ tôi nghĩ đi ăn trưa sẽ tới chỗ đông người ngọc thái không thể làm gì tôi vì vậy nghe ngọc thái đề nghị tôi không nói gì mà gật đầu Ngọc Thái quay qua tôi nhìn với ánh mắt âu yếm, giọng nói phát ra thể hiện rõ sự cưng chiều. Em chọn địa điểm đi. Với ánh mắt này, giọng nói này, nếu là trước đây, sau khi anh ta nói, tôi sẽ ôm lấy cổ mà nhõng nhẽo. Em thích ăn cơm tấm quán này, em thích ăn cơm gà quán kia, em thích ăn cơm sườn nướng chỗ nọ chỗ này. Nhưng hiện tại, ánh mắt và giọng điệu của anh ta làm cho tôi nổi cả da gà. Tôi bằng quờ đáp lại lời, ăn gì cũng được. Ngọc Thái thấy biểu hiện của tôi cũng không nói gì thêm mà chở tôi tới một nhà hàng có tên Đồng Quê nằm ở ngoại thành Hà Nội. Nhà hàng này rất rộng lớn, không gian thoáng mát và chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách đồng quê. Cứ nghĩ ăn sẽ tới nơi đông người thì Ngọc Thái không dám làm gì tôi, nhưng cấu trúc của nhà hàng này khiến tôi thật sự lo lắng. Họ ngăn thành các phòng để tạo không gian riêng tư cho khách hàng, nơi đây chỉ phù hợp với các cặp tình nhân hoặc bàn bạc làm ăn với đối tác. Rõ ràng kế pháp của Ngọc Thái cao tay hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều. Mà trong trường hợp này, người giúp tôi chỉ có thể là Đại Dương. Phương thức liên lạc duy nhất của tôi và Đại Dương đó là chiếc điện thoại. Do đó, nhìn rõ số phòng rồi nhanh tay gửi cho Đại Dương một tin nhắn. Em đang có mặt tại nhà hàng A, nếu anh rảnh mới anh cùng ăn trưa nhé. Mặc dù là tin nhắn gửi đi, nhưng không chắc chắn Đại Dương sẽ tới. Vì không biết hiện tại, anh ta có rảnh rỗi hay đang bận phục vụ khách, tôi chỉ còn nước ngồi cầu nguyện. Ngọc Thái cũng không hề che giấu quan điểm về mối quan hệ giữa chúng tôi, nên anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh. Không những vậy, còn tự nhiên ôm eo tôi, rồi cò cọ đầu vào đầu tôi. nhớ anh không? cả người tôi cứng đờ, miệng lưỡi cũng cứng đờ không nói nên lời. tôi nhớ anh, nhưng là anh trai của anh ta. còn anh ta, tôi chỉ nhớ tới khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh ta ngủ với người con gái khác nhớ tới giây phút anh ta cắm cho tôi một cái sừng nhớ tới những lời dối trá mà anh ta đã mang lại cho tôi không nghe tôi lên tiếng ngọc thái dùng hai cánh tay của anh ta siết chặt lấy eo nhỏ của tôi sau đó nói nhỏ vào tai tôi anh nhớ em lắm chúng ta từ hôm nay sẽ bắt đầu lại nhé bắt đầu lại thế nào khi nhìn thấy anh tôi lại nhớ tới giây phút anh cùng người phụ nữ khác anh không truy hỏi em Và anh trai của anh Thời gian yêu nhau đã làm những gì Thì em cũng đừng để bụng chuyện của anh Với người khác Coi như chúng ta hòa nhau Nhé em Về lý Ngọc Thái nói không sai Vì tôi cũng đã xảy ra quan hệ với Đại Dương Trong phút bốc đồng Nhưng hiện tại tôi chẳng còn một chút tình cảm gì với Ngọc Thái Chứ đừng nói đến tình cảm Thì tôi lấy cái gì để bắt đầu với anh ta tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói với ngọc thái anh ngồi ngay ngắn chúng ta sẽ nói chuyện ngọc thái cũng không làm khó tôi anh ta buông tôi ra sau đó nắm hai bàn tay của tôi còn tôi không lãng phí thời gian nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hỏi anh có thể trả lời tôi cho tôi biết thế nào là tình yêu không ngọc thái cũng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói em có tin nếu mà còn xưng tôi với anh thì anh không ngại đè em ra ngay tại đây không nói rồi ngọc thái áp sát môi anh ta với môi tôi trước khi môi của anh ta chạm vào môi tôi tôi vội lên tiếng lúc sáng sớm anh trai của anh cũng đè tôi ra hôn hiện tại lại tới anh tôi nghĩ vẫn đang còn hương vị của anh trai anh trên môi của tôi đấy nếu anh không ngại thì có thể thử lời nói của tôi không khác nào vừa quất mạnh một cái roi vào người ngọc thái khiến anh ta khựng lại động tác hôn tôi anh ta nghiến răng nghiến lợi nhà ra từng tiếng tối qua anh ấy ở lại chỗ em cơ hội tốt như thế mà em vẫn chưa nói lời chấm dứt mối quan hệ với anh ta sao hay em xem thường lời cảnh cáo của anh đang định lên tiếng trả lời ngọc thái thì nhân viên nhà hàng đầy cửa bưng đồ ăn vào ngọc thái cũng thôi áp sát tôi ngồi ngay ngắn sang một bên không phải vì thế mà tôi bớt lo lắng tôi biết giây phút nhân viên của nhà hàng đi ra khỏi để trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi sẽ là giây phút đối mặt với cơn thịnh nộ của ngọc thái nhắm mắt lại nín thở nghĩ câu từ để trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào để anh ta hết hy vọng nối lại tình xưa với tôi chúc anh chị ngon miệng ạ à. hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra để trả lời câu hỏi của ngọc thái thế nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh vô cùng đẹp trai và lịch lãm của Đại Dương đang đứng ở cửa phòng. Anh ta đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Đại Dương giống như mặt trời, lần nào xuất hiện cũng khiến tôi chói mắt. Thầm nguyện dù anh ta chỉ là trai bao thôi mà, có cần phải ăn mặc chỉnh chu như tổng tài thế không? Có cần phải đẹp trai như ca sĩ diễn viên thần tượng thế không? Anh ta như vậy, bảo sao không gây thương nhớ. Tôi không dám ngước nhìn gương mặt của Ngọc Thái ngồi bên cạnh lúc này, xem biểu hiện của anh ta thế nào cũng không dám nhìn đại dương vì như thế càng khiến ngọc thái tức giận ngọc thái nói nhỏ bà tai tôi em được lắm dứt lời anh ta đứng dậy đi về phía đại dương cũng đang đi vào phòng rồi cười nói em đang tính gọi điện cho anh thì anh tới rồi đại dương buông lời trách móc chị dâu của em đang mệt mà em đưa chị tuốt ra ngoại thành này ăn trưa trong nội thành em biết có nhiều nhà hàng ăn ngon lắm cơ mà tôi lên tiếng thay cho lời chào hỏi của Đại Dương. Anh đừng trách em ấy, là em chọn đấy. Em thấy nhà hàng này không khí trong lành, view đẹp nên muốn thử đồ ăn ở đây xem thế nào. Đại Dương ngồi xuống bên ghế, khoác tay tôi, rồi anh quan tâm hỏi han, "Em đi khám bệnh về à? Bác sĩ nói thế nào?" Lúc ăn sáng xong, Đại Dương có đề nghị tôi đưa đi khám bệnh, nhưng tôi nói đi làm. Tại sao anh ta lại biết tôi đi khám bệnh?" Là Ngọc Thái nói hay anh ta cải định vị và biết đường tôi có tới bệnh viện phụ sản trung ương. Tôi không có thời gian ngồi để tìm hiểu lý do. Anh ta biết tôi đi khám bệnh mà nói thật với Đại Dương. Bác sĩ nói em không sao. Đại Dương không tin lời tôi nói, nhanh tay rút sấp giấy tôi đi khám bệnh để trong túi sách, vì tôi không xếp vào nên bị lòi ra một ít. Anh nhìn vào tờ giấy xét nghiệm rồi đọc lớn: HIV âm tính. Anh chỉ tay vào một hàng ghi dạng ký hiệu hỏi tôi cái này ghê là ký hiệu của bệnh lậu à hay bệnh giang mai mà thôi anh không quan tâm nữa tất cả các xét nghiệm của em đều âm tính em không bị làm sao đồng nghĩa với anh cũng không bị làm sao lời nói tuy vui của đại dương nhưng không hề sai cái sai của anh ta là nói sai thời điểm anh ta nói vậy thì đứa học sinh tiểu học cũng hiểu giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì chứ đừng nói đến ngọc thái ngay từ ngày còn là học sinh đã được nhà trường dạy và tuyên truyền những canh bệnh này truyền nhiễm lây lan qua đường tình dục. Câu nói của Đại Dương không khác nào một cú tát trực diện vào mặt Ngọc Thái, khiến gương mặt của anh ta đột ngột biến dạng, thâm trầm đến đáng sợ. Hai bàn tay của anh ta đặt trên bàn cũng siết chặt thành nắm đấm. Có lẽ Ngọc Thái đang rất sốc, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi và anh ta yêu nhau hơn 4 năm, vẫn chưa một lần quan hệ, vậy mà tôi và Đại Dương mới yêu nhau vài tuần, đã xảy ra chuyện này thực tế ngọc thái đâu biết vì anh ta mà tôi với đại dương mới dày dơ với nhau tôi nâng chân đạp mạnh vào chân đại dương một cái để anh ta đừng nói chủ đề này nữa nhưng anh ta vẫn tiếp tục bác sĩ kết luận như vậy em đã yên tâm chưa tôi thúc nhẹ vào người đại dương rồi hất cằm về phía ngọc thái nhìn gương mặt muốn lật cả bàn ăn của ngọc thái lúc này đại dương cũng phải giật mình thái em bị đau hay khó chịu chỗ nào à ngọc thái trả lời đại dương nhưng lại hướng ánh mắt về phía tôi em không sao tôi không dám đối diện với ánh mắt căm hận của ngọc thái mà cúi gằm mặt xuống hai anh em ăn trước đi anh đợi nhân viên đem thêm bát đũa lên dứt lời đại dương gấp một miếng thịt ở phần đùi gà để lên bát cho tôi em ăn đi ngọc thái biết tôi rất thích món gà nướng lu nên anh ta đã gọi nguyên một con còn có cả món gỏi và canh mướp đắng nhổ thịt mà tôi rất thích trước đây mỗi lần đi ăn với ngọc thái anh ta sẽ nhường cho tôi phần cổ cánh vì trên con gà tôi chỉ thích ăn hai bộ phận này nhất tôi nghĩ có đại dương ở đây anh ta sẽ không dám làm chuyện đó không ngờ anh ta vẫn gắp hết phần cổ cánh vào một cái đĩa nhỏ rồi để tới trước mặt tôi anh ta không nói cũng chẳng rằng đại dương thấy hành động của ngọc thái có phần lỗ mãng với tôi thì quay qua tôi cười giải thích tại anh thích ăn phần cổ cánh nên em trai của anh cũng nghĩ em thích ăn em ăn phần thịt nạc đi để anh ăn cổ cánh cho không sao em cũng thích ăn cổ cánh vậy chúng ta có cùng sở thích rồi dạ vâng để anh gọi cho em ăn á ăn thêm ăn chán thì thôi nói là làm lúc nhân viên nhà hàng mang thêm bát đũa cho đại dương anh ta đã nói họ cho thêm một đĩa cổ cánh gà thật lớn phải công nhận món gà nướng nhà hàng này làm rất ngon tôi mải mê cùng đại dương ngồi gặm cổ cánh gà mà quên đi có thùng thuốc nổ đang ngồi đối diện Tôi và Đại Dương nhanh chóng ăn hết đĩa cổ cánh gà lớn Còn một miếng cuối cùng tôi không ngại mà cầm lên ăn nốt Ánh mắt lơ đãng của tôi bỗng nhiên lướt qua người Ngọc Thái Giây phút ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt hình viên đạn của anh ta Tôi vội ho sặc sụa Không biết vừa rồi anh ta mới nhìn tôi Hay ánh mắt của anh ta vẫn đặt trên người tôi từ đầu buổi tới giờ Cũng không hiểu vì thức ăn ngon hay vì có Đại Dương ở bên cạnh mà tôi có thể quên sự có mặt của ngọc thái ăn ngon lành như vậy đại dương thấy biểu hiện của tôi vội rút tờ khăn giấy trong hộp trên bàn đưa em ăn từ từ thôi hết thì anh gọi thêm đâu cần ăn vội vàng như thế lúc tôi hết sặc đại dương lại lấy một ly nước đưa cho tôi em uống đi rồi anh gọi thêm một đĩa nữa hôm nay anh ngồi ăn cùng em tới khi nào em ăn chán thì thôi à, không cần đâu em ăn đủ rồi Mặc dù đang trong tình thế bị Ngọc Thái chiếu tướng, nhưng tôi vẫn còn sáng suốt để phân tích. Nếu không có Đại Dương, tôi nghĩ Ngọc Thái sẽ trả tiền. Nhưng có Đại Dương ở đây, không lẽ anh ta lại để cho thằng em vừa đi du học về, chưa có việc làm để trả tiền. Mà Đại Dương lại ki bo như vậy, cuối cùng người trả tiền sẽ là tôi. Mẹ tôi mới cho 5 triệu để tiêu trong tháng này, tôi không thể phung phí được. Vì vậy tôi không cần biết Đại Dương có muốn ăn thêm nữa hay không, tôi liền lên tiếng từ chối. Đại Dương tiếp tục quan tâm hỏi Han Em ăn chút cơm nhé Em không muốn ăn cơm Anh lấy cho em bát canh Em muốn ăn canh Tôi không thể hiện cử chỉ quan tâm gì với Đại Dương Nhưng Đại Dương lại rất quan tâm đến tôi Điều đó vô tình biến Ngọc Thái thành bóng đèn to bự Có lẽ quyết định đưa tôi đi ăn trưa nay của Ngọc Thái Là một quyết định sai lầm Anh ta đã bị Đại Dương và tôi ngược cho tơi tả Lúc thanh toán tiền Ngọc Thái đứng lên đòi thanh toán Nhưng chỉ một ánh mắt và lời nói của Đại Dương đã khiến Ngọc Thái ngồi im một chỗ, "Em để anh tính, tôi theo dõi cử chỉ của Đại Dương xem có thực sự muốn trả tiền hay không, để còn biết trả thay anh ta, tôi không muốn anh ta mất mặt trước em trai mình." Và điều bất ngờ với tôi, Đại Dương không những trả tiền ghi trong hóa đơn mà anh ta còn bo thêm cho nhân viên 500.000 đồng nữa. Đại Dương thể hiện đúng mực một anh chàng người yêu ga lăng, quan tâm hết mực tới tôi, không chỉ trong bữa ăn mà còn ôm eo tôi đi ra khỏi nhà hàng lúc ra tới xe còn tự tay mở cửa rồi thắt dây an toàn nữa anh ta hoàn toàn không biết hành động này của mình giống như cái gai trong mắt ngọc thái lúc chúng tôi đã lên xe đại dương cũng vừa nổ máy thì ngọc thái đứng bên ngoài ghế phụ gõ cửa tim tôi lập tức treo lên cổ đừng nói anh ta chịu đựng đủ rồi nên đã đến lúc bùng nổ tôi chuẩn bị tâm thế hứng chịu cơn thịnh nộ mặc dù chỉ là đóng giả với tôi nhưng khi biết tên người yêu đã cắm rừng chính là em trai của đại dương không biết anh có sốc không hít một hơi thật sâu tôi bấm hạ cửa kính xuống quay qua ngọc thái nở nụ cười gượng ngọc thái nhìn lướt qua tôi sau đó nhìn sang đại dương ngồi ở ghế lái nói anh chạy xe cẩn thận anh biết rồi em cũng chạy xe cẩn thận đó tôi cũng thể hiện mình là chị dâu mẫu mực vẫy tay chào tạm biệt ngọc thái khi đại dương lái xe rời đi tôi thở phào một hơi coi như một kiếp nạn nữa cũng qua đại dương không hề nhận ra sự bất thường giữa tôi và ngọc thái dọc đường về anh ta cứ mỉm cười hoài tôi thầm nghĩ không biết có phải sáng nay anh ta vừa phục vụ được khách vip hay sao mà vui như vậy nụ cười của đại dương như hố sâu vũ trụ thu hút vạn vật trong đó có tôi tôi cứ ngây ngốc hướng ánh mắt nhìn về phía anh ta cho đến khi anh ta dừng xe lại sau đó quay qua nói với tôi em chụp giùm anh mấy tấm hình tôi luống cuống rời mắt khỏi người đại dương đáp lại anh ta dạ vâng tôi nghĩ đại dương nhờ tôi chụp hình để đăng trên trang cá nhân hoặc đăng trên hội nhóm nào đó nhằm thu hút khách tìm đến anh ta nghĩ tới đại dương cũng như các cô gái làm trong các ngành như anh ta thì thường chụp các bộ siêu tập hình bikini mát mẻ để pi cho bản thân tôi thật thà nói sao không tới studio mà chụp ở đó cởi đồ cũng kín đáo ít người nhìn thấy Ai lại chụp ở đây Anh không cởi đồ Nói rồi đại dương bổ sung Chụp bằng máy của em đi Ok nếu vậy thì lát nữa em gửi hình qua Zalo cho anh nhé Thời tiết hôm nay đặc trưng của mùa đông Hà Nội Trời dâm và khá lạnh Rất phù hợp để chụp hình ngoài trời Đại dương đứng tạo dáng bên hông xe cho tôi chụp Hình dáng bảnh bao Làm lu mờ cả chiếc siêu xe Và cả cánh đồng hoa hồng đỏ rực Sau lưng anh ta Chụp xong tôi đưa tới trước mặt cho anh ta xem anh xem được chưa? Đại Dương không nhìn vào màn hình mà xoa đầu tôi nói Em thấy được là được Sau đó anh ta chỉ vào vườn hồng gần đó Em muốn vào đó tham quan không? Muốn Đại Dương đi tới căn tròi gần đó xin phép chủ vườn hồng Được sự đồng ý của họ Chúng tôi mới dám đi vào Tiếc quá, hôm nay em mặc đồng phục đi làm Nếu mặc áo dài thì hôm nay có bộ hình đẹp rồi Em mặc bộ đồ này cũng đẹp mà Đưa máy đây, anh chụp cho Lúc chụp cho tôi Tôi để ý Đại Dương còn chụp hình tôi bằng điện thoại của anh ta nữa. Lúc ra xe, chị chủ vườn hồng đưa cho Đại Dương một bó hồng lớn, tôi nghĩ anh ta mua về cho mẹ, không ngờ anh ta lại giơ ra trước mặt tôi, "Tặng em." Tôi bị bất ngờ với hành động của Đại Dương nên miệng cũng lắp bắp, "Ờ không, không phải anh mua cho bác Lệ à? Anh mua tặng em đó. Anh không tiếc tiền à?" "Không." Đại Dương trả lời ngắn gọn rồi lái xe chở tôi về trên đường về tôi cũng không quên nói với anh ta, a à, zalo với em, em gửi hình qua cho, không cần, không cần thì anh bảo em chụp hình cho anh làm cái gì, tại anh thấy em cứ mải mê nhìn anh nên anh nghĩ cho em chụp hình anh để lúc không có anh bên cạnh em lấy ra nhìn, anh không muốn em phải tưởng tượng ra hình ảnh của anh, bị đại dương bắt thóp, tôi nhìn lén anh ta, tôi xấu hổ muốn lập tức xóa hết hình, tôi không ngại nói thật suy nghĩ của tôi cho anh ta nghe vậy mà em lại nghĩ anh nhờ em chụp hình ấp trên các mạng xã hội để PR khách hàng đấy đại dương nghe tôi nói bỗng nhiên cười lớn anh ta phải tấp xe vào lề đường rồi gục đầu trên vô lăng cười thấy anh ta cười như bị động kinh tôi lên tiếng hỏi em nói sai à cũng làm nghề như anh á mấy cô gái ngành chẳng phải thường xuyên chụp các bộ hình mát mẻ show cơ thể để mồi trái khách đó sao càng nghe tôi nói đại dương càng cười một lúc sau anh ta mới nhịn được cười Anh ta quay sang nhìn tôi rồi nói Anh đẹp trai sẵn Nên khách tự tìm đến Đâu cần phải PR theo cái cách rẻ tiền đó Đi lời nói của Đại Dương Nói ra rất tự mãn về bản thân Nhưng lại không thể sai Anh ta chẳng phải đẹp trai tới mức Khiến tim tôi lạc lối rồi còn gì đó Đoạn đường còn lại về tới căn hộ Tôi quay mặt xa cửa Không dám nhìn Đại Dương nữa Đại Dương nghĩ tôi giận anh ta nên anh ta chủ động bắt chuyện với tôi tối nay anh qua chở em đi chơi nhé tôi không cần đến một giây để trả lời đại dương chơi anh một đêm mà tôi sợ lây bệnh chết khiếp khiến tôi phải bỏ làm cả một ngày hôm nay để đi khám bệnh tiền phòng khách sạn tôi cũng còn nợ anh chưa trả cho anh á còn anh rủ tôi chơi nữa tôi đã nói tôi nghèo không có tiền rồi anh còn không tin à nếu anh ế khách quá thì làm thử cách như tôi nói xem sao không khéo lúc đó đắt khách lại tìm tới tôi để cảm ơn cũng nên anh rủ em đi đã dạo chơi đi uống cà phê không phải kiểu đi chơi như em nghĩ đâu trời đất tôi là khách hàng của anh ta còn anh ta là trai bao anh ta rủ tôi đi chơi thì tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ta rủ tôi đi chơi theo kiểu kia ai mà biết được anh ta lại rủ tôi đi chơi theo kiểu đúng nghĩa là đi chơi nhưng dù là kiểu đi chơi nào thì tôi cũng nên tránh xa anh ta ra nên tôi từ chối ngay em còn hơi mệt nên không muốn đi đâu cả đại dương thấy tôi từ chối cũng không nói gì thêm vẫn là cử chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của đại dương đối với tôi khiến anh ta trong tôi càng có ấn tượng sâu sắc đó là anh ta đưa tôi lên tận căn hộ rồi mới rời đi trước khi đi anh ta còn căn dặn tôi anh nhớ cắm hoa vào bình kẻo héo nhé buổi chiều hôm đó ở nhà một mình nếu là bình thường tôi sẽ ngủ một giấc đã đời đợi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về. Nhưng hôm nay tinh thần của tôi như bị kích động, không thể chợp mắt nổi. Tôi ngồi một mình vừa ngắm hoa, vừa ngắm đại dương, cho tới khi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về. Nhìn thấy bình hoa hồng lớn, Quỳnh Chi và Phương Thanh đều tò mò hỏi tôi. Hoa đẹp quá, anh nào tặng đấy? Thấy bà cụ bán rong, ta mộ ủng hộ chứ ai tặng. Tôi không dám thừa nhận đại dương tặng, vì tôi biết, nói ra kiểu gì cũng bị chúng nói chửi, sáng hôm sau trước khi đi làm tôi cũng phải mở điện thoại ra ngắm nhìn mấy tấm hình của đại dương một lượt rồi mới ra khỏi nhà hình ảnh của đại dương với tôi giống một liều thuốc kích thích khiến tinh thần của tôi trở nên minh mẫn hẳn tôi mang tâm trạng vui tươi như hoa cỏ mùa xuân và mấy tấm hình của đại dương mang lại tới showroom làm vừa tới showroom tất cả nhân viên trong bộ phận bán hàng chúng tôi được anh hải giám đốc chi nhánh thông báo mọi người vào phòng họp anh giới thiệu với các em trưởng phòng kinh doanh mới của showroom chúng ta từ nay mọi người sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của cậu ấy trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi trước đây là một chị trên khóa của tôi chị ấy vừa nghỉ sinh cách đây không lâu nghe anh hải nói chúng tôi có sếp mới ai cũng mang tâm thế tò mò đi vào phòng họp tôi cũng không ngại lệ giây phút nhìn thấy ngọc thái ngồi bên cạnh anh hải trong phòng họp tôi muốn quay lưng ra ngoài ngay lập tức có lẽ ngọc thái đang chứng minh cho tôi thấy anh ta không muốn bỏ mối quan hệ yêu đương với tôi và đây là động thái thiết thực đầu tiên mà ngọc thái chứng minh cho tôi thấy trong mối quan hệ yêu đương của tôi và anh ta thì anh ta mới có quyền quyết định tôi nghe loáng thoáng các đồng nghiệp của tôi buông lời cảm thán khi nhìn thấy vị trưởng phòng mới ồ oh, sếp của chúng ta trẻ quá sếp mới đẹp trai phết nhở không biết sếp mới có khó tính không nhỉ nếu là trước đây anh ta chưa gây ra lỗi lầm gì với tôi Chắc hẳn nghe đồng nghiệp của tôi khen Anh ta thế này á à, Thì tôi vui lắm đấy Nhưng hiện tại bao trùm tôi Là một cảm giác vô cùng sợ hãi Đã thế tôi còn bị mấy đồng nghiệp nam Đẩy lên ngồi ghế gần Ngọc Thái Với lý do ưu tiên nhân viên nữ duy nhất Được ngồi gần sếp mới Họ đâu biết giữa tôi và Ngọc Thái Có mối quan hệ thế nào Tôi còn cầu mong tránh anh ta càng xa càng tốt Vừa ngồi xuống ghế Ngọc Thái liền cọ đùi gối của anh ta vào đùi gối của tôi thay cho lời chào hỏi anh hải đứng dậy chỉ tay vào ngọc thái nói giới thiệu với mọi người đây là trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta anh hải vừa dứt lời thì ngọc thái đứng dậy nói chào mọi người tôi tên là lê ngọc thái rất vui được làm quen với mọi người tôi hy vọng rằng trong thời gian tới mọi người sẽ cùng tôi cố gắng bán hàng vượt chỉ tiêu của công ty đề ra mà trước mắt là mục tiêu của tháng tiếp theo đó là mục tiêu của quý và mục tiêu của năm ngọc thái vừa dứt lời tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng chỉ có mình tôi duy nhất là không thấy biểu hiện bất thường của tôi anh hải hỏi giang em có ý kiến gì về trưởng phòng kinh doanh của chúng ta à dạ không có nói rồi tôi khó khăn nâng hai tay mình lên vỗ lúc này chỉ còn tiếng vỗ tay của một mình tôi khiến đồng nghiệp cười rộ lên có ai có ý kiến gì không không ai lên tiếng anh hải lại nói tiếp nếu không ai có ý kiến thì Tất cả mọi người đi làm việc đi Đến giờ mở cửa rồi đấy Cũng may hôm nay là một ngày đẹp trời Khách tới showroom coi xe rất đông Khiến Ngọc Thái không có cơ hội tiếp cận Bữa trưa Chúng tôi cũng chia ca ăn trưa vội vã Rồi lại vào làm Buổi chiều tan làm Anh Hải thông báo tới nhà hàng Để liên hoan chào đón trưởng phòng kinh doanh mới Nhà hàng hải sản này cách showroom chúng tôi 5 cây số Ai cũng có xe riêng Hoặc là ô tô Hoặc là xe máy để di chuyển tới đó chỉ có mình tôi là không có xe Anh Hải biết tôi thường đi làm bằng xe buýt Nên nói với tôi Giang không có xe Để anh trở đi khỏi mất công đón taxi Ngọc Thái chẳng cần giữ ý giữ tứ gì cả Đi tới bên cạnh ôm lấy eo tôi Rồi nói với anh Hải Cảm ơn anh Giang là bạn gái của em Để em ấy đi với em ạ Nghe Ngọc Thái nói kết hợp với hành động thân mật của anh ta với tôi Anh Hải tỏ vẻ thẳng thốt Vài giây sau Anh mới gật đầu nói với chúng tôi ừ chúng ta tới đó thôi lúc anh hải lên xe tôi liền đẩy ngọc thái đang ôm eo của mình ra anh đừng có nhận bừa bạn gái của anh trai anh là bạn gái của mình như thế chứ anh đi một mình đi tôi tự đón taxi đi được dứt lời tôi đi về phía chiếc taxi đậu cách sô đô một đoạn tôi không thể xin đi nhờ xe ô tô của anh hải khi mà ngọc thái đã nói như vậy với anh mà xin đi nhờ xe máy với những người khác thì không có mũ bảo hiểm vì vậy tôi chỉ còn cách này để tới nhà hàng. 3 2 1. Tôi nghe giọng của Ngọc Thái vang lên sau lưng. Dứt lời, anh ta bất thình lình đi tới, bế bổng tôi lên rồi đi về phía xe của anh ta, đã mở cửa bên ghế phụ sẵn, rồi nhét tôi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả đồng nghiệp. Quả thật tôi không thể xem thường lời cảnh báo của Ngọc Thái. Anh ta đang từng bước một chứng minh cho tôi thấy anh ta mới là người quyết định trong mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Tôi như người gỗ ngồi trong xe của anh ta, vì lúc này tôi hiểu rằng tôi có phản kháng anh ta cũng vô ích. Tôi tin rằng anh ta có thể làm ra những việc khiến tôi mất mặt hơn nữa trước mọi người, chứ không phải chỉ có vậy. Mọi người nhìn vào chúng tôi sẽ nghĩ ngay tới trường hợp chúng tôi yêu nhau và đang giận nhau. Tới nhà hàng, anh ta thể hiện mình là một người yêu lý tưởng, chăm sóc tôi rất tận tình sau màn tuyên bố lý do diễn ra bữa tiệc và màn chúc tụng vị trưởng phòng kinh doanh mới anh hải bỗng dưng nói tới chủ mà tất cả mọi người đang rất quan tâm thái cũng nhanh tay ghê vừa đi du học về liền cơ đổ hoa khôi của showroom chúng ta rồi đấy ngọc thái nhìn tôi cười nói bọn em yêu nhau được hơn 4 năm rồi nghe ngọc thái nói tất cả mọi người đều há miệng ngạc nhiên còn tôi rừng dưng như người câm điếc không có phản ứng gì mặc anh ta muốn diễn thế nào thì diễn Ai nấy đều bày tỏ sự hâm mộ với mối quan hệ yêu xa của chúng tôi trong nhiều năm như vậy. Tôi rõ rõ thái độ của tôi trước Ngọc Thái. Anh ta lấy gì cho tôi tôi cũng không ăn. Tôi thà nhịn đói còn hơn. Anh đồng nghiệp thân cận thấy biểu hiện của tôi như vậy liền buông lời trêu ghẹo. Chắc sếp làm gì để giang giận rồi. Các anh lớn tuổi hơn em ai có kinh nghiệm gì dỗ bạn gái nhanh hết thì mách em với. Lát nữa gặp riêng anh chỉ giáo cho mặc mọi người cười nói vui vẻ tôi vẫn một mình một tâm trạng lúc ra về ngọc thái cũng chưa buông tha anh ta chở tôi đến một quán bar khá lớn chúng ta vào thôi tôi không chịu xuống xe mà vẫn ngồi im tôi không vào đó đâu hoặc là anh chở tôi về rồi quay lại đây hoặc là tôi tự đón xe về em vào với anh một tí thôi đám bạn anh đang tụ tập trong đó anh muốn giới thiệu em với chúng nó trước đây anh nói tôi là món quà vô giá thượng đế ban tặng riêng cho anh. Anh không muốn cho ai biết đến tôi cơ mà. Bây giờ tôi đã là bạn gái của anh trai anh thì anh phải dành vinh dự đó cho anh trai anh mới đúng chứ. Ngọc Thái không đôi cò với tôi nữa mà mở cửa xuống xe. Sau đó anh ta vòng qua ghế phủ, mở cửa rồi khom người mở dây an toàn cho tôi. Em có hai sự lựa chọn hoặc là tự đi hoặc là anh bế em vào. Tôi ném cho anh ta ánh mắt chán ghét rồi tự động xuống xe thay cho câu trả lời của mình. Tôi phải tự đối mặt với Ngọc Thái, chứ không thể một tí là gọi Đại Dương nhờ anh giải cứu được. Bởi ban đêm thường là thời gian anh ta phải đi làm. Tôi học và làm việc ở Hà Nội tính ra cũng được hơn 5 năm, nhưng chưa từng tới quán bar. Vì thế mà khi bước vào trong bar, tôi không thích ứng kịp với ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc nơi đây, nên tôi khép nép theo sau Ngọc Thái anh ta dẫn tôi tới bàn ở sát quầy rượu, có rất đông bạn của anh ta ngồi ở đó, và điểm chung của mấy người là trong tay người đàn ông đều ôm một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm. Bảo nhìn thấy tôi liền buông cô gái ăn mặc mát mẻ trong tay anh ta ra, sau đó đứng dậy, đi về tôi rồi giơ hai tay trước mặt, ý muốn ôm chào hỏi. "Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ngọc Thái ôm eo tôi né sang một bên, tránh xa bảo, kèm theo ánh mắt cảnh cáo. Sau đó anh ta ôm tôi, đứng trước mặt mọi người nói lớn, "Giới thiệu với bọn mày, đây là Giang, bạn gái của tao." "Cái gì?" Ngọc Thái vừa dứt lời thì bảo hét lên với giọng không thể tin, những người còn lại thì vỗ tay chúc mừng. Ngọc Thái vừa siết chặt eo của tôi, vừa ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ, "Em lại nói với anh em không quen thằng bảo bạn của anh đi." Tôi nhận ra bảo chính là tên thiếu gia đã chốt một lúc ba chiếc siêu xe tại showroom Đại Dương mà không thèm coi xe không thèm biết giá hôm tôi cùng bố mẹ đi mua xe và đó cũng là lần duy nhất tôi gặp bảo ngọc thái đang hiểu lầm tôi nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích với anh ta vì anh ta với tôi hiện tại chẳng là gì của nhau cả có chăng chỉ là mối quan hệ yêu đương mà tự bản thân anh ta sắp đặt ngọc thái kéo tôi cùng ngồi xuống ghế trống sau đó lấy một ly rượu trên bàn đưa cho tôi em uống với tụi anh đi tôi nhìn ngọc thái lắc đầu nhìn thấy rượu tôi lại nhớ tới buổi tối hôm tôi và quỳnh chi với phương thanh đi nhậu rồi bị rượu say khiến mới nảy ra tình huống tôi gọi đại dương phục vụ hiện tại đi cùng ngọc thái mà tôi uống cái thứ nước này nữa không biết hậu quả sẽ ra gì nể mặt mấy bạn anh ở đây em uống chút đi tôi dứt khoát không cầm ly rượu trên tay ngọc thái anh ta không còn cách nào khác là nâng ly lên uống với mấy người bạn của mình ngọc thái và bạn của anh ta uống được một lúc thì kéo nhau ra sàn nhảy em muốn ra đó nhảy không không tôi không muốn biến mình thành người ngoài hành tinh vì trên người tôi còn mặc nguyên bộ đồng phục đi làm tôi cũng chẳng cần phải làm những việc không cần thiết để giữ thể diện cho ngọc thái anh ta cũng không bỏ tôi lại một mình mà ngồi lại với tôi tôi thấy vậy liền nói muộn rồi hay anh để tôi tự đón xe về nhà tắm rửa mai còn đi làm em ngồi đây đợi anh đi vệ sinh rồi quay lại đưa em về ngọc thái vừa đi không lâu thì vang lên giọng nói của bảo làm tôi giật mình thái nó dám để em ngồi lại đây một mình mà không sợ bị bắt cóc à nói rồi bảo ngồi xuống bên cạnh tôi nói tiếp hôm qua anh tới nhận xe mà không có em ở showroom tôi khách sáo trả lời vâng hôm qua em mệt bảo ghé sát vào tai tôi nói em được lắm cùng một lúc yêu cả anh dương và thái à giật mình khi nghe bảo tố giác tôi yêu một lúc hai anh em đại dương và ngọc thái tôi chưa kịp hỏi sao bảo biết lại nghe bảo tiếp tục nói anh hiểu hai người họ tại sao lại yêu em như vậy chính anh cũng bị sắc đẹp của anh đánh gục hôm qua anh còn mang cả họ nhà anh tới showroom với dự định sẽ tỏ tình với em đó cũng may hôm đó tôi không để lại phương thức liên lạc cho showroom nếu không hôm qua họ gọi tôi tới đó để tiến hành lễ trao xe cho bảo Tôi nghĩ sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa Bất ngờ là suy nghĩ của Bảo Cũng trùng với suy nghĩ của tôi Cũng may em bị bệnh Nếu không anh bị em từ chối cũng muối mặt rồi Tôi chỉ vào cô gái ăn mặc mát mẻ Đang nhảy quay cuồng trên sàn nhảy rồi nói Cô gái kia không phải là bạn gái của anh à Bảo ghé sát vào tai tôi nói Mấy cô gái đó chỉ thích hợp để chơi thôi Còn yêu thì không Bảo vừa dứt lời liền bị Ngọc Thái nắm cổ áo kéo dậy quát mày dám tiếp cận ve vãn bạn, bạn gái của tao à tôi tới gỡ tay của ngọc thái ra khỏi người bảo rồi nói anh đừng nói bừa nhanh đưa tôi về đi ngọc thái quay sang nhìn tôi chất vấn chính miệng em nói không quen bảo mà anh vừa đi một cái liền hú hí chim chuột với nó là thế nào em lại còn trách anh nói bừa tôi quen bảo là tình cờ gặp tại showroom đại dương tôi cũng đâu biết bảo chính là bạn gái của ngọc thái vì vậy lúc anh ta hỏi tôi có biết bảo bạn anh ta không tôi mới nói không biết nhưng hiện tại tôi cũng chẳng cần phải dài dòng giải thích với ngọc thái làm gì tôi không sợ mà kênh mặt lên với anh ta đúng tôi là loại người như anh nghĩ đấy anh là gì với tôi mà anh có quyền chất vấn bị tôi bật lại ngọc thái càng nổi điên anh ta áp sát tôi khiến tôi ngã ngửa ra bàn làm ly rượu đổ vỡ tùm lum rượu cũng thấm vào da thịt khiến tôi cảm giác lạnh buốt anh ta còn khóa chặt hai bàn tay tôi xuống mặt bàn khiến tôi không thể gượng dậy sau đó anh ta nghiến răng nghiến lợi nhả vào mặt tôi từng chữ anh nhắc lại với em lần cuối em là người yêu và là vợ tương lai của anh vì vậy em hãy tránh xa tất cả đàn ông ra cho anh dứt lời ngọc thái còn áp môi anh ta xuống môi tôi hôn bảo cố gắng kéo ngọc thái ra khỏi người tôi nhưng không được sự rằng co qua lại của hai người đàn ông khiến người tôi ma sát với mặt bàn Tôi cảm nhận được mảnh vỡ của ly Xuyên qua lớp vải áo Đâm vào da thịt ở sau lưng tôi Sự đau đớn thể xác Kết hợp với những ức chế tinh thần Mà Ngọc Thái ngang ngược mang lại Khiến cho tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa Nhưng hiện tại Ngọc Thái đang nổi điên Sức của anh ta đến bảo còn không địch nổi Thì phận liễu yếu đảo tơ như tôi Làm sao để thoát khỏi sự khống chế của anh ta Một ý nghĩ đen tối trong đầu tôi chợt vụt qua đầu Tôi vừa cắn vào môi anh ta thật mạnh vừa nâng gối thúc mạnh vào vị trí giữa đùi của Ngọc Thái bị tôi cắn lại thêm một lực lớn tác động vào vị trí nhạy cảm khiến Ngọc Thái lập tức buông tôi ra rồi ôm lấy của quý của mình tiếng vỗ tay hú hét vang lên át cả tiếng nhạc lớn giây phút bảo kéo tôi đứng thẳng người dậy nhìn thấy mọi người tập trung vây quanh tôi mất hồn cảnh tượng lúc này không khác gì một trận thi đấu boxing ở đó tôi và Ngọc Thái là võ sĩ bảo là trọng tài còn bọn họ là khán giả Tôi cũng không quên cúi đầu Xem như gửi lời cảm ơn họ đã cổ vũ Điều này vô tình khiến tóc tôi xóa xuống Che đi gương mặt của mình Nếu ai đó có quay video lại Cũng khó nhận ra Nhân vật chính là tôi Còn Ngọc Thái lúc này vẫn khom người Ôm chặt vị trí giữa hai đùi của mình Môi anh ta đã đổ máu Gương mặt của anh ta méo mó một cách khó coi Ánh mắt oán trách Xe lẫn không thể tin của anh ta Cũng đang bắn về phía tôi Tôi đã từng nói với Ngọc Thái Hãy để chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau, vì dù sao thời gian chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm, không phải là ít, nhưng việc anh ta làm lại là cố chấp, áp đặt suy nghĩ lên tôi, ngang ngược điều khiển tôi, cố tình xâm phạm vào cuộc sống riêng tư, thì xin lỗi, bà đây cũng không cần cái gọi là hoài niệm là ấn tượng tốt về nhau nữa. Còn Ngọc Thái lúc này vẫn khom người, ôm chặt vị trí giữa hai đùi của mình, môi anh ta đã đổ máu gương mặt méo mó một cách khó coi ánh mắt oán trách xen lẫn không thể tin cũng đang bắn về phía tôi tôi đã từng nói với ngọc thái hãy để chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau vì dù sao thời gian chúng tôi yêu nhau hơn bốn năm không phải là ít nhưng việc anh ta làm lại là cố chấp áp đặt suy nghĩ lên tôi ngang ngược điều khiển tôi cố tình xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi thì xin lỗi bà đây cũng không cần cái gọi là hoài niệm là ấn tượng tốt về nhau nữa nếu ngọc thái ngang ngược tuyên bố với tôi trong mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta anh ta mới là người quyết định đồng nghĩa với lời nói chia tay của tôi với anh ta là vô giá trị thì hành động vừa rồi của tôi đã ngầm tuyên bố cho anh ta biết tôi không phải là loại người anh ta muốn thế nào thì muốn muốn làm gì thì làm hành động của tôi với ngọc thái cũng trực tiếp trả lời cho câu hỏi của tôi với bảo tôi là hạng người gì lực lượng bảo vệ của ba cũng nhanh chóng có mặt lúc bọn họ tiến sát tôi thì bị bảo quát lớn dọn dẹp đi không được đụng vào cô ấy vâng thưa cậu chủ sau đó bảo quay sang nhìn tôi rồi quan tâm hỏi em có sao không tôi lắc đầu em không sao sau đó tôi hắt cằm về phía ngọc thái anh quan tâm bạn thân của anh đi kìa nói rồi tôi xoay người ra về bảo nói với tôi để anh đưa em về tôi liền từ chối không cần em tự đón xe về được bảo nghe tôi nói cũng không đi theo tôi nữa mà ở lại với Ngọc Thái. Tôi đi được vài bước thì nghe giọng Ngọc Thái gào thét sau lưng. Em đứng lại đó cho anh. Tôi chẳng điên mà nghe lời anh ta. Bảo vệ hộ tống tôi ra khỏi ba an toàn mà chẳng thèm quan tâm tới bộ phận sinh sản của anh ta có bị tôi làm cho ảnh hưởng hay không. Tôi đón taxi về tới căn hộ đã gần 12 giờ đêm. Sau khi mở cửa vào trong, tôi gọi cửa phòng Quỳnh Chi và Phương Thanh nhờ hai đứa chúng nó dậy xử lý vết thương cho tôi nhìn thấy tôi hai đứa nó thốt lên cùng một câu nhìn mày á tao tưởng ma chính xác như hai đứa chúng nó nói trông tôi không khác gì ma mặt mũi tái nhợt tóc tai bù xù vừa cởi áo khoác ngoài ra hai đứa chúng nó lại hét lên một lần nữa máu kìa tôi đáp lại nhẹ tênh ờ máu tao bị thương mới gọi bọn mày dậy nếu không để bọn mày ngủ chứ gọi dậy làm gì Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vết máu ở phần lưng ra rồi ngồi xuống ghế sofa. Hai đứa mày xem có mảnh thủy tinh nào không gấp ra dùng tao. Quỳnh Chi lên tiếng trước. Mày bảo hôm nay đi liên hoan ra mắt xếp mới cơ mà. Sao lại thương tích đầy mình thế này? Hay mày uống rượu vào rồi gây sự với ai à? Phương Thành tiếp lời Quỳnh Chi. Tao không đụng tới một giọt rượu bia rượu nào cả. Xếp của tao chính là tên Thái dúi kia đấy nghe tôi nói quỳnh chi và phương thanh đã hiểu phần nào vấn đề hai đứa vừa xem xét vết thương cho tôi vừa thở dài mày kể lại sự tình bọn tao nghe đi tôi kể lại sự việc diễn ra giữa tôi và ngọc thái lúc tôi kể đến đoạn tôi tẩn vào chân giữa của ngọc thái hai đứa chúng nó phá lên cười tao ủng hộ mày mặc dù chỉ có một vết thương khá sâu nhưng vết thương nằm ngay sau lưng tôi không thể tự chăm sóc phương thanh nói hay mai mày đi bác sĩ mày lại vết thương này đi cho lành nhanh. Ngày hôm sau, nghe lời Phương Thanh nói, tôi xin nghỉ làm đi tới bác sĩ thăm khám vết thương. Bác sĩ nói vết thương không nặng lắm, nên không cần may vá gì, chỉ cần uống thuốc kết hợp với vệ sinh sạch sẽ là được. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Đại Dương đứng trước cửa căn hộ chúng tôi thuê. Anh ta mặc bộ quần áo vest màu đen, giày da đen, áo sơ mi trắng bên trong, lại thêm một chiếc cà vạt màu đỏ đen nhìn anh ta đẹp trai đến vô thực và cũng như bao lần sự xuất hiện của anh ta lại làm tim tôi đập loạn lên tôi cố nén loại cảm xúc đặt không đúng chỗ này sang một bên rồi hỏi đại dương sao anh lại đứng đây đại dương nở nụ cười đẹp ám ảnh đến từng giấc ngủ của tôi đáp lại anh tới showroom chỗ em thì biết em nghỉ làm anh muốn tới thăm xem em có bị làm sao không gõ cửa mãi không thấy trả lời anh định gọi cho em thì em về rồi dứt lời đại dương giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên làm bằng chứng chuẩn bị gọi cho tôi trước đó biết được tin ngọc dương không đi làm cho showroom đại dương của anh mà đi làm tại showroom x đại dương đã đích thân tới showroom x nói chuyện với anh hải về em trai của mình đến đây anh tình cờ biết được hạ giang hôm nay nghỉ làm qua lời mấy đồng nghiệp của cô vì vậy anh tới căn hộ tìm đại dương nhìn vào túi xanh tôi đang cầm trên tay quan tâm hỏi em đi đâu về à à em đi mua chút đồ về nấu ăn thôi em cũng biết nấu ăn à sợ đại dương lấy cớ vào xin bữa ăn tôi giờ chiếc túi sách đang cầm trên tay nói đuổi khách không biết em chỉ nấu mì gói thôi anh cũng thấy rồi đấy em không sao anh có thể về được rồi đại dương nhanh tay giật lấy túi sách tôi cầm trên tay mở ra xem thấy trong đó có bông gòn thuốc khử trùng và cả thuốc kháng sinh món mì gói mà em nói đây à Tôi luống cuống lấy đại một lý do À cái này em mua giúp chi Nó bị đau chân Đại Dương đứng tránh sang một bên để tôi mở cửa Anh muốn vào hỏi thăm chi một tiếng rồi đi Tim tôi nhảy vọt lên Khi nghe Đại Dương đòi vào nhà Mỗi lần ở bên anh ta Tình cảm đơn phương của tôi Dành cho anh ta lại sâu đậm thêm một chút Tôi biết điều đó là không nên Nhưng lý trí của tôi không thể điều khiển được trái tim Biết thế tôi nói quỳnh chi bị đau ở mông hay ngực cho anh ta khỏi muốn vô hỏi thăm cho rồi tôi vội xua tay không cần đâu để em gửi lời hỏi thăm tới nó giúp anh là được rồi đến đây rồi mà phải nhờ em gửi lời hỏi thăm còn ra gì nữa đại dương đã nói đến vậy thì tôi cũng chỉ còn cách bất đắc sĩ mở cửa cho anh ta đi vào cùng để hợp thức hóa lý do tôi vừa nói với đại dương tôi cũng tới gõ cửa phòng của quỳnh chi như thật tôi còn cố ý đứng gõ cửa một lúc hồi lâu Tôi quay lại để lấp liếm lý do với Đại Dương thì chạm phải vòng ngực to lớn của anh. Đại Dương đang chống hai tay lên cửa áp sát tôi. "Giờ thì cho em cho anh biết, em bị làm sao được chưa?" Vì Đại Dương áp sát nên tôi cố lùi ra sau, vết thương sau lưng của tôi chạm mạnh vào cửa, khiến tôi buột miệng rít lên một tiếng. Đại Dương xoay lưng tôi lại, rồi thản nhiên kéo tà váy của tôi lên, lo lắng hỏi, "Em bị thương ở lưng à, để anh xem." tôi cúi xuống giữ chặt tà váy của mình không cho đại dương kéo lên vết thương ở lưng khiến tôi không thể mặc áo ngực lúc tôi đi khám bác sĩ tôi chỉ mặc một chiếc váy rộng thùng thình cho khỏi cà và vết thương rồi khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng may bác sĩ thăm khám cho tôi là nữ giờ để đại dương kéo váy của tôi lên khác nào tôi khỏa thân cho anh ta xem vì vậy tôi nhất quyết không để cho anh ta đạt được ý nguyện anh nên nhớ chúng ta chỉ là đang đóng giả người yêu thôi đấy đóng giả thì anh mới xin em coi nếu thật thì anh đè em ra coi chứ cần gì xin trước lý sự cùn của đại dương tôi thú nhận em bị thương nhẹ ở lưng không vấn đề gì cả chưa thấy anh chưa tin thấy tôi vẫn chưa chịu buông tay đại dương lại nói tiếp em sợ anh xem rồi làm gì em à anh tiếp khách cả đêm làm gì còn sức nữa mà làm gì em đại dương không hề giấu giếm chuyện nghề nghiệp của mình tôi thầm nghĩ tại sao đại dương không nhường cho cái tên em trai ngọc thái của anh ta một phần thật thà nhỉ thấy đại dương quyết tâm nâng tà váy lên để xem vết thương cho tôi tôi quát anh từ từ thôi làm gì mà cứ như muốn hiếp con người ta vậy đại dương bị tôi quát vội buông tay khỏi vạt váy của tôi rồi giơ tay lên làm động tác đầu hàng tình trạng người anh em của anh bây giờ em có cởi hết đứng trước mặt anh nó cũng không dậy nổi đâu cũng không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp tôi tôi đã có cảm giác rất tin tưởng ở đại dương rồi vì vậy nghe anh ta thề tôi cũng không ngại cởi áo khoác ra rồi vén váy lên cho anh ta xem vết thương giây phút nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà bị dài rác các vết thương còn có một vết thương khá sâu ở giữa lưng của hạ giang đại dương có cảm giác như đang bị ai đó dùng dao rạch trực tiếp vào da thịt của mình anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh trong mắt cô lại là trong một thân phận của trai bao nhiều lần anh muốn nói cho hạ giang biết mình không phải là trai bao để đường đường chính chính theo đuổi cô nhưng đắn đo mãi cuối cùng anh lại thôi anh sợ vết thương của người cũ để lại trong tim cô chưa lành nếu anh bước vào không đúng lúc cô khó có thể chấp nhận khiến anh mất đi cơ hội nếu điều đó xảy ra anh không tưởng tượng nổi mình sẽ phải đối mặt thế nào anh dự định ngày giao xe cho bố mẹ của hạ giang hai người có điều kiện bên nhau thêm nữa anh biết bố mẹ của cô cũng có cảm tình với anh nên anh sẽ nhân cơ hội này cho hạ giang biết về sự thật con người anh đồng thời anh sẽ tỏ tình luôn với cô nhưng đợi đến lúc giao xe anh lại phải đối mặt với nỗi nhớ cô khó lòng giả xiết trong thân phận trai bao anh muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút cũng khó vì vậy anh chỉ có thể dõi theo cô từ phía sau hiện tại người con gái anh yêu bị thương nhìn vết thương chỉ tập trung ở vùng lưng anh cũng đoán được một phần nguyên nhân anh cảm thấy mình là thằng đàn ông vô dụng khi không biết người mình yêu vì sao bị thương anh cảm thấy mình thật hèn nhát khi không bảo vệ được cô đại dương rất muốn nói gì đó với hạ giang nhưng những lời anh muốn thốt ra cứ nghẹn ở cổ họng anh muốn ôm cô nhưng lại sợ không đủ tư cách. Cô và anh chỉ là đang đóng giả người yêu của nhau. Nếu làm như vậy, cô có cho là anh cũng như người cũ lợi dụng cô không? Anh xem xong chưa? Không nghe Đại Dương trả lời, tôi quay người lại nhìn anh ta, thấy anh ta đứng bất động một chỗ tôi sợ tái mặt. Có khi nào anh ta là người mắc căn bệnh sợ máu không? Hồi học trung cấp 3 với tôi, có một bạn mắc căn bệnh này, cứ thấy máu là ngất xỉu nếu đại dương mà ngất xỉu trong phòng của tôi thì làm thế nào nghĩ tới đây tôi hốt hoảng lấy tay chạm nhẹ vào người đại dương thăm dò miệng thì lắp ba lắp bắp anh anh có bị làm sao không cho anh ôm em một gái nhé dứt lời không đợi sự đồng ý của tôi đại dương kéo tôi vào lòng anh ta ôm thật chặt tôi không biết đại dương đang gặp phải vấn đề gì mà muốn ôm tôi nhưng anh ta đâu biết cái ôm này tôi còn mong đợi hơn cả anh ta đại dương khiến tôi có cảm giác như bị điện giật máu trong người cũng chạy loạn lên và một ý nghĩ đáng nguyền rủa đang hiện lên trong người tôi đó là tôi rất muốn đại dương làm gì đó với mình mặc dù biết đại dương là trai bao nhưng giây phút này tôi biết con tim tôi đã hoàn toàn bị anh ta chinh phục rồi sợ để đại dương ôm tôi một lúc nữa tôi sẽ không chịu được mà làm chuyện xấu với anh ta vì vậy tôi đẩy anh ta ra Mượn chủ đề về nghề nghiệp của Đại Dương Để nói chuyện Nhằm thức tình con tim mình không được xa đà vào người đàn ông này Hồi tối anh lại bị khách quỷ tiền hay sao Mà buồn như vậy Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói không phải Hoặc đúng như vậy Không ngờ Đại Dương lại quan tâm tới tình trạng của tôi Ai làm em bị thương Anh quan tâm đến em đấy à Đại Dương nghiêm mặt Cao giọng nhắc lại câu hỏi với tôi một lần nữa Anh hỏi ai làm em bị thương ánh mắt lời nói biểu hiện của đại dương khi thấy tôi bị thương có phải anh ta đang đau lòng vì tôi không có phải anh ta cũng đã rung động với tôi không tuyệt đối không được tôi yêu anh ta thì được nhưng anh ta không được phép yêu tôi tôi yêu đại dương nhưng tôi đặt một bức tường cao ngăn giữa tôi và anh ta rằng anh ta là trai bao hơn nữa anh ta cũng không có tình cảm với tôi để ngăn không cho tôi tiến xa hơn nhưng nếu biết được đại dương cũng yêu tôi thì tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không là gì cả tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không đủ cao để cản trở thấy tôi không trả lời đại dương tiếp tục ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi phả vào tai tôi lời nói khiến con tim nhảy vọt lên xin lỗi đã to tiếng với em đại anh lo lắng cho em quá người gây ra những vết thương này cho tôi không ai khác là em trai của anh nếu nói sự thật sẽ gây mất hỏa khí giữa hai anh em họ tôi hoàn toàn không muốn đại dương biết quan hệ giữa tôi và ngọc thái vì chỉ một thời gian ngắn nữa mối quan hệ tạm bỡ này của chúng tôi cũng sẽ kết thúc vì vậy tôi lấy đại một lý do em tự ngã không ai làm em bị thương cả không biết đại dương có tin lời của tôi nói không nhưng nét mặt anh ta vẫn đượm buồn anh ta không nói đến chủ đề này nữa mà buông tôi ra vào giường nằm anh bôi thuốc cho thấy tôi còn đứng nguyên ở đó đại dương lại nói bị thương ở vị trí này mà để lại sẹo thì mặc đồ tắm xấu lắm đó nghe đến từ để lại sẹo tôi như một chú cún ngoan ngoãn đi vào giường nằm xuống cũng không quên lột phăng chiếc váy ném sang một bên sẵn sàng cho đại dương bôi thuốc mà không ho he tiếng nào mặc dù đang bị đau nhưng khi cánh tay của đại dương chạm vào da thịt cả người tôi quắn quéo lại cảm giác đau ở đâu không thấy thay vào đó là một cảm giác kích thích khó chịu không tả nổi cố dặn lòng đại dương chỉ là đang bôi thuốc nhưng vẫn không áp chế được cảm giác của tôi lúc này có lẽ đại dương cảm nhận được sự khác thường nên quan tâm hỏi anh làm em đau à tôi chỉ có thể lắc đầu thấy cả người em tự nhiên đỏ hết cả lên anh tưởng anh mạnh tay làm em đau càng sợ tôi đau động tác của đại dương càng nhẹ nhàng điều đó làm máu nóng trong người sôi lên sùng sục tôi không thể chịu đựng được nữa liền lên tiếng giọng nói phát ra cũng khàn đặc anh làm nhanh nhanh tay lên đại dương lúc này cũng đâu khá hơn hạ giang nhìn tấm thân ngọc ngà của người con gái mình yêu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trên người thì làm sao mà kìm lòng nổi nơi nào đó trên cơ thể cũng nhanh chóng thức giấc cọ vào vài quần khó chịu muốn chết nhưng hạ giang đang bị đau anh cũng vừa lấy lý do phục vụ khách không còn sức làm gì cô thì mới được cô tin tưởng cho. Vì vậy lúc này, anh chỉ có thể kìm nén bản thân. Và hậu quả của việc kìm nén này khiến máu mũi chảy thành dòng xuống cả ga giường của cô. Đại Dương lấy vội ít bông gòn chặn mũi của mình lại. Một tay giữ bông gòn để máu không chảy xuống. Một tay thu gom thuốc để gọn lên bảng trang điểm ở đầu giường. Sau đó anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất. Em nằm đây một lát cho khô thuốc. Anh ra ngoài phòng khách. Ra tới phòng khách, Đại Dương thực hiện một cuộc gọi, sau đó vọt vào nhà vệ sinh chung của căn hộ, xả nước lạnh để hạ hỏa trên người mình xuống. Đại Dương vừa đi ra ngoài, trong tôi bỗng bao trùm một cảm giác hụt hẫng khó tả. Không lẽ như lời anh ta nói, cởi hết trước mặt cũng không có cảm giác gì, vì ban đêm anh ta phục vụ khách đủ mệt rồi. Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết thở dài. Một lúc sau, nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp, tôi nghĩ có thể Đại Dương nằm ngoài sofa ngủ quên, hoặc là anh ta đi ra ngoài rồi nên không mở cửa. Phòng tôi không bao giờ có khách buổi trưa. Quỳnh Chi và Phương Thanh cũng ăn cơm tại công ty. Vậy thì ai là người gọi cửa? Tôi ngồi dậy, mặc đồ để ra ngoài, nhưng đập vào mắt tôi là vệt máu đỏ tươi còn mới nguyên trên ga giường trắng tinh. Tôi nghĩ là máu từ vết thương của mình mang lại, liền đi tới trước gương lớn trong phòng soi. Nhưng tất cả vết thương trên lưng đều đã khô hết, vết máu này không thể là của tôi mà là của đại dương anh ta cũng bị thương hay anh ta chịu đựng cơn thèm muốn tôi tới mức chảy máu mũi gạt qua những câu hỏi vần vơ nhanh chóng mặc lại váy và áo khoác vào để ra ngoài xem ai gọi cửa ra ngoài phòng khách không thấy dại dương đâu tôi nghĩ là anh ta đã về rồi tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa xem ai đứng bên ngoài nhìn thấy đúng là gương mặt của ngọc thái tôi suýt nữa thì tăng sông Hôm qua định phản công lại đòn cho anh ta đau như vậy Không lẽ anh ta còn chưa từ bỏ ý định Nhìn thấy trên môi Ngọc Thái Vẫn còn dấu răng bị tôi cắn Có lẽ anh ta nghĩ Tôi đang ở nhà nên vẫn liên tiếp bấm chuông Hiện tại chỉ có một mình Nếu mở cửa thì xác định xong đời với anh ta Vì vậy tiếng mặc tiếng chuông cửa kêu Như muốn đoạt mạng Tôi vẫn làm ngơ Tôi đứng tựa lưng vào cửa Hai tay ôm ngực để chấn an nỗi sợ hãi của mình Ngọc Thái xin làm cùng sâu rung với tôi để gây sức ép, buộc tôi phải duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta. Thậm chí tối qua, tôi đã cho anh ta biết rõ quan điểm của mình đối với anh ta như thế. Vậy mà trưa nay, vẫn vác cái mặt tới căn hộ để tìm. Điều đó chứng tỏ anh ta sẽ không bao giờ buông tha tôi. Nếu cứ dồn ép tôi hết lần này tới lần khác như vậy, tôi cũng không còn đường sống tại đất Hà Nội nữa. Tôi chỉ có thể về Hải Phòng, mới thoát khỏi sự truy đuổi của hạ anh ta một năm về trước vì tình yêu với ngọc thái mà tôi quyết định ở lại hà nội làm việc và một năm sau vì chạy trốn tình yêu của anh ta tôi buộc phải buông bỏ hà nội để về quê hải phòng nếu anh ta không chịu buông bỏ thì tôi chỉ còn cách đó nghĩ tới đây hai hàng nước mắt lăn dài buộc phải nghỉ công việc mình yêu thích phải ra rời hai đứa bạn thân và hơn hết quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với đại dương dù chỉ là mối quan hệ yêu đương giả nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn nó kết thúc định bụng nếu ngọc thái còn tiếp tục khủng bố bấm chuông nữa tôi sẽ gọi cho bảo vệ của tòa nhà lên giúp đỡ không ngờ vừa nghĩ tới chuyện này thì ngọc thái cũng ngừng bấm chuông tiếng chuông cửa vừa dứt tôi liền nghe đại dương gọi em ơi giọng trầm ấm chính gốc của đại dương gọi khiến tôi lập tức quên bắng đi nỗi sợ hãi ngọc thái em ơi một tiếng gọi nữa của đại dương cất lên tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy đại dương đang trần như nhộng đi ra từ phòng vệ sinh chung đầu óc cả người anh ta ướt ruột ánh mắt của tôi dán chặt lên cơ thể đẹp như tạc của đại dương tôi cũng lập tức rơi vào tình trạng miệng đắng lưỡi khô không nói nên lời đại dương thấy tôi nhìn anh ta không chớp mắt thì oán trách em đứng đấy tại sao anh gọi em không trả lời anh muốn nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm thấy tôi không trả lời đại dương tự động đi vào phòng tôi một lúc sau anh ta quay ra với chiếc khăn tắm trên tay tôi cứ đứng đó hô hấp loạn cho tới khi đại dương mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt tôi oán trách em bị làm sao mà đứng như tượng phật thế lúc này tôi mới hoàn hồn bối rối không dám đối mặt với đại dương anh anh vừa làm gì đấy anh tắm rửa một lát cho mát anh nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm mà em không nghe anh nói à anh hành xử như trốn không người không thể mặc quần áo mà đi nhông nhông trong phòng không sợ người khác nhìn thấy à trong nhà cũng chỉ có một mình em làm gì có ai khác ở đây trên người anh cũng còn thứ gì mà em chưa nhìn thấy nữa đâu mà ngại câu nói của đại dương khiến tôi nhớ tới một đêm cuồng nhiệt giữa tôi và anh lần đầu gặp vốn dĩ nhìn thấy cơ thể của anh ta máu trong người tôi đã chạy loạn rồi giờ lại thêm câu nói này càng khiến cả người sôi sục mặt mũi cũng đỏ như mặt trời Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện Đều làm ra những chuyện gây dấu ấn mạnh Trong tim tôi như vậy Thử hỏi làm thế nào để quên đi anh ta đây Sao em cứ đứng đó vậy Tôi giật mình hoàn hồn Ngọc Thái đang đứng bên ngoài Chỉ cách chúng tôi một cánh cửa Tôi sợ đại dương mở cửa ra xem Nên gượng cười Vừa nãy em không thấy anh Em nghĩ anh về rồi nên em ra ngoài xem thử Dứt lời Tôi đi về phía ghế sofa Như để chứng minh cho điều tôi vừa thấy Đại Dương cũng theo tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh về phải nói với em một tiếng chứ. Lúc anh tắm có nghe tiếng chuông cửa, nhân viên ship đồ ăn tới à? Ờ không, họ nhầm nhà. Nếu là bình thường tôi sẽ nói với Đại Dương, vết thương anh cũng đã xem rồi, anh cũng đã tắm rồi, giờ anh có thể về đi. Nhưng hiện tại tôi lại sợ anh ta ra về, ngộ nhỡ Ngọc Thái đang còn đứng bên ngoài cửa. Anh ăn được mì gói không? Em nấu cho anh ăn luôn đại dương chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên khiến tôi giật bắn người mặt mũi cũng lập tức tái mét em làm gì mà sợ như vậy để anh ra mở cửa thấy đại dương đứng dậy tôi vươn tay kéo lại đừng mở ánh mắt hoài nghi của đại dương nhìn tôi em yên tâm có anh ở đây nói rồi đại dương đi ra mở cửa tôi nghĩ nếu ngọc thái quay lại thì tôi không ngại bật lại anh ta dù cho Đại Dương có biết sự thật đi chăng nữa Nhưng một lúc sau Đại Dương quay lại với túi sách nặng trên tay Mà không có Ngọc Thái Hồi nãy anh gọi đồ ăn chưa Giờ họ mới ship tới đây Tôi đưa tay lên vuốt ngực May mắn Ngọc Thái đã đi rồi Đại Dương tự bày biện thức ăn ra đĩa Em ngồi đấy đợi anh một lát Tôi ngồi ngắm nhìn Đại Dương tất bật chân tay Rồi thầm ước Anh ta không phải là trai bao thì tốt biết mấy Xong rồi em ơi Lại ăn thôi Dạ vâng tôi đứng dậy rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đối diện với đại dương nhớ ra chuyện gì tôi liền hỏi hồi nãy em thấy có vết máu trên ga giường của em anh bị thương chỗ nào à không anh sơ ý làm đổ thuốc sát khuẩn bôi vi đồn đó đại dương tưởng tôi là một đứa con nít đến mức không thể phân biệt đâu là thuốc đâu là máu nhưng anh ta không bị thương là tôi vui rồi đại dương gọi cơm gà ở một nhà hàng rất nổi tiếng anh cũng không quên gọi thêm một phần cổ cánh vì biết tôi rất thích ăn vừa ăn đại dương vừa cười vừa nói tuần sau đến ngày giao xe cho bố mẹ em rồi anh hồi hộp thật đấy gia đình em ngoài bố mẹ của em còn ai khác không để anh chuẩn bị tinh thần anh từng đến hải phòng nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đi với tư cách là tới nhà bạn gái đấy tôi đang ăn ngon miệng nghe đại dương nói thức ăn cứ nghẹn ở cổ họng không thể nuốt xuống tôi dự định ăn uống xong tôi sẽ nói với đại dương chúng tôi kết thúc giao dịch đóng giả người yêu của nhau lúc trước tôi muốn ở lại hà nội làm việc tôi sợ nói chia tay thì sợ bố mẹ tôi sẽ bắt tôi về hải phòng nhưng hiện tại tôi đã quyết định về hải phòng thì chẳng còn lý do gì để chúng tôi duy trì mối quan hệ tạm thời này nữa thấy đại dương vui vẻ nói về chủ đề này như vậy tim tôi cũng thấy đau nhói suốt bữa ăn cũng chỉ có một mình đại dương độc thoại ăn uống xong tôi lấy hết can đảm nói với đại dương đã đến lúc chúng ta dừng chờ anh một chút anh có điện thoại Đại Dương đứng dậy đi chỗ khác nghe máy Một lúc sau anh ta tỏ vẻ gấp gáp Rồi nói với tôi Anh phải đi có một chút việc Tối anh quay lại bôi thuốc cho em Rồi nói tiếp Không cần, nếu anh bận em nói qua điện thoại cũng được Đại Dương không đôi co với tôi mà đi ngay Lúc ra tới cửa Anh ta bất ngờ quay lại hôn chụt một cái lên môi tôi Khiến tôi đứng hình Lúc tôi phản ứng lại Thì anh ta đã đi rồi Để lại mình tôi với tâm trạng dối bời Tôi chưa thoát ra được cảm xúc nụ hôn Đại Dương mang đến Lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa Tôi còn nghĩ Đại Dương bỏ quên gì đó Nhưng không phải Người gọi cửa là Ngọc Thái Tiếng chuông cửa liên tục gấp rút hơn lần trước Không những vậy Anh ta còn gõ cửa dầm dầm Kèm theo lời nói tức giận Anh biết em đang ở nhà Nhanh ra mở cửa cho anh Tôi vào phòng đóng chặt cửa Nhưng tiếng chuông cửa vẫn văng vẳng bên tai Chưa bao giờ tôi ghét và sợ hãi tiếng chuông cửa như lúc này Bị tra tấn một hồi lâu Tôi mới nhớ đến việc ngắt chung cửa Và gọi bảo vệ tòa nhà lên can thiệp Một lúc sau thì không còn nghe tiếng chuông nữa Thời gian còn lại buổi chiều Tôi vừa thu gom hành lý Vừa sợ hãi Ngọc Thái có thể quay lại bất cứ lúc nào Những món đồ bà Mỹ Lệ mua tặng Tôi vẫn còn giữ nguyên Chưa hề lấy ra xem Vì xác định một ngày không xa Tôi sẽ phải trả lại nó Tôi sẽ gọn chúng vào trong một thùng giấy lớn Lúc Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về tôi thông báo hai chúng nó bây giờ tôi về hải phòng hai đứa chúng nó bị bất ngờ chỉ còn biết ôm tôi khóc sau khi thu dọn xong tôi chỉ vào thùng đồ được đóng gói kỹ càng mai kia hai đứa mày cho shipper mang đồ đến trả cho mẹ anh dương giúp tao tao có ghi rõ tên người nhận và địa chỉ rồi với cả cho tao gửi lời chào tạm biệt đến anh hào với anh đại bản thân hai đứa chúng nó hiểu nếu tôi ở lại ngọc thái cũng sẽ không buông tha cho tôi vì vậy mặc dù không muốn xa tôi nhưng hai đứa hoàn toàn ủng hộ quyết định này hai đứa nó nhìn thấy tôi bị ngọc thái truy tới cùng như vậy chúng nó cũng đau xót mày nói với ông dương chưa tôi lắc đầu lát nữa lên xe tao gọi sợ rằng nếu tôi gọi trước khi lên xe đại dương nói gì đó sẽ khiến tôi mềm lòng mà ở lại điều đó sẽ khiến tôi rơi vào một hố sâu không lối thoát cứ cho là tôi ở lại vì đại dương vì đại dương cũng yêu tôi nhưng ngọc thái liệu có buông tha không liệu tôi có vượt qua được bức tường rào đại dương là trai bao mà ở bên anh ta không thay vì phải trả lời mấy câu hỏi gây đau nãi ông đó tôi quyết định đón luôn xe taxi về mà không kịp ăn tối phương thanh vừa sụt sùi vừa nói với tôi mày không thể ăn với bọn tao bữa cuối cùng được à tôi nước mắt ngắn nước mắt dài đáp lại tao sợ lát nữa thái quay lại lại làm ra chuyện liên lụy tới chúng mày Giờ tao cũng không có tâm trạng để mà ăn Quỳnh Chi khóc tới mức nấc nghẹn Mày cũng ác thật đó Nói về quê là về luôn Không báo trước với bọn tao một tiếng Để bọn tao chuẩn bị tinh thần Tôi cứ nghĩ sau khi bị phản kháng mạnh mẽ như vậy Ngọc Thái sẽ không tìm đến tôi nữa Không ngờ anh ta vẫn quyết không buông tha Hôm nay không gặp được tôi Chắc chắn ngày mai anh ta sẽ nghĩ ra biển khác khác Mà tôi làm chung công ty Lại còn dưới quyền anh ta Thì làm sao mà trốn tránh mãi được chính điều đó mới khiến tôi quyết định về quê đột ngột như vậy ở cùng với nhau gần một năm trời chúng tôi yêu quý và hiểu nhau như chị em ruột giờ tôi nói một tiếng về là về luôn khiến chúng nó rơi vào hụt hẫng tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất nhưng vẫn không kìm được hai hàng nước mắt chảy xuống dịp lễ tết chúng mày được nghỉ thì xuống hải phòng thăm tao lúc xe taxi rời đi nhìn quỳnh chi và phương thanh ôm nhau khóc qua gương chiếu hậu Tôi cũng không kìm được nữa mà khóc hỏa lên Tạm biệt Hà Nội Tạm biệt những con đường hàng quán quen thuộc Tạm biệt những người bạn mà tôi quý mến Và tạm biệt Người tôi yêu không biết bao giờ mới gặp lại Xe taxi chạy trên đường cao tốc Thuộc địa phận đất Hải Phòng Tôi mới dám lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đại Dương Đầu dây bên kia Nhanh chóng vang lên tiếng nhạc khá lớn Kèm theo đó là giọng nói của Đại Dương Alo, anh nghe Nghe giọng nói trầm ấm của Đại Dương Tôi lại nghẹn ngào không nói nên lời Không nghe tôi đáp Anh lại tiếp tục nói Xin lỗi em Hồi chiều anh nói xong việc sẽ tới chỗ em Nhưng lại có việc đột xuất Nên lát nữa mới tới được Em đừng giận anh nhé Tôi nghĩ có lẽ do Đại Dương Đang đi tới các bar Hoặc vũ trường để tìm kiếm khách Vì tôi nghe nhạc mạnh rất giống quán ba hôm qua Ngọc Thái dẫn tôi vào Tôi sợ làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của anh ta nên tôi nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc của mình nói Anh ra ngoài cho em 5 phút Để nghe em nói chuyện này được không Chưa đến một phút sau Tôi không còn nghe tiếng nhạc nữa Thay vào đó là giọng nói gây mê của Đại Dương Em nói đi Anh nghe Tôi hít một hơi thật sâu lấy đà Em muốn nói với anh Thỏa thuận chúng ta đóng giả người yêu của nhau kết thúc từ hôm nay Hôm sau anh cũng không cần xin quản lý showroom Để theo họ đi giao xe cho bố mẹ đâu Em sẽ lựa lời nói với bố mẹ em chúng ta chia tay nhau còn anh chịu trách nhiệm nói với bố mẹ anh sao em lại muốn kết thúc đột ngột như vậy chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày giao xe cho bố mẹ em rồi cơ mà tôi không ngại nói sự thật cho đại dương biết trước đây em sợ nếu nói chia tay với anh bố mẹ sẽ lo cho em họ sẽ nghĩ em yêu đương lăng nhăng rồi bắt về hải phòng còn giờ em quyết định về hải phòng rồi nên chúng ta không cần tiếp tục đóng giả nữa cái gì em vừa nói cái gì Giọng của Đại Dương hét lớn lên trong điện thoại Khiến tôi phải dơ điện thoại ra xa Em quyết định nghỉ làm ở Hà Nội Về Hải Phòng rồi Em cúp máy đi Anh tới chỗ em Chúng ta nói chuyện trực tiếp Anh không cần tới chỗ em nữa đâu Còn chỗ tiền phòng khách sạn em nợ anh Ngày 10 tháng sau tới ngày phát lương Em sẽ nói anh Hải chuyển khoản qua luôn cho anh Em nhẩm tính số tiền lương của em nhận được trong tháng này Cũng xích xoát với số tiền em nợ anh Nên anh đừng lo em quỵt mất nhé không nghe Đại Dương đáp lại Tôi nói tiếp Vậy nhá, em cúp máy đây Lúc tôi định cúp máy lại Thì nghe giọng nói gấp gáp xen lẫn hoang mang của Đại Dương vang lên ở đầu dây bên kia Khoan đã, mẹ anh bị bệnh tim Nên anh không thể nói cho bố mẹ anh biết Chúng ta chia tay đâu Em không thương anh, không thương mẹ anh hay sao Anh thực sự đã Tôi vội vàng cúp máy Không dám nghe Đại Dương nói tiếp Tôi sợ càng nghe anh nói Con tim của tôi càng mềm yếu rồi lại quyết định sai lầm cho xe taxi quay lại hà nội cũng nên tôi nhanh tay soạn một tin nhắn để gửi qua số điện thoại của đại dương nhưng vì nước mắt cứ làm nhòe đi con chữ nên xe tài chạy về tới nhà tôi mới soạn xong được một tin nhắn anh nhớ nói bác uống thuốc trước khi anh nói chuyện của chúng ta nhé đồ của bác mua cho em cũng đóng thùng để chi và thanh gửi lại cho bác dùm em tạm biệt anh em đã về tới nhà rồi trước đó lúc đại dương vừa ăn trưa cùng hạ giang xong thì nhận được điện thoại của thanh gọi về showroom có đối tác quan trọng muốn gặp gặp đối tác xong đại dương tới thẳng ba của bảo để nhờ bảo chút việc tình cờ cũng có ngọc thái ở đây bảo và ngọc thái đang ngồi ở quầy rượu bảo nhường cho đại dương ngồi ở ghế giữa mình và ngọc thái rồi nói phục vụ rót cho đại dương một ly rượu mời anh uống với bọn em ạ à. đại dương cũng không nề hà bưng ly rượu lên cùng đi uống cạn. Còn Ngọc Thái từ lúc Đại Dương đi vào, anh không thèm chào hỏi anh trai mình một tiếng, cũng từ chối cụm ly với Đại Dương. Thấy Ngọc Thái hành xử lạ, Đại Dương hỏi, em có chuyện gì mà lại uống nhiều rượu như vậy? Ngọc Thái không thèm đáp lại, cũng không thèm liếc mắt qua nhìn Đại Dương một cái, mà tiếp tục rót ly rượu khác rồi bưng lên uống cạn. Đại Dương thấy thái độ vô lễ của em trai mình thì nóng mặt quát. Đây là văn hóa em học được trong 4 năm, em đi du học ở trời tây đó à ngọc thái vẫn bơ lời đại dương nói mà không đáp lại đại dương bực mình quát lớn em có tin anh đánh cho em một trận không lúc này ngọc thái mới quay qua nhìn đại dương cười nhếch mép tin chứ anh trai của em thì chuyện quái gì mà chẳng làm được nghe em trai ăn nói sắc sược đại dương quay sang nắm cổ áo ngọc thái thì bị bảo cản lại anh dương đừng để ý tới nó anh tới gặp em có chuyện gì không đại dương là mẫu người đàn ông hiếm có ở trong nhà anh là người con ngoan ngoãn ra xã hội anh là một người hiểu biết nhạy cảm trong kinh doanh nắm bắt được xu thế của thời đại và giao tiếp rất giỏi bởi vậy còn trẻ tuổi mà đã là một doanh nhân tự thân thành đạt đối với ngọc thái đại dương luôn là người anh mẫu mực và cưng chiều em trai ngọc thái cũng vậy chưa từng hỗn láo trước mặt anh bao giờ vì vậy thái độ của ngọc thái đối với anh hiện tại khiến anh rất sốc nếu là anh đang ở nhà Chắc chắn Đại Dương đã đánh cho em trai của mình một trận rồi Anh cố kiểm nén bản thân Gạt chuyện của Ngọc Thái sang một bên Đi thẳng vào vấn đề với Bảo Em biết Giang là bạn gái của anh rồi Đúng không Bảo liếc mắt nhìn Ngọc Thái đầy cảnh giác Dạ biết Anh muốn nhờ em cho một vệ sĩ giỏi Đi theo để bảo vệ cô ấy Hôm nay anh nhìn thấy vết thương ở khắp lưng Cô ấy nói bị ngã Nhưng anh biết vết thương bị ngã Không thể gây ra ở mình vùng lưng như thế được anh nghĩ có ai đó đã gây ra cho cô ấy anh cũng thấy tâm trạng của cô ấy có gì đó không ổn anh lo lắng có người đứng đằng sau lưng cô ấy làm ra những việc này nghe đại dương nói bảo chỉ biết đưa tay lên đỡ chán người mà gây ra vết thương thể xác và tinh thần đó cho hạ giang không phải là em trai của anh hay sao mà anh phải thuê vệ sĩ theo bảo vệ bảo nhìn qua ngọc thái định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của đại dương vang lên cắt ngang đại dương chỉ vào điện thoại nói với bảo chờ anh chút anh ra ngoài nghe điện thoại của giang đã nhé ngọc thái đang khó chịu với phản ứng của hạ giang với mình tối hôm trước sáng hôm sau cô lại nghỉ làm buổi trưa anh tới căn hộ để tìm nhưng cô đã không chịu gặp đã thế anh còn thấy anh trai mình đi ra từ căn hộ còn anh gọi thì cô không mở cửa thậm chí còn gọi cho bảo vệ của tòa nhà lên can thiệp đuổi anh đi hiện tại anh còn tận mắt thấy đại dương được hạ giang quan tâm gọi điện tới tại sao anh trai của cô lại có hết tình yêu và sự quan tâm từ hạ giang mà không phải là anh anh thực lòng yêu hạ giang việc anh ngủ bên người khác chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý anh cứ nghĩ ở xa như vậy hạ giang sẽ không bao giờ biết được việc xấu anh làm không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ mà anh đã mất đi tình yêu của cô dành cho mình chính vì vậy lúc đại dương ra ngoài nghe điện thoại trở lại ngọc thái cướp lời của bảo nói với đại dương em chính là người làm cô ấy bị thương đấy Đại Dương không thể tin vào tai mình khi nhận cuộc điện thoại của Hạ Giang thông báo kết thúc giao dịch đóng giả người yêu với anh. Không những thế, cô còn quyết định nghỉ làm ở Hà Nội để về Hải Phòng. Giờ anh lại nghe em trai của mình nói chính anh ta là người làm Hạ Giang bị thương khiến anh nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thính giác nên hỏi lại Ngọc Thái. Em vừa nói cái gì? Ngọc Thái đặt ly rượu xuống ướn ngược lên ra vẻ thách thức Đại Dương. Em nói Chính em là người làm hạ giang bị thương về mặt thể xác và lo lắng về mặt tinh thần như anh đang thấy đấy." Đại Dương không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy nắm cổ áo Ngọc Thái, kéo anh ta ra khỏi ghế. "Em về nhà nói chuyện đàng hoàng cho anh." Ngọc Thái hất mạnh tay của Đại Dương ra, sau đó áp sát Đại Dương rồi nói, "Anh cướp người em yêu hơn 4 năm, anh lại còn muốn nói chuyện đàng hoàng? Bản thân anh đã đàng hoàng chưa?" Lượng tin tức mà Ngọc Thái vừa nói giống như một trái bom dội lên đầu đại dương khiến đầu óc anh choáng váng trước đây mỗi lần bố mẹ anh hỏi chuyện anh và ngọc thái đã có người yêu chưa ngọc thái luôn miệng nói có rồi còn khoe cô ấy rất xinh không những thế ngọc thái còn tự tin nói nếu anh không lo cưới vợ thì ngọc thái đi du học về sẽ cưới trước anh chỉ không ngờ người đó lại là hạ giang sâu chuỗi lại thì ngay ngày đầu tiên anh dẫn hạ giang về nhà anh đã thấy em trai của mình có biểu hiện gì đó rất khác Lần anh tới nhà Hạ Giang buổi tối Cũng gặp Ngọc Thái đến đó Buổi trưa hôm trước Ngọc Thái còn đưa Hạ Giang ra tận ngoại thành ăn Và mấu chốt là Ngọc Thái không chịu đi làm Tại showroom bán xe hơi của anh Mà xin tới làm cùng Hạ Giang Tại showroom X Khiến hai anh em có một trận cãi vã trước đó Hiện tại khách tới quán bar bắt đầu đông dần Ánh mắt tò mò của mọi người Cũng hướng về phía Ngọc Thái và Đại Dương Đang so kè loáng thoáng còn có người chỉ trỏ vào người ngọc thái nói có phải anh kia hôm qua cưỡng hôn chị gái bị chị ấy tẩn vào chân giữa không nhỉ đúng là anh chàng tối qua bị đánh cho hỏng chân giữa rồi hôm nay còn ở đây gây sự với ai nữa kìa càng nghe mọi người nói đại dương càng khó chịu không để cho ngọc thái phản kháng anh trực tiếp nắm cổ ngọc thái ra khỏi quán bar đại dương chở ngọc thái về nhà sau đó kéo ngọc thái lên phòng của mình suốt chặng đường đi miệng ngọc thái cứ lải nhà lải nhải không ngớt cũng may ông ngọc hải và bà mỹ lệ không nhìn thấy vừa vào phòng đại dương nắm cổ áo ngọc thái ép anh ta vào cánh cửa ánh mắt đục ngầu của anh nhìn ngọc thái hỏi em đã làm gì khiến giang bị thương như vậy hả cô ấy là người yêu của em em làm gì là quyền của em anh có quyền gì mà chất vấn chẳng qua anh chỉ là thằng đàn ông đều cáng đi chen chân vào mối quan hệ giữa em và cô ấy mà thôi một cái tát như trời giáng vào mặt Ngọc Thái, ngay sau đó, khóe miệng của anh ta rịn ra một dòng máu đỏ tươi. Anh không nghĩ em trai của mình lại là một thằng đàn ông tồi tệ, có thể ra tay với cả phụ nữ, lại là người mà chính miệng Ngọc Thái nói yêu thương hơn 4 năm như vậy. Ngọc Thái lấy tay lau máu trên khóe miệng rồi nói: "Em nói không đúng sao, nếu không có anh xuất hiện thì cô ấy vẫn là của em. Em nói yêu giang hơn 4 năm trời, tại sao lại phản bội cô ấy?" Ngược lại, nếu đặt trường hợp em bị Giang cắm rừng như thế, em có chấp nhận nổi không? Em tỉnh táo lại, phân tích cho anh, nếu là em, em có muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương khi bị người yêu của mình cắm rừng không? Ngọc Thái nghe Đại Dương nói bỗng hét lớn, nhưng em không cam tâm nhìn người em yêu hạnh phúc bên người khác, mà người đó lại chính là anh trai của mình được. Anh có hiểu tâm trạng của em không? Em là đàn ông, em làm được thì phải chịu được. Nếu biết mình không làm được thì đừng làm. Em chưa từng nghe người ta nói câu có không giữ mất đường tìm mà. Anh cảnh cáo em, nếu em còn đụng tới một sợi lông của cô ấy nữa, thì anh cũng không ngại chúng ta là anh em ruột. Để mà xử em đâu đấy. Nói dứt lời, đại dương liền buông ngọc thái ra, khiến anh ta như kẻ mất xương sống, trượt theo cánh cửa, ngồi xuống giàn nhà, bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Đại dương rất yêu quý và nuông chiều em trai của mình. Ngay từ nhỏ, nếu có đồ ăn hay đồ chơi, anh đều nhường cho em mình phần hơn, cho tới khi cả hai lớn lên cũng vậy. Điển hình là Ngọc Thái vừa đi du học về, Đại Dương liền tặng cho anh một chiếc siêu xe có giá gần 10 tỷ. Nhưng đó là chuyện tình cảm của anh em, chuyện tình cảm riêng tư thì khác. Mặc dù anh không chắc Hạ Giang có yêu anh hay không, nhưng tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô, kể cả người đó là em trai của mình, nên anh không ngại buông lời cảnh cáo Ngọc Thái. Ngọc Thái yêu hạ Giang như vậy hơn 4 năm yêu xa anh lo được lo mất không dám giới thiệu cô cho bạn bè của mình kể cả gia đình vì anh sợ khi mình không ở bên cạnh sẽ bị bạn bè hoặc anh trai của mình cướp mất cô hơn 4 năm yêu anh vẫn giữ sự trong trắng cho hạ Giang không phải anh không muốn quan hệ với cô mà anh nghĩ đó là một cách để anh kiểm nghiệm cô có một lòng một dạ với anh hay không Nếu anh làm mất đi cái mảng bảo vệ của cô thì anh không còn cách nào để kiểm chứng sự chung thủy của cô vì dù có ham muốn thế nào anh cũng nín nhịn chỉ có điều anh không ngờ sắp tới ngày đoàn tụ của hai người lại bị hạ giang bắt gặp chuyện anh ăn ngủ với cô gái khác tận trời tây anh biết mình có lỗi với cô nhưng anh không thể chấp nhận sự thật mất đi cô còn về phía đại dương anh không ngờ người mà phản bội mối tình hơn bốn năm của hạ giang lại chính là ngọc thái em trai mình anh thầm cảm ơn Hôm sinh nhật anh, cô đã lựa chọn chính anh phục vụ cô, chứ không phải ai khác, dù anh có bị cô mặc định nghĩ anh là trai bao đi chăng nữa. Có lẽ vì Hạ Giang nghĩ anh là trai bao, mối quan hệ của hai người chỉ là tạm thời nên cô không cho anh biết Ngọc Thái chính là người đã phản bội. Hôm nay cũng vậy, cô thà chịu đựng đau về thể xác và tổn hại về tinh thần, cũng không nói cho anh biết Ngọc Thái chính là người gây ra chuyện đó, vì cô sợ mất hòa khí giữa hai anh em. Người con gái nhận hết những thua thiệt về mình mà không màng tới bản thân khiến anh thực sự xúc động tim anh bỗng nhói lên như bị vật sắc nhọn nào đó đâm trúng vừa lúc nãy anh nhận được tin nhắn của hạ giang gửi tới trong tin nhắn cô nhắc nhở anh khi nói chuyện của anh và cô cho bố mẹ anh biết nhớ nhắc nhở mẹ anh uống thuốc trước lần tới căn hộ của hạ giang có mặt cả ngọc thái cô đã đưa ra đề nghị hai người ngừng đóng giả người yêu của nhau nhưng anh không muốn vì vậy anh mới nói xạo mẹ anh bị bệnh tim ra để kéo dài thời gian. Không ngờ cô lại nghĩ đó là thật và chấp nhận kéo dài mối quan hệ yêu đương giả với anh cho tới khi em trai của anh uy hiếp cô không chịu được nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn cẩn thận dặn anh nói mẹ uống thuốc trợ tim rồi mới nói chuyện của hai người. Đọc đến hàng chữ cô đã về tới nhà tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Căn phòng ngủ rộng lớn lúc này có hai người đàn ông một ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa một ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào thành giường với tâm trạng chẳng khác nhau là mấy. Biểu hiện của hai thằng con trai trong nhà những ngày gần đây khác thường, không phải ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhận ra. Một hôm sau khi ăn tối xong, ông Ngọc Hải nói, hai đứa ra ngoài phòng khách nói chuyện. Ông Ngọc Hải nói với Đại Dương, con nói trước đi, hai đứa xảy ra xích mích gì đúng không? Sao bố lại hỏi như vậy? Anh em con không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì mà hai đứa không nhìn mặt nhau không nói chuyện với nhau là thế nào đại dương nhìn sang ngọc thái mặt như đưa đám ngồi bên cạnh nói con đang buồn chuyện giang về quê còn em con chắc buồn vì công việc thôi bố mẹ cũng đừng lo lắng quá như vậy bà mỹ lệ nghe đại dương nói hạ giang về quê thì quan tâm hỏi sao con bé lại về quê ngọc thái nghe nhắc đến hạ giang liền đứng dậy con mệt quá con muốn về phòng nghỉ ngơi ạ à bà mỹ lệ đang quan tâm chuyện của hạ giang cũng không để ý tới biểu hiện của ngọc thái đại dương lấy đại một lý do nói gia đình em ấy có việc gấp nên em ấy về mà không kịp qua chào bố mẹ thật ra anh không muốn cho bố mẹ anh biết chuyện hạ giang về quê là để trốn tránh ngọc thái anh lại càng không muốn bố mẹ biết mối quan hệ của hai người chỉ là đóng giả và hai người đã chính thức kết thúc anh hy vọng ngày giao xe sắp tới anh có cơ hội nói ra sự thật mình có tình cảm với cô và lúc đó mọi người trong gia đình anh cũng không hề biết chuyện trước đây anh và hạ giang chỉ là đóng giả nếu không phải ngọc thái là em trai của anh thì khả năng hạ giang chấp nhận tình cảm của anh sẽ cao hơn nhưng sự thật luôn phũ phàng người gieo cho hạ giang đau khổ và nỗi sợ hãi lại chính là em trai của anh nên anh lo lắng cô khó mở lòng đón nhận tình cảm của anh bởi vậy mấy ngày nay đại dương luôn sống trong tình trạng thấp thòm lo được lo mất. Hai người bạn thân Thanh và Dũng cũng nhận ra sự bất thường của Đại Dương. Ngày mai, hai thằng tao đi với mày, chứ để một mày đi bọn tao không yên tâm chút nào. Thành tiếp lời, đúng đấy, mày mà hỏng việc thì bọn tao cũng đi chầu Diêm Vương sớm, chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Ai mà chịu được mày suốt ngày cứ như bị ma nhập, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nóng lúc lạnh, công việc thì bỏ bê. Tới ngày giao xe, đích thân Thanh và Dũng hộ tống Đại Dương đi Hải Phòng, mỗi người một mục đích nhưng tâm trạng của ba người đàn ông đều hồi hộp như nhau thành cười nói sao cảm giác của tao giống như lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ thế nhỉ dũng nói lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu tao á tao còn không hồi hộp bằng đi với mày ấy vì dù sao bọn tao cũng đã yêu nhau rồi chuyện của mày á tao thấy cứ phiêu phiêu thế nào ấy nhưng cho dù thế nào mày tuyệt đối không được bỏ cuộc Hai thằng tao cùng lắm thì bao việc cho mày một tháng Để mày ở lại Hải Phòng đánh du kích Thành lại nói Chẳng phải ngày trước Chính mày là người đã hiến cho tao kế sách đẹp trai Không bằng trai mặt Để cưới được vợ đẹp đó sao Giờ đến lượt mày phát huy nó đi chứ Ông bà ta nói Mưa dầm thấm lâu Nếu hôm nay không được thì ngày mai tiếp tục tới Bọn tao sẽ bao tiền mày thuê khách sạn Ở Hải Phòng Đến chừng nào Giang đồng ý thì thôi Càng nghe Dũng và Thanh nói Đại Dương càng hồi hộp tới toát mồ hôi hột. Nhà Hạ Giang nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất và nhộn nhịp nhất thành phố Hải Phòng. Mặt bằng phía trước nhà cô làm cửa hàng buôn bán đồ cổ. Có vẻ như bố mẹ Hạ Giang đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi lễ nhận xe, nên khi Đại Dương, Thành Dũng và tài xế xe container chuyên dụng chở chiếc xe S450 tới nơi, đã thấy để sẵn một bàn đặt lễ vật cúng xe trước quán còn có cả vị sư đứng ở đó đợi cúng xe thái độ của bố mẹ hạ giang khi nhìn thấy đại dương hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên anh gặp tại showroom đại dương đại dương vốn dĩ đang căng thẳng nhìn thấy thái độ của hai người họ càng căng thẳng hơn cháu cháu chào hai bác dũng và thanh cũng rón rén nối tiếp đại dương chào hỏi chào hai bác bố của hạ giang làm mặt nghiêm vâng chào các anh Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp May quá, các anh tới vừa kịp giờ đẹp Đại Dương hiểu ý Nhanh chóng làm thủ tục bàn giao xe Để sư thầy thực hiện lễ cúng xe Lúc Đại Dương tặng hoa Hay lúc uống rượu xâm banh chúc mừng bố mẹ Hạ Giang Thì bố mẹ Hạ Giang cũng không hề nở nụ cười Xong việc Bố của Hạ Giang chẳng cần ý tứ Mà buông lời đuổi khách Cảm ơn các anh đã nhiệt tình ship xe tới tận nhà cho chúng tôi Chúc các anh quay lại thành phố Thượng Lộ Bình An Đại Dương rất muốn mở miệng nói gì đó Nhưng thấy thái độ dứt khoát của bố Hạ Giang Buộc anh phải đáp lại Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ Dũng và Thanh đứng sau lưng Thúc vào người Đại Dương thật mạnh Khiến anh ấp úng lên một lần nữa Xin, xin hỏi hai bác Giang có nhà không ạ Bố của Hạ Giang Nghe Đại Dương nhắc đến tên con gái Thì lập tức nổi sùng lên Một tay ông chống hông Một tay ông chỉ vào mặt Đại Dương rồi quát anh còn dám mở miệng hỏi con gái tôi. Tôi chưa hỏi tội anh đã làm gì khiến nó phải bỏ Hà Nội về đây. Anh đã làm gì khiến nó từ một con bé vô tư nhanh nhẹn thành một đứa điên chẳng ra điên, dại chẳng ra dại. Suốt ngày cứ ngẩn ngơ như đứa mất hồn. Đến vào ngủ mơ, nó cũng ám ảnh gọi tên anh suốt thế hả? Nghe bố của Hạ Giang quát mắng, Đại Dương quên mất việc ông đang tức giận với mình mà nở một nụ cười hạnh phúc. Hạ Giang vì Ngọc Thái mà bỏ về Hải Phòng. Nhưng cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày Chẳng phải cũng như anh sao Anh cũng nhớ cô như điên như dại tới mức Không làm được việc gì ra hồn Khiến cho Dũng và Thanh cũng phải lo lắng cho anh đó thôi Mặc dù chuyến đi này Mục đích của Đại Dương sẽ tỏ tình với Hạ Giang Nhưng trong anh vẫn đầy lo lắng Anh yêu cô như vậy Nhưng không biết cô có chút tình cảm nào với anh không Lời bố của Hạ Giang vừa nói đến Cả nằm mơ Hạ Giang Cũng gọi tên anh thì anh chắc chắn một điều cô cũng yêu anh hạnh phúc đến quá bất ngờ đại dương quên mất mình đứng trước bố của Hạ Giang đang rất tức giận lại còn mỉm cười nụ cười của đại dương không khác nào cú tát vào mặt bố của Hạ Giang khiến ông đang tức giận càng thêm nổi điên ông không nói không rằng mà đùng đùng đi vào trong nhà Dũng và Thanh thấy biểu hiện của đại dương chỉ còn biết lắc đầu tao cũng đến ạ à mày đấy còn không nhanh chạy đứng đó để lĩnh đòn à thành tiếp lời dũng sau đó cùng dũng chạy như bay ra xe để tránh cơn thịnh nộ của bố hạ giang sắp tới mẹ hạ giang thấy tình hình không ổn nói với đại dương vừa đẩy anh ra ngoài thôi cháu nhanh về đi đừng để đến lúc bác trai quay lại là to chuyện đấy bác cũng không muốn chuyện trở nên ồn ào hàng xóm nhìn vào họ lại cười cho đại dương quyết định không chịu đi anh nói với mẹ hạ giang bác ơi cháu nhớ giang quá Bác giúp cháu cho cháu gặp Giang một lát rồi cháu đi ngay được không? Mẹ của Hạ Giang nhìn vào trong nhà, đáp lại lời đại dương. Bác chỉ sợ cháu còn đứng đây, thì lát nữa có muốn đi cũng cứ đi không nổi. Mẹ của Hạ Giang vừa dứt lời, thì bố của Hạ Giang cầm cây trồi quét nhà trên tay, đi tới chỗ bà và đại dương đang đứng. Bà tránh ra, để thằng đốn mặt này cho tôi xử lý. Nó làm cho con gái chúng ta sống vật vờ như cái xác không hồn mấy ngày nay. Giờ nó lại còn dám cười vào cả mặt tôi nữa Để tôi xem Nó còn cười được đến khi nào Gửi tin nhắn cho Đại Dương xong Thì xe taxi cũng chạy tới nhà tôi Tôi chỉnh lại cảm xúc Rồi xuống xe Nhìn thấy tôi, bố mẹ và em trai của tôi rất vui Mẹ nhìn tôi trách móc Con về nhà chơi Sao không báo cho bố mẹ lấy một tiếng Tôi vừa trải qua một trận bão lòng Trên xe taxi Nên mắt vẫn còn đỏ hoe Tôi cố gắng chấn tĩnh để đáp lại lời mẹ con muốn cho bố mẹ với em con một bất ngờ Em trai của tôi ngó nghiêng vào trong xe rồi hỏi Anh rể em đâu? Tôi lảng tránh câu hỏi của em trai tôi bằng cách Chỉ đóng đồ chất như núi của tôi vào vali, túi sách Nào thùng xốp rồi nói Làm gì có anh rể nào? Nhanh mang đồ lên phòng cho chị Bố tôi nhìn đống đồ rồi hỏi Con về chơi mấy ngày Mà mang theo nhiều đồ về thế hả Con nhớ bố mẹ và em Nên con về ở nhà luôn ạ còn cậu dương kia thế nào bọn con chia tay rồi bố mẹ thấy tôi có vẻ mệt mỏi cũng không truy hỏi nữa những ngày sau đó tôi nhớ đại dương như điên dại suốt ngày mở hình của anh mà tôi chụp hôm ghé vườn hồng ra xem nhưng tất cả chỉ là hình ảnh không thể vơi đi nỗi nhớ tôi muốn được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của đại dương chứ không phải chỉ nhìn qua hình ảnh đại dương cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi tới mức tôi ăn không ngon ngủ không yên rồi lâm bệnh mấy ngày gần đây tôi sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê luôn miệng gọi tên đại dương khiến bố mẹ và em trai của tôi rất lo lắng bố mẹ tôi nghĩ do tôi chia tay với đại dương nên tôi mới thành ra như vậy hai người hết lời động viên nhưng tình trạng càng tồi tệ hơn tôi thậm chí những ngày gần đây còn không ra khỏi phòng mình theo kế hoạch hôm nay nhận xe xong bố mẹ chúng tôi sẽ mời anh em bạn bè thân thiết tới dự tiệc rửa xe, dự kiến khoảng 20 bàn. Nhưng do tình trạng của tôi nên bố mẹ hủy hết chỉ là một mâm lễ để cúng xe. Tôi không quan tâm tới chuyện nhận xe mới của bố mẹ, bởi vì tôi và Đại Dương chia tay thì chắc chắn anh không đóng giả nhân viên bán hàng để đi theo họ giao xe nữa. Mà không có anh, tôi cũng chẳng màng tới chuyện gì khác. Cho tới khi tôi đang nằm trên phòng, ở tầng 2, thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Tôi nghĩ có chuyện sâu sát giữa bố với khách hàng tới mua đồ cổ. Nhưng khi xuống dưới thì nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tin nổi. Bố đang cầm chổi quét nhà trong tay, vừa phang vào người đại dương, vừa mắng chửi. Đại dương thì đứng im chịu trận không hề né tránh. Còn mẹ đứng bên cạnh vừa kéo bố ra, vừa van xin dừng tay. Tôi chạy tới ôm lấy đại dương để bố tôi không đánh vào người anh nữa. Bố dừng tay đi, tại sao bố lại đánh anh ấy? thấy tôi mấy ngày nay nằm vật vờ không ra khỏi phòng giờ lại xuống đây bênh vực đại dương bố tôi càng tức giận ông không đánh đại dương nữa mà chỉ tay vào trong nhà quát lên với tôi con tránh ra để bố xử lý nó nó làm con ra cái dạng này con còn bênh nó được nữa hả tôi vẫn ôm chặt lấy đại dương che chắn cho anh rồi nói bố bình tĩnh nghe con nói đã để con nói chuyện với anh ấy trước đã rồi lát nữa bố muốn đánh anh ấy thế nào thì con cũng không cản nghe tôi nói vậy Bố mới hạ cây trổi trên tay xuống Nhưng bố vẫn không rời đi nơi khác Mà đứng ngay bên cạnh Ánh mắt hình viên đạn của bố Chĩa vào đại dương như muốn tuyên bố Con nói gì thì nói nhanh Để bố xử lý Tôi sợ đứng đây nói bố mẹ của tôi sẽ nghe thấy Nên chỉ tay về phía xe của đại dương Đậu bên ngoài vỉa hè Ra kia em muốn nói chuyện với anh một lát Thấy đại dương không đáp lại Tôi ngước lên nhìn anh thì giật mình Ánh mắt mỏng nước của anh Đang khóa chặt gương mặt của tôi Hai tay cũng ôm chặt lấy eo của tôi không chịu buông ra. Tôi nghĩ anh bị bố tôi đánh đau nên anh khóc, vì vậy tôi gỡ tay anh ra khỏi người tôi, rồi đẩy anh đi lại gần xe của anh. Vừa nói tôi vừa vươn tay quệt nước mắt. "Em thay mặt bố xin lỗi anh, tại bố em hiểu lầm anh nên mới đánh anh như vậy." Tôi càng lau nước mắt thì nước mắt của anh càng chảy xuống. Tôi sợ bố tôi có thể nổi nóng với Đại Dương bất cứ lúc nào nên tôi không có thời gian dỗ dành anh mà trước cơ hội anh xuất hiện tại nhà tôi để nói lên nỗi lòng của mình như anh biết đấy lần đó em gọi anh phục vụ em và đó cũng là lần đầu tiên của em đại dương gật đầu nói trong nghẹn ngào anh biết và đó cũng là lần duy nhất của em tới bây giờ ý tôi muốn nói cho đại dương lần đó tôi say cũng là lần duy nhất tôi nổi loạn chứ tôi không phải hạng người thích là tìm đến trai bao để giải quyết nhu cầu sinh lý đại dương tiếp tục gật đầu anh biết Em cũng từng nói với anh Nguyên nhân em bị người yêu hơn 4 năm phản bội Nên em mới tìm anh Anh nhớ Tôi hít một hơi thật sâu Để lấy can đảm Nói vào điểm mấu chốt Giờ anh ta đã quay về Nhưng em không còn tình cảm với anh ta nữa Tình yêu của em hiện tại Đã dành hết cho anh Mặc dù em biết rõ Anh làm nghề trai bao Em muốn hỏi anh hai vấn đề Anh có yêu em không Và nếu yêu em Anh có thể vì em mà bỏ nghề làm trai bao của anh không? Những ngày qua tôi biết, tôi đã yêu Đại Dương nhiều như thế nào, hiện tại có cơ hội đến, tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi không ngại mình là phụ nữ mà tỏ tình với anh, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn quan điểm của mình. Người xưa có câu, thả lấy đĩ về làm vợ chứ không nên lấy vợ về làm đĩ. Quan điểm của tôi cũng nghĩ vậy. Tôi quen biết anh với thân phận là trai bao, nhưng tôi không thể chấp nhận khi yêu tôi mà anh vẫn còn làm cái nghề này trong quá khứ. Quá khứ của anh tôi không bận tâm, nhưng tương lai tôi muốn anh là của riêng tôi và chỉ của mình tôi. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của Đại Dương. Lúc này tôi hồi hộp tới mức, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đại Dương kéo tôi vào lồng ngực của anh rồi ôm thật chặt. Tôi cảm nhận được chống ngực của anh đập vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai. Anh cũng yêu, rất rất yêu em lời nói của em với anh là thánh chỉ anh sẽ nghe theo em hết dứt lời đại dương ôm tôi thật chặt rồi áp môi lên môi tôi rồi hôn tôi cũng quên mất có bố mẹ đang ở bên trong mà đáp lại nụ hôn của anh nước mắt hạnh phúc của tôi hỏa lẫn nước mắt của anh làm ướt má của nhau hai chúng tôi hôn nhau quên trời quên đất cho tới khi tôi nghe tiếng bật nắp rượu sâm banh sau đó rượu bắn lên người tôi và đại dương thì tôi mới đẩy anh ra tôi nhìn thấy xếp thanh của showroom Đại Dương đang ngồi ở trên ghế lái xe, cầm chai sâm banh chĩa vào người tôi và Đại Dương. Anh ta cười nói, chúc mừng hai họ. Tôi còn nhìn thấy một người đàn ông khác mà tôi gặp hôm ăn sáng cùng Đại Dương đang ngồi bên ghế phụ. Thấy tôi nhìn, anh ta còn gật đầu cười, chúc mừng em. Bị hai người họ chứng kiến, toàn bộ màn cầu hôn của tôi với Đại Dương. Tôi xấu hổ vùi đầu vào ngực Đại Dương trốn. Thanh lấy trong xe ra một hộp nhỏ, và bó hoa hồng lớn đưa đại dương đại dương cầm hai món đồ trên tay xoa đầu của tôi rồi nói em tỏ tình với anh mà chẳng chịu chuẩn bị lễ vật gì cả giờ có đầy đủ lễ vật và người làm chứng rồi em tỏ tình lại với anh đi thì ra đại dương tới đây với mục đích để tỏ tình với tôi vậy mà tôi lanh tranh tỏ tình trước lại còn bị hai người đàn ông trên xe chứng kiến khiến tôi xấu hổ muốn chết đã thế đại dương còn buông lời trêu ghẹo tôi nữa không những vậy, anh còn không cho tôi núp vào người anh trốn mà đẩy tôi ra, khiến tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Người đàn ông ngồi trong xe cùng Thanh còn nói: "Em yên tâm, hôm nay có bọn anh làm chứng rồi. Nói mà còn đi khách thì em cứ lôi luật dừng ra mà xử." Tôi chưa kịp đáp lại lời của người đàn ông kia thì nghe giọng của Đại Dương vang lên: "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé." Tôi lấy hai tay đang che mặt của mình xuống, thì thấy Đại Dương đang quỳ một gối trước mặt tôi. Trên tay anh cầm chiếc hộp đựng chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ liền đáp lại anh. Em đồng ý. Đại Dương lập tức lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào ngón áp út tay trái của tôi, sau đó đưa bó hoa cho tôi. Đảng em, tôi vừa nhận bó hoa từ tay Đại Dương, rồi kéo anh đứng dậy, thì một chai xâm banh nữa xịt vào người chúng tôi. Vừa xịt, Thanh vừa nói, chai này nữa là hết rồi đấy, nếu có làm lại cũng không còn đâu Rượu vẫn còn phun vào người chúng tôi Thì thấy bố cầm cán chổi lăm lăm Chỉ vào tôi và đại dương cha hỏi Còn nói chuyện với nó xong chưa Đi vào trong để bố xử lý nó Tôi còn chưa kịp lên tiếng Đại dương đã cướp lời Hôm nay cháu tới đây Để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu em sang ạ Bố tôi chỉ cán chổi vào mặt đại dương nói Anh yêu con gái tôi Mà để mặc nó về Hải Phòng một mình khiến nó điên không ra điên giải không ra giải giờ lại còn đến đây đòi tìm hiểu anh muốn tìm hiểu xem nó đã vì anh mà phát điên hay chưa à? nghe bố nói tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu bố tôi đâu biết tôi và đại dương trước đây chỉ là đóng giả người yêu của nhau là tôi yêu và nhớ đơn phương anh đến mức ốm tương tư chứ đâu phải vì anh gây ra cho tôi đại dương chưa kịp lên tiếng tôi nghe thanh ngồi trong xe sau lưng chúng tôi nói nhỏ Mày có vui cũng cấm cười nhé mày Cười không đúng lúc là đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình đấy Thanh vừa dứt lời Thì tôi quên mất Mình đang xấu hổ mà cười sặc lên Cán trổi trên tay bố tôi lại chĩa vào tôi Bị nó làm cho phát bệnh Mà con vẫn còn cười được cơ à Một tay đại dương ôm chặt lấy eo tôi Rồi nói với bố tôi Tại cháu đề nghị với Giang Hôm nay giao xe cho bác Tiện thể cháu đưa bố mẹ đi cùng Để nói chuyện người lớn với hai bác Mà Giang không chịu giang giận cháu bỏ về hải phòng mà không thông báo cho cháu biết giờ thì cháu không dám lạm quyền nữa mà giao toàn quyền quyết định chuyện của bọn cháu cho em ấy ạ à. nghe đại dương nói bố tôi lập tức thay đổi thái độ ông hạ cán trổi xuống chỉ vào giữa tôi và đại dương anh chị có yêu nhau cũng phải biết giữ gìn ý tứ chứ trước mặt bao nhiêu người mà ôm ôm ấp ấp như thế còn ra cái thể thống gì nữa đại dương lập tức buông tôi ra rồi đứng cách tôi một đoạn Bố tôi đưa cây chổi cho tôi cầm Con vào trong nhà trước đi Tôi cầm cây chổi từ tay bố Rồi nói nhỏ với bố Kìa bố, các anh ấy từ Hà Nội xuống tận đây Mà bố không mời người ta vào nhà uống chén nước à Bố tôi chỉ tay vào nhà quát lên với tôi Việc đó không phải để con lo Tôi không dám nán lại một giây Vì sợ bố tôi nổi nóng Tôi vào trong nhà mà lòng cứ như lửa đốt Vì không biết bố tôi sẽ nói gì với Đại Dương Một lúc sau tôi thấy bố quay lại để cùng sư thầy thực hiện lễ cúng xe thực hiện xong xuôi các thủ tục cúng bái bố tôi mới nói tôi ra mời đại dương và người bên showroom vào ăn trưa lúc này người lái xe container đã quay về hà nội chỉ còn đại dương xếp thanh và người đàn ông tôi không biết tên ngồi trong xe của đại dương nhìn thấy gương mặt căng thẳng của ba người đàn ông tôi có chút khó xử có lẽ lúc tôi đi vào nhà bố tôi đã nói gì đó khiến họ không thoải mái đại dương nói với tôi lát nữa ăn cơm xong em xin phép bố mẹ lên hà nội cùng bọn anh luôn nhé các anh cứ về hà nội trước đi em còn phải xem xét tìm kiếm công việc mới đã tại em xin anh hải nghỉ làm ở showroom x rồi mà một điều nữa có ngọc thái làm ở đó tôi cũng không muốn làm cùng anh ta sau hôm nay chắc chắn tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với đại dương nhưng hiện tại tôi chưa có cơ hội người đàn ông tôi không biết tên nghe tôi nói thì nói xen vào showroom bọn anh đang tuyển nhân viên ở nhiều vị trí nếu em quan tâm tìm hiểu thì nộp đơn rồi vào đó mà làm nghe anh ta nói tôi hướng ánh mắt nghi ngờ qua xếp thành xếp thành hiểu ý của tôi liền lên tiếng để tôi yên tâm đây là dũng đồng chức vụ phó giám đốc tổng công ty của bọn anh tôi bất ngờ vì chỉ đi giao chiếc xe đó so với gia đình tôi thì đó là tài sản vô cùng lớn nhưng với showroom chuyên kinh doanh siêu xe thì giá trị của nó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng họ lại cử tới hai phó giám đốc đi giao đã thế còn bị mối quan hệ của tôi và đại dương làm cho liên lụy không được gia đình tôi tiếp đãi nồng nhiệt tôi gãi đầu khó xử đáp lại xếp dũng cảm ơn anh dạ nữa em xin phép bố mẹ em lên hà nội cùng các anh luôn ạ à. bữa trưa cũng chỉ có bốn người trong gia đình tôi thêm cô giúp việc và ba vị khách quý đến từ hà nội nữa là tám người bàn ăn hình chữ nhật lúc ngồi vào bàn ăn tôi định ngồi xuống ghế ngoài cùng gần với đại dương thì bố tôi lên tiếng con qua bên này ngồi để em con ngồi bên đó em trai tôi nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ cho tôi thành ra tôi ngồi cạnh bố tôi còn bố tôi thì ngồi đối diện với đại dương đại dương vốn dĩ căng thẳng giờ thêm thái độ của bố tôi lại càng e sợ trước khi ăn bố tôi đứng lên phát biểu cảm ơn các cậu đã từ hà nội xuống hải phòng để giao xe cho chúng tôi trong quá trình tiếp đãi có gì không phải mong các cậu bỏ qua ba vị khách quý hít đồng thanh đáp lại lời của bố tôi dạ vâng bố tôi rót rượu mời ba vị khách Em trai tôi học lớp 12 Nhưng bố tôi cấm tuyệt đối không được đụng tới rượu Tôi cũng vậy Cùng ly xong với bố Tôi xếp dũng và xếp thanh chỉ nhấp môi Còn đại dương thì uống cạn ly Bố tôi thấy vậy quan tâm hỏi Hai cháu không biết uống rượu à Vậy bác đi lấy bia Xếp dũng vội lên tiếng Dạ không phải Hai đứa cháu không biết uống Mà lát nữa bọn cháu phải chạy xe lên Hà Nội ạ à? à thế thì mấy đứa ăn đi dịp khác bác cháu mình uống với nhau sau bố tôi cất luôn chai rượu mà không hiểu câu nói của xếp dũng là chỉ có anh và xếp thanh chạy xe còn đại dương vẫn có thể tiếp tục uống rượu của bố tôi được xếp thanh thấy vậy thì nói thằng dương không chạy xe có thể uống được bác ạ à. thế thì tốt bác rất thích uống rượu nếu yêu con gái bác mà không biết uống rượu thì hỏng đại dương thật thà đáp lại dạ vâng cháu thường tiếp khách nên cũng uống được rượu Tôi không biết ý đồ của bố tôi là gì Nhưng thực tế bố tôi rất ghét uống rượu Mỗi lần gia đình tôi có việc Ông cũng chỉ uống vài ly gọi là Vậy mà ông lại nói với Đại Dương Ông rất thích uống rượu Suốt buổi Đại Dương chỉ ngồi tiếp rượu bố tôi Mà không ăn được gì Còn bố tôi thì mặt đỏ bừng bừng Tôi chưa từng thấy bố tôi như vậy bao giờ Ăn xong Thì xếp Thanh và xếp Dũng bỏ bát xuống cùng lúc Xếp Thanh nói Hai bác với mọi người tiếp tục ăn đi ạ Bọn cháu ăn no rồi hai người họ chưa kịp đứng dậy tôi liền nghe bố tôi la lên lúc nãy tôi đánh cậu vào mông thì giờ cậu có đá tôi thì cũng đá vào mông tôi chứ sao cậu cứ đá mãi vào chân của tôi thế đại dương hốt hoảng lên tiếng ồ dạ xin lỗi bác tại chân cháu dài quá ạ à. sếp thanh và sếp dũng nghe bố tôi nói cười tới mức không đứng dậy nổi còn tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ thay cho đại dương có lẽ anh đá tôi để nhắc tôi xin phép bố mẹ lên hà nội cùng các anh không ngờ lại đá trúng chân bố tôi Thằng em trai của tôi và cô giúp việc cũng bỏ bát đũa xuống đi chỗ khác cười. Mẹ tôi đánh khẽ vào người tôi rồi nói, bố mẹ nói chuyện không giữ ý tứ gì cả. Bố tôi thẳng tính như vậy nên lúc ra ngoài phòng khách uống nước, cả ba vị khách quý không ai dám nói chuyện. Tôi cũng vậy, tôi không dám ngồi gần đại dương vì sợ bố tôi chiếu tướng mà tôi ngồi cạnh mẹ. Mỗi mãi tôi mới dám lên tiếng nói, con xin phép bố mẹ cho con lên Hà Nội cùng xe mấy anh luôn ạ. À? bố tôi mặt đỏ gai đỏ sở vì uống rượu nhưng nói chuyện vẫn rất tỉnh táo con xin nghỉ việc rồi mà còn lên đó làm gì dạ con lên đó xin việc khác ạ à? việc khác là việc gì rồi năm ba bữa hai đứa cãi nhau lại về à đại dương nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng hai bác yên tâm từ nay về sau cháu sẽ nhường nhịn yêu thương em ấy không để em ấy phải buồn nữa đâu ạ à? bố tôi chậm rãi bưng ly lê nước lên sau đó đặt ly nước xuống bàn rồi mới nói tiếp được rồi các cậu cứ về trước đi Chuyện của con gái tôi để tôi suy nghĩ Ba ngày nữa đến ngày dỗ ông nội của nó Rồi đường nào nó cũng phải có mặt Nghe bố tôi nói vậy Tôi chỉ tay ra bên ngoài Y muốn nói đại dương ra ngoài nói chuyện Không ngờ anh lại lên tiếng nói với bố tôi Vậy cháu xin phép hai bác Cho cháu được ở lại ăn dỗ ông nội xong Xong xuôi thì cháu đưa Giang lên Hà Nội có được không ạ Tôi cứ nghĩ bố tôi sẽ gây khó khăn cho đại dương Không ngờ bố tôi đồng ý ngay Được, chỉ sợ cậu không chịu được khổ khi ở nhà tôi thôi đại dương chỉ cười rồi đáp khổ mấy cháu cũng chịu được ạ tôi nghĩ bố tôi chỉ trêu đại dương thôi chứ nhà tôi đâu có việc gì phải làm nặng nhọc mà khổ cửa hàng bán đồ cổ bố mẹ tôi trông coi khách hàng cũng không đông vui tấp nập như các cửa hàng bán mặt hàng thiết yếu việc nhà thì có giúp việc làm rồi tôi cùng đại dương tiễn xếp thanh và xếp dũng về hà nội hai người lái xe của đại dương về tôi đang định hỏi đại dương có cần đi mua đồ để mặc không thì anh chỉ vào chiếc vali khá lớn xếp Dũng đang lấy xuống từ cốp sau rồi nói anh chuẩn bị cả rồi tôi ngạc nhiên hỏi anh sao chỉ đi theo giao xe mà anh mang nhiều đồ vậy xếp Dũng cướp lời đại dương nói nó dự tính mang đồ xuống đây ở chừng nào cưa đổ được em thì thôi đấy không ngờ nó lại bị em cưa đổ ngay phút đầu xuất hiện mất tiêu rồi hay em trả nhẫn lại để anh ấy thực hiện kế hoạch ban đầu nhỉ Đại Dương cụm nhẹ đầu anh vào đầu tôi rồi cười nói Em có trả lại nhẫn Thì bố mẹ em cũng cho anh ở lại nhà em rồi Anh không sợ nữa Đại Dương nhận chiếc vali xếp dũng đưa rồi nói Hai thằng mày lái xe cẩn thận nhé Dứt lời Anh hớn hở kéo vali thẳng vào trong nhà Mà không cần đợi tôi Đại Dương kéo vali vào tới phòng khách Thì bố tôi đứng dậy mỉm cười nói với anh Đi theo bác Bố cứ ngồi nghỉ ngơi Để con đưa anh ấy lên phòng cho ạ dâu là con rể là khách lần đầu con rể tương lai đến nhà bố phải tiếp đón nồng nhiệt con cứ để bố dứt lời bố tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mẹ tôi một cái rồi nói mấy ngày nay nhà mình có khách em chịu khó xuống ngủ với con gái nhé để anh ngủ với con rể tương lai của chúng ta mẹ tôi kéo bố tôi ngồi trở lại ghế để cậu ấy ngủ phòng của thằng sơn chứ ngủ với anh thì ai mà ngủ nổi bố tôi dứt khoát đứng dậy đi lại gần đại dương em nói hay thật đấy Chẳng phải mấy chục năm nay Em vẫn ngủ với anh được hay sao Với lại thằng Sơn năm nay học cuối cấp Anh không muốn nó bị ảnh hưởng đâu Bố tôi nhiệt tình đưa Đại Dương về phòng Còn Đại Dương chỉ còn biết gượng cười đáp lại bố tôi Dạ cảm ơn bác Nhà tôi 3 tầng Tầng 3 là phòng của bố mẹ tôi Bà một phòng chứa đồ Tầng 2 là phòng của tôi Và phòng của em trai tên Sơn của tôi Tầng trên có một phòng ngủ Dành cho cô giúp việc Tôi biết bố tôi rất khó tính trong quan hệ nam nữ nên không dám để cho đại dương ở cùng phòng với tôi tôi định đưa anh lên phòng của sơn ngay bên cạnh phòng tôi ở không ngờ bố tôi lại có sẵn kế hoạch rồi bố tôi và đại dương vừa đi khỏi tôi liền hỏi mẹ tại sao mẹ lại nói ngủ với bố không ngủ nổi ạ à? mẹ tôi bẹo má tôi rồi nói mẹ nói vui thôi con gái lên phòng ngủ chưa đi mẹ ra coi quán đây dạ vâng mẹ tôi nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào lát nữa bố tôi xuống dưới bán hàng tôi sẽ đưa đại dương về phòng của mình tâm sự tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh và cũng có nhiều chuyện tò mò muốn hỏi anh điển hình là hai vị xếp dũng và xếp thanh có phải từng là khách của anh hay không tôi ngồi đợi ở ghế sofa đến ngủ gật mới thấy bố tôi đưa đại dương xuống nhìn thấy anh tôi lập tức tỉnh ngủ tôi vui vẻ đứng dậy đi về phía anh thì nghe bố tôi nói nãy giờ là cháu mới xem mấy món đồ bác giữ lại không bán ra cửa hàng bác cho cháu xem còn rất nhiều món đồ độc hơn nữa Tôi thất vọng nhìn đại dương theo chân bố tôi đi ra ngoài cửa hàng rồi thầm nhủ. Thôi thì để đến tối nói chuyện với anh vậy. Ăn tối xong, bố tôi lại kéo đại dương ra ngoài phòng khách, vừa xem chương trình thời sự, vừa phân tích tình hình trong và ngoài nước. Nhìn bố tôi với anh nói chuyện vui vẻ. Tôi chỉ biết muốn hét lên với bố. Anh ấy mới là người yêu của con đấy bố ạ. À. Tôi buồn chán về phòng nhắn cho anh một tin nhắn. Phòng em ở tầng 2 bên cạnh cầu thang sau đó nằm đợi anh. Còn Đại Dương sau một ngày theo chân bố của Hạ Giang Để nghe ông giới thiệu về các món bộ đồ cổ trong siêu tập của ông Tối đến anh tưởng ông sẽ tha cho anh Để anh có thời gian riêng tư bên Hạ Giang Không ngờ ông còn kéo anh ngồi đàm đạo chuyện thời sự Đã thế coi xong thời sự Bố của Hạ Giang nhìn anh rồi nói Bác buồn ngủ rồi Bác cháu mình đi ngủ thôi Đại Dương định mở miệng xin phép ông cho mình ghé phòng Hạ Giang Chơi một lúc Lại nghe ông nói với mẹ Hạ Giang em cũng đi ngủ đi Lát mới đi ngủ lại gây ồn ào Khiến con gái tỉnh giấc đấy Câu nói của bố Hạ Giang Lập tức rút hết thể lực của Đại Dương Bước chân của anh lên cầu thang Cũng vô cùng nặng nề Anh chỉ nằm cách cô một bức tường là sàn nhà Nhưng muốn gặp cô cũng khó Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô Em chờ anh một lát Bố em ngủ anh sẽ ra ngoài gặp em Nằm một lúc cuối cùng Cũng nghe tiếng ngáy đều đều Như máy nổ của bố Hạ Giang vang lên bên cạnh đại dương nhẹ nhàng vén chăn xuống giường anh vừa bước được hai bước liền nghe giọng của bố Hạ Giang vang lên sau lưng khuya rồi mà cháu còn đi đâu tim đại dương như muốn vọt ra khỏi lồng ngực anh cố bình tâm nói dạ cháu đi vệ sinh ạ lúc quay trở lại giường đại dương còn bị bố của Hạ Giang gác một chân ngang người rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười cuối cùng anh nhắn cho Hạ Giang một tin chắc anh không ra ngoài gặp em được em ngủ ngon nhé hôn em đại dương vừa vật lộn với nỗi nhớ hạ giang vừa phải chịu đựng một chân gác lên người thêm tiếng gáy to như sấm nổ của bố cô bên cạnh khiến anh không tài nào trở mắt được sáng sớm hôm sau bố của hạ giang dậy thật sớm kéo theo đại dương đi ăn sáng khi mà hạ giang vẫn chưa ngủ dậy ăn sáng xong anh theo ông đi sinh hoạt hội chơi và siêu tầm đồ cổ nói đến đồ cổ bố mẹ của đại dương cũng thuộc hàng tay chơi và mua đồ cổ nổi tiếng trong cả nước anh được thừa hưởng từ bố mẹ mình nên tầm hiểu biết của anh rất rộng. Thêm nữa, Đại Dương còn có khả năng trong giao tiếp nên rất được lòng các chú, các bác trong hội. Chính điều đó làm cho bố của Hạ Giang thêm nở mày nở mặt với thằng con rể tương lai. Buổi tối lại diễn ra một cách dập khuôn như tối hôm trước, Đại Dương vẫn không có khoảng thời gian không gian riêng bên Hạ Giang. Qua ngày hôm sau, bố của Hạ Giang lại tiếp tục kéo theo Đại Dương đi tới từng nhà anh em để mời đám rỗ. Mà mục đích chính của ông là khoe thằng con rể tương lai người Hà Nội Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa lễ phép Mang tiếng là ở nhà Hạ Giang ba ngày ba đêm Nhưng hai người không có giây phút riêng tư nào ở bên nhau cả Đêm cuối cùng ở nhà Hạ Giang Đại Dương cũng chỉ có thể nhắn tin nói chuyện với cô Anh nhớ em sắp chịu hết nổi rồi Chưa mai ăn dỗ ông nội xong Chúng ta lên Hà Nội luôn nhé Tôi cũng khác nào anh Vì vậy tôi nhắn tin đáp lại Dạ vâng Sáng sớm hôm sau Tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc của mình, sau đó nói với bố mẹ. Trưa nay ăn đám rỗ xong, bọn con lên Hà Nội luôn ạ. À. Bố tôi cười tươi, thái độ của bố cũng hoàn toàn khác với ba ngày trước. Hai đứa ăn rỗ xong, muốn đi lúc nào thì đi, chứ bố mẹ giữ lại làm gì. Đám rỗ ông nội tôi, chỉ mời các cô dì chú bác, anh em trong nhà, nhưng lên tới 10 bàn. Bố tôi tự hào dẫn Đại Dương đi khắp các bàn, giới thiệu anh với mọi người. Mỗi bàn anh đều uống một ly làm quen. Nhưng mọi người chưa tha cho anh Còn bắt anh uống riêng với mỗi người một ly Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi xót cho Đại Dương Bố tôi nói với mọi người Cháu nó chiều còn phải về Hà Nội Nên các chú các bác tha cho nó Để dịp khác có thời gian Cháu nó tiếp các chú các bác sau Bác đừng lo Cháu uống được ạ à. Tôi thấy anh uống rượu mà ruột gan cứ nóng hết cả lên Kết quả xong đám rỗ Đại Dương cũng say bí tỉ Kế hoạch lên Hà Nội của chúng tôi cũng phải hoãn lại ngày hôm sau ăn trưa xong bằng cách nào tôi cũng phải đưa đại dương lên hà nội cho bằng được trước khi đi bố tôi còn nói với anh khi nào có thời gian hai đứa nhớ về thăm nhà nhé dạ vâng ạ sau ba ngày từ không thích sang nghi ngờ rồi chuyển sang quý mến của bố tôi với đại dương khiến tôi rất vui xem như cửa ải thử thách từ bố tôi anh đã vượt qua suốt chặng đường lên hà nội đại dương mệt mỏi gục đầu lên vai tôi ngủ tới nơi anh giúp tôi đưa đồ lên căn hộ nhưng vì không có phương thanh và quỳnh chi ở nhà nên chúng tôi phải đứng ngoài đợi đang đứng trước cửa căn hộ đại dưng bất ngờ ôm lấy eo của tôi rồi cụm vào đầu của tôi rồi anh nói anh nhớ em quá lời nói và hành động của anh khiến tim tôi chấn động dữ dội tôi quên mất đang đứng ngoài hành lang chung cư mà ôm chặt lấy anh em cũng nhớ anh mày chờ bọn tao lâu chưa câu hỏi của quỳnh chi khiến tôi giật mình tôi đẩy đại dương ra nhưng một tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo của tôi đại dương nhanh miệng lên tiếng hai em đi siêu thị về à sau đó anh vươn tay bắt tay với anh hào và anh đại chào hai anh tôi vượt qua cơn xấu hổ chào hai người bạn trai của hai đứa rồi đáp lại lời quỳnh chi tao à, với anh dương vừa mới đem đồ lên tới đây thì bọn mày về hôm nay chủ nhật mọi người tập trung nấu ăn chào đón tôi quay lại hà nội vì tôi không nói trước với quỳnh chi và phương thanh chuyện tôi và đại dương yêu nhau nên hai đứa chúng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ lẫn xem xét mang đồ vào phòng cho tôi xong đại dương nói với tôi tối nay cho anh ở lại với em nhé mấy ngày nay tôi biết đại dương ở nhà tôi bị mất ngủ lại thêm tôi phải làm công tác tư tưởng với quỳnh chi và phương thanh chuyện chúng tôi yêu nhau vì vậy tôi nói với anh em về đi em còn phải chuẩn bị tinh thần mai đi xin việc nữa giờ anh thì thất nghiệp em thì không có việc làm không lẽ chúng ta lớn rồi Còn phải đi xin tiền bố mẹ Nhưng bữa giờ bị bố em chiếu tướng Không được hôn em á, anh nhớ lắm Nếu mai chúng phỏng vấn em cho anh hôn thoải mái Hôn cả ngày luôn cũng được Là em nói đấy nhá Vâng, em nói Hứa với anh đi Tôi đưa tay ra móc méo với Đại Dương Em hứa Đại Dương không năn nỉ tôi cho anh ở lại nữa Mà anh ngoan ngoãn ra về Anh vừa đi Quỳnh Chi liền chỉ vào thùng đồ hôm trước tôi nhờ nó và Phương Thanh trả lại cho bà Mỹ Lệ rồi nói Mày về Hải Phòng tối hôm trước Thì sáng hôm sau anh Dương tới nói Nếu mày không lấy thì cho hai đứa tao Nhưng bọn tao không đứa nào dám đụng tới cả Nó vẫn còn nguyên đấy Mấy đồ này bác Lệ mua cho tao hôm trước May mà chưa trả lại đó Nếu không gặp lại bác ấy mày xử sự thế nào Ừ tao biết Nói rồi tôi kéo chiếc thùng vào phòng Tao đi tắm một cái rồi ra nấu ăn với bọn mày nhé Lúc ăn tối Tôi không ngại có mặt hai anh người yêu Của Phương Thanh và Quỳnh Chi Mà nói ra chuyện riêng của mình tao với anh dương quyết định yêu nhau rồi phương thanh lên tiếng phản đối mày không sợ anh ấy làm không tôi lên tiếng cắt lời phương thanh trước khi phương thanh nói ra hai từ trai bao anh ấy hứa với tao sẽ không làm nghề đó nữa đến lượt quỳnh chi lên tiếng còn tên thái mày sẽ xử thế nào trước mắt tao sẽ nói chuyện thẳng thắn về thái với anh dương đã lúc đó để anh dương nói chuyện với thái còn công việc mày tính đi làm chỗ cũ hay xin chỗ khác Hôm trước tao gặp anh sếp của showroom Đại Dương Anh ấy bảo bên đó đang tuyển nhân viên Ngày mai tao qua đó nộp hồ sơ xem thế nào Mọi người cùng nâng ly lên Phương Thành nói Chúc mừng mày có tình yêu mới Quỳnh Chi tiếp lời Chúc mày và anh Dương vượt qua êm đẹp tên Thái kia Anh Đại nói Chúc ngày mai em phỏng vấn Đến lượt anh Hảo nói Chúc em và anh Dương Nhanh cho tụi anh cùng uống rượu mừng Nhận tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người Tôi chỉ có thể nói Em cảm ơn anh ạ Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm Sau đó đứng trước gương Thử hết bộ này tới bộ khác Từ quần áo kín đáo kiểu công sở Quần jean áo thun, váy ôm, chân váy Kết hợp với áo sơ mi Và cuối cùng tôi chọn một chiếc váy cổ tim công chúa Màu hồng nhạt nhãn hiệu Dior khá kín đáo Trong số đồ hôm trước Bà Mỹ Lệ mua cho tôi Tôi cũng trang điểm nhẹ để gây ấn tượng lần đầu đi phỏng vấn nhìn thấy tôi phương thanh và quỳnh chi mắt tròn mắt dẹt phương thanh nói mày đi xin việc hay đi thi hoa hậu đấy tao ăn mặc hai trang điểm lố lắm à không mày mặc đẹp lắm quỳnh chi đi quanh tôi một vòng rồi nói tao nghĩ mày xin làm nhân viên bán hàng sẽ không đậu đâu tôi đánh vào người quỳnh chi quỷ xứng tao còn chưa ra khỏi nhà mày đã chùi ẻo tao rồi tao nói thật nhá mày xin làm trợ lý hay là thư ký giám đốc chắc chắn nó sẽ đậu ngay Quỳnh Chi và Phương Thanh chọc vẹo tôi một lúc thì đi làm trước. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đại Dương. Anh nhanh chóng bắt máy. Chào buổi sáng em yêu, em có nhớ anh không? Lời nói như mật ngọt của Đại Dương rót vào tai khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi như chú mèo nhỏ đáp lại lời anh. Em rất nhớ anh. Anh rất rất nhớ em. Anh đang làm gì? Anh chuẩn bị ăn sáng cùng bố mẹ. Lát nữa anh qua chở em đi phỏng vấn nhé. Chắc anh không được đâu. Xe của anh đang còn ở chỗ Dũng Em đón taxi đi rồi lúc về anh chờ em về nhé Dạ à, vâng Tôi đón taxi tới showroom Đại Dương Khác với lần trước tới đây Lần này tôi rất hồi hộp Hiện tại hơn 8 giờ sáng Khách tới showroom xem xe khá đông Thấy tôi đi vào Có lẽ mấy nhân viên nghĩ tôi là khách hàng Nên cúi đầu rồi cười với tôi rất niềm nở Tôi đi thẳng tới quầy tiếp Đón khách hàng có xếp Thanh và xếp Dũng Đang ngồi ở đó Chào hai anh em tới phỏng vấn xin việc ạ. xếp dũng do một ly nước đặt xuống trước mặt tôi rồi nói em uống nước đi. dạ vâng ạ. xếp thanh chĩa tay ra trước nói với tôi cho anh xem hồ sơ của em nào. dạ vâng. tôi đưa bì hồ sơ bao gồm đơn xin việc và sơ yếu lý lịch bằng cấp liên quan cho xếp thanh. vừa xem hồ sơ của tôi xếp thanh vừa hỏi lưu hạ giang em muốn ứng tuyển vào vị trí nào nhân viên bán hàng nhân viên kế toán hay thư ký giám đốc Em có một năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng ở showroom X nên em muốn xin vào vị trí tương tự ạ. Điện thoại của sếp Thanh vang lên, ngắt ngang cuộc phỏng vấn của sếp Thanh với tôi. Đến lượt sếp Dũng cầm tập hồ sơ của tôi, vừa nhìn tôi vừa nhìn vào hồ sơ. Em tốt nghiệp từ năm ngoái, tại sao không đến công ty bọn anh xin việc nhỉ? Tôi gãi đầu, không biết trả lời câu hỏi này thế nào, thì tiếp tục nhận một câu hỏi khác anh vừa chỉ tay về phía khu trưng bày của showroom vừa hỏi em nhìn xem môi trường làm việc ở đây toàn là nam không hề có một bóng dáng của nữ em cân nhắc xem có thể làm việc ở đây không trước khi đến đây phỏng vấn tôi tự soạn ra một loạt các câu hỏi về chuyên môn rồi tìm phương án trả lời tốt như em biết gì về siêu xe em sẽ làm thế nào để giúp showroom bán được hàng hay câu hỏi khó hơn một chút đó là nếu một vị khách đến showroom nhưng chưa biết mua loại xe nào thì em sẽ tư vấn cho họ như thế nào thế nhưng sếp dũng và sếp thanh lại đặt ra những câu hỏi chẳng hề liên quan gì đến chuyên môn tôi đang định trả lời câu hỏi của sếp dũng thì điện thoại của anh ấy đổ chuông sếp dũng nhìn tôi cười nói xin lỗi em chờ anh một lát dứt lời anh thay đổi thái độ quát vào điện thoại mày từ từ đã làm gì mà hối dữ vậy mày không đợi tôi trả lời câu hỏi của sếp dũng sếp thanh lại đặt tiếp một câu hỏi khác chẳng hề dính dáng gì tới công việc chứ đừng nói chuyên môn. Thằng Dương ở nhà em, mấy ngày có bị ăn thêm cán trổi nào của bố không? Nghe câu hỏi phỏng vấn của sếp Thanh, tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Sếp Dũng nói xen vào, em không trả lời phỏng vấn đàng hoàng, là bọn anh đánh chuột đấy. Tôi đành thành thật trả lời, dạ không có. Chuông điện thoại của hai người họ thay phiên nhau reo lên, nhưng họ chỉ bấm từ chối mà không ai bắt máy. Những câu hỏi tiếp theo của hai vị sếp này cũng chỉ liên quan đến việc Đại Dương ở nhà tôi mấy ngày trước, còn tôi thì sợ không đậu phỏng vấn nên trả lời rất thật tình, khiến cho hai vị xếp cười ngất. Cho đến khi có nhân viên bán hàng dẫn khách đến làm thủ tục mua bán, xếp Thanh mới đưa hồ sơ xin việc trả lại cho tôi rồi nói: Em đã qua vòng một của phỏng vấn, còn một vòng phỏng vấn là xếp của bọn anh nữa. Nếu đậu, em sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Xếp Dũng đứng dậy nói với tôi: Mời em đi theo anh. Tôi đứng dậy đi theo xếp Dũng tới phòng điều hành của công ty với tâm trạng lo âu. Hai vị phó giám đốc thì đặt ra những câu hỏi phỏng vấn khác người. Không biết vị giám đốc trong kia sẽ đặt ra kiểu câu hỏi gì đây? Em cứ tự nhiên vào đi, không phải gọi cửa đâu. Dứt lời, xếp dũng liền chạy mất dạng, khiến tôi đang lo lắng càng thêm hoang mang. Cửa không khóa, nghe lời xếp dũng tôi đẩy cửa đi vào trong phòng mà không cần gõ cửa trước. Giấy phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đại dương ngồi ở ghế giám đốc tôi cứ ngỡ mình hoa mắt nhắm mắt lại thì sợ anh biến mất mà mở mắt ra lại có cảm giác không chân thực vẫn là bộ vét chìn chu bên ngoài bên trong là áo sơ mi trắng vẫn là gương mặt đẹp trai không góc chết và nụ cười gây mê khiến trái tim tôi lạc lối ngay từ lần gặp đầu tiên đặc biệt là ánh mắt đen sâu thẳm khiến tim đập loạn nhịp mỗi lần nhìn vào nó sao em còn đứng đấy lại đây giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên đã gạt qua những mối nghi ngờ của tôi trước đó, đúng là Đại Dương rồi, nhưng anh hứa với tôi bỏ nghề trai bao rồi cơ mà, anh còn đến đây làm gì? Sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên má. Sao, sao anh lại ở đây? Anh hứa với em chuyện gì anh quên rồi sao? Đại Dương không hiểu vì sao tôi khóc, anh vừa đứng dậy đi về phía tôi vừa hỏi, anh hứa chuyện gì? Người hứa chẳng phải là em sao? Câu hỏi của Đại Dương lại càng khiến tôi thất vọng tôi thẳng thắn nói với anh anh nói với em không làm trai bao nữa vậy anh đến đây làm gì hay anh đã ngựa quen đường cũ rồi không thể bỏ được tôi càng nói càng làm đại dương cười anh vươn tay đóng cửa lại rồi lau nước mắt cho tôi em đúng là ngốc thật đấy anh chỉ làm trai bao của riêng em thôi anh không bỏ được nghề của mình anh cũng không muốn bỏ tôi đẩy anh ra không cho anh ôm anh nói chỉ làm trai bao của riêng em vậy anh tới đây làm gì anh lấy tập hồ sơ trên tay của tôi Rồi đi về ghế giám đốc ngồi xuống Sau đó chỉ vào ghế đối diện Anh nghiêm túc nói Em ngồi đi Thấy thái độ của anh quay ngoắt 180 độ Tôi giật mình Tôi nghĩ anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi Về nghề nghiệp của anh Nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đối mặt Không ngờ đập vào mắt tôi là bảng hiệu giám đốc Lê Đại Dương Nằm trễm trệ trên bàn Tôi chưa tin Còn nhìn vào bảng tên đeo trước ngực anh Cũng là hàng chữ giám đốc Lê Đại Dương kèm hình chân dung vô cùng đẹp trai của anh nghiệm lại cái tên showroom của anh cũng là đại dương nữa còn cả mối quan hệ thân thiết giữa anh với xếp thanh và xếp dũng rồi sự quen biết với anh hải giám đốc showroom x nơi trước đây tôi làm việc vậy mà lúc trước tôi còn giàu trí tưởng tượng cho rằng anh là người lưỡng tính có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ cho tâm lý hoang mang nghỉ việc mất một ngày để đi khám bệnh rồi trước đây có lần tôi hỏi anh bố mẹ anh có biết anh làm nghề gì không anh cũng thẳng thắn thừa nhận họ biết Còn có lần anh khoe với tôi Chị hàng xóm của anh Và rất nhiều người sống trong khu dân cư Green Bay Là khách hàng của anh Thì ra là khách hàng mua siêu xe Chứ không phải khách hàng anh phục vụ Với tư cách trai bào Giây phút này tôi ước mình là hậu duệ Của tôn ngộ không Có 72 phép thần thông biến hóa Để biến mất khỏi đây không một dấu vết Đại dương không hề biết tâm trạng của tôi lúc này Anh vừa xem hồ sơ cá nhân vừa nói nghiêm túc Lưu Hạ Giang Em muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng của công ty Đại Dương Đúng không? Thấy anh vẫn tập trung dán mắt trên tập hồ sơ Tôi lén trưởng xuống khỏi ghế Rồi khom lưng đi về phía cửa Để tẩu thoát khỏi phòng giám đốc Giọng nói nghiêm túc của Đại Dương Vẫn đều đều vang lên Em tốt nghiệp ngành marketing Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Loại xuất sắc Có một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Anh tuyên bố em đậu phỏng vấn từ nay em là nhân viên chính thức của công ty đại dương lúc tay tôi chạm vào tay nắm cửa liền bị đại dương ôm lấy eo rồi xoay người tôi đối diện với anh em định chạy trốn anh à tôi lấy vạt áo vest của anh che đi gương mặt xấu hổ của mình em không có giờ tới lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi dứt lời anh lấy hai tay bưng mặt của tôi lên rồi áp môi anh xuống môi tôi hôn giây phút đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào môi tôi trái tim tôi liền đập rộn ràng cả người tôi cũng run lên một cảm giác lâng lâng khó tả đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau nhưng lại là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau nụ hôn của anh dịu dàng ngập tràn hơi thở và hương vị của tình yêu nó giống như một liều thuốc phiện chỉ trong giây lát khiến tôi ngây ngất sau vài giây lỡ nhịp tôi bắt đầu hôn đáp lại anh hành động hôn đáp trả của tôi như cổ vũ anh khiến anh đẩy nhanh tốc độ anh ngấu nghiến môi tôi như muốn nuốt trọn nó. Môi của anh rất ngọt, tôi cũng bắt trước, hôn lấy hai cánh môi của anh, còn tham lam tiến sâu vào bên trong khoang miệng, rồi không ngừng dây dưa. Nụ hôn của anh dần mạnh bạo như phong bà bão táp. Nó chính xác là hành động, như chữa lành vết thương mà Ngọc Thái để lại trong trái tim tôi, khiến nó trở lại nguyên vẹn. Tôi bị hôn đến ngạt thở phải đẩy anh ra, còn anh lưu luyến vờn theo cánh môi, giọng anh phát ra đầy cảm xúc anh yêu em còn em ghét anh anh bất ngờ dừng lại động tác vờn cánh môi của tôi rồi nhìn tôi hỏi tại sao tại anh đã lừa dối em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nếu anh không lừa dối em thì lúc đó chẳng phải em đã qua đêm cùng một tên trai bao nào đó rồi sao kết quả anh chẳng thể có được em còn em có khi lại xước bệnh nguy hiểm vào người nhớ lại lần đầu tiên gặp anh tôi tò mò hỏi Hôm đó anh đi với những ai vậy? Đại Dương không trả lời tôi ngay, mà anh ôm tôi đặt ngồi lên bàn làm việc của anh, sau đó anh ngồi xuống ghế làm việc của mình đối diện với tôi. Anh vừa vuốt mái tóc lại cho gọn gàng, vừa nhìn tôi rồi cười nói, "Hôm đó anh đi cùng anh em trong công ty." Câu trả lời của anh làm cho tôi hoang mang. Hai người vào trước cùng anh là Dũng và Thành, còn anh em vào sau là toàn bộ nhân viên của công ty, hiện tại là đồng nghiệp của em. Tôi nhanh tay cầm hồ sơ xin việc của mình rồi nhảy xuống gọi bàn. Em không làm ở đấy nữa đâu, mấy anh biết hết chuyện xấu của em rồi. Đại dương nhanh tay bắt tôi trở lại, sau đó ôm tôi ngồi lên đùi của anh. Ai cũng biết chuyện xấu của em, và ai cũng biết anh yêu em ngay từ lần đầu gặp. Vì vậy hôm được bố mẹ tới showroom của anh, coi xe, họ đã rút lui để một mình anh xuất hiện. Nghĩ lại hôm đó đến showroom của đại dương, tôi không thấy bóng dáng của ai mà chỉ có mình đại dương xuất hiện tôi lại còn nghĩ anh theo dõi tôi hoặc là đi bảo dưỡng xe không những vậy tôi thấy showroom không có nhân viên còn đóng giả nhân viên của showroom kết quả bán được lên một lúc ba chiếc siêu xe theo lời anh nói tôi nhìn ra bên ngoài bao quanh phòng điều hành là bức tường kính trong suốt có thể nhìn thấy hết hoạt động bên ngoài đồng nghĩa với hôm đó tôi tới đây hành động đẩy đại dương vào xe cả việc giả danh làm nhân viên bán hàng ở showroom đều bị hai vị xếp thanh và dũng cùng tất cả nhân viên trong công ty nhìn thấy còn cả chuyện hai người họ vừa nãy trêu chọc tôi đại dương cũng thấy hết hèn gì điện thoại của hai người họ vang lên không ngớt là đại dương gọi tới quan trọng hơn cả vừa nãy tôi trao nụ hôn dài quên trời đất có phải họ đã thấy hết rồi giờ tôi lại còn ngồi cả lên đùi anh thế này anh ơi có lỗ nào cho em chui xuống trốn với em còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt họ nữa nói rồi tôi nhảy xuống khỏi người anh nhưng bị anh giữ chặt lấy eo, em nói đậu phỏng vấn sẽ cho anh hôn, vừa nãy anh hôn rồi, em nói cho anh hôn cả ngày cũng được, anh mới hôn một lúc sao đủ. Tôi chỉ ra bên ngoài showroom nói, nhưng hôn ở đây khác nào giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi vừa dứt lời, Đại Dương liền cầm chiếc remote rồi bấm vài nút điều khiển, những tấm rèm lớn liền che kín các bức tường bằng kính, khiến căn phòng hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Anh nâng cằm của tôi lên nhìn tôi rồi hỏi, bây giờ anh hôn em được chưa tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng hiện tại hoàn toàn kín đáo người đàn ông đẹp trai đến cả mơ tôi cũng muốn được hôn anh mấy ngày trước bị bố tôi làm kỳ đà cản mũi hiện tại có không gian riêng tư cơ hội tốt như vậy vì thế tôi chủ động ôm chặt lấy cổ anh rồi áp môi mình lên môi anh hôn hành động của tôi không khác nào đang sới tung trái tim hoang dã anh ghì chặt lấy cổ tôi rồi mạnh mẽ đáp lại hai chúng tôi say sưa điên đào trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Mọi hành động của anh đã kích thích mọi tế bào cảm giác trên cơ thể tôi thức dậy, khiến nó chảy toán loạn khắp cơ thể. Tôi muốn thừa nhận với anh rằng, thực ra anh có thể tiến thêm một bước nữa, chứ không chỉ dừng lại ở hôn. Giây phút tôi quyết định ném bỏ liêm sỉ của tôi đi, để nói ra lời đề nghị với anh, thì chuông điện thoại của tôi reo. Tôi vươn tay lấy điện thoại từ túi sách trên bàn, rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, Đầu bên kia vang lên tiếng khóc thút thít Chào chị Giang Em là Vi, bạn của anh Thái ạ Nghe nhắc đến Thái Tôi chột dạ nhìn xuống đại dương Đang bận rộn chăm sóc tôi Tôi đang suy nghĩ không biết cô gái này là ai Thì được cô ta cho đáp án ngay Em chính là người bắt máy cuộc gọi hôm trước Chị gọi cho anh Thái Thì ra chính cô gái này Là trà xanh xen vào mối tình của tôi và Ngọc Thái Nếu còn yêu Ngọc Thái Chắc chắn tôi sẽ không ngại buông lời mà sát cô ta nhưng hiện tại tôi còn chẳng liên quan gì tới Ngọc Thái nữa Nên nghe cô ta nói Tôi chẳng có cảm xúc gì Thay vào đó là loại cảm xúc kích thích Không thể tả xiết Khi đại dương di chuyển miệng của anh Xuống vùng cấm địa Tôi vội vã lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện Mặc dù cố tình tỏ vẻ bình thản Nhưng giọng nói của tôi phát ra Không tránh bị đứt quãng Hiện tại tôi không còn liên quan Liên quan gì đến anh ta Nên em cũng đừng đừng gọi điện cho tôi nữa Chị đừng cúp máy vội Chị có thể nói anh Thái gặp em một lát không Em đang ở Hà Nội Em có việc gấp cần báo cho anh ấy Nhưng em gọi anh ấy không bắt máy Em nghĩ chỉ có chị mới có thể giúp được em thôi Vì vậy em mới gọi điện cầu cứu chị Nếu là trước đây tôi sẽ không quan tâm tới Vi Mà thằng thường cốp máy Nhưng hiện tại tôi yêu Đại Dương Ngọc Thái lại là em trai của anh Tôi nghĩ có thể Vi sẽ là một nhân tố Để Ngọc Thái chấp nhận buông bỏ tôi Vì vậy tôi nói Được, để chị nói với anh ấy Có gì chị sẽ liên lạc với em sau cúp điện thoại tôi kéo đại dương đang hành xử như tên lưu manh trên cơ thể tôi tố cáo anh dám chơi xấu em phải không đại dương trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn tôi rồi nói giọng nói của anh phát ra cũng khản đặc anh chỉ hôn em thôi không làm gì hết nói rồi anh tiếp tục công việc dở dang của mình em muốn nói với anh chuyện này em nói đi anh nghe dứt lời anh lại tiếp tục vượt qua sự kích thích của anh mang lại tôi nói Thật ra người phản bội mối tình hơn 4 năm của em là em trai anh. Anh biết. Tôi tò mò muốn hỏi anh biết khi nào, nhưng người nào đó lại đang mải mê kích thích tôi, khiến tôi nói thẳng vấn đề tôi đang gặp phải. Nhưng có lẽ em trai anh không cam tâm khi em chấm dứt, còn có hành động uy hiếp. Đó là một trong những lý do em về Hải Phòng để trốn tránh. Anh biết. Tối qua có mặt nó, anh nói với bố mẹ, coi ngày để ra em thăm nhà nó còn rất vui vẻ. Chắc nó hiểu nên làm gì rồi, nên em yên tâm đi nghe anh nói tôi hét to cái gì anh bảo bố mẹ anh ra thăm nhà em sao không báo trước cho em biết anh định nói nhưng chưa có thời gian bây giờ anh phải làm chuyện trọng đại này đã hai chúng tôi luân chuyển hết tư thế này tới tư thế khác nếu như lần đầu anh đem lại cho tôi sự thỏa mãn về thể xác thì lần này tôi cảm nhận được tất cả tình yêu thương của anh mang lại lần thứ hai tôi đẩy anh xuống khỏi người ra nói anh phỏng vấn em lâu như vậy chưa đủ sao anh yêu em yêu cơ thể của em anh muốn mãi thế này không muốn rời ra chút nào nhưng mà nãy giờ anh phục vụ làm em bay hết ca lo rồi đến giờ ăn trưa anh phải cho em tiếp thêm năng lượng đã chứ anh nhớ không lầm ấy em chỉ làm anh có một lúc còn lại toán là anh làm sao mà em nỡ cướp công của anh như vậy được chứ anh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần của anh gần đó đổ chuông tôi cầm máy của anh nhìn vào màn hình rồi nói anh bảo gọi cho anh này kệ nó đi Tôi biết Bảo là bạn của Ngọc Thái, lần trước bảo hiểu lầm tôi bắt cá hai tay, Đại Dương và Ngọc Thái. Nhân dịp này, tôi cũng muốn cho anh ta biết, trái tim tôi thực sự thuộc về ai. Tôi nói với Đại Dương, em bắt máy nhé. Đại Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sùng nịnh, "Ừ, em bắt máy đi, nói anh đang bận." Được sự cho phép của anh, tôi nhanh chóng bắt máy. "Alo, cho tôi gặp Đại Dương. Em là Giang đây ạ. À? Anh Dương đang bận?" có việc gì anh nói qua em rồi em nói lại với anh ấy giọng nói hốt hoảng gấp gáp của bảo vang lên ở đầu dây bên kia em giang phải không em nhanh đến ba anh gấp thằng thái nó phát điên rồi nó đang đòi tự tử vì em đây này cả người tôi cứng đờ chiếc điện thoại trên tay rơi xuống giường đại dương thấy biểu hiện bất thường thì cầm máy lên nghe ngay sau đó anh rời khỏi người tôi rồi xuống giường em ở đây đợi anh để mình anh tới đó tôi ngồi bật dậy nhanh chóng lấy đồ mặc vào em muốn đi cùng anh em không được tới đó nghe lời anh ở lại đây tôi bật khóc nói với anh em yêu anh nhưng anh ấy là em trai của anh em không muốn anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì hết thấy tôi có vẻ quyết tâm đại dương chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục cho tôi sau đó anh lái xe đưa tôi tới quán bar của bảo lúc chúng tôi tới nơi bảo đang cầm trên tay mình con dao gọt hoa quả chữa mũi nhọn vào vị trí tim của mình vây quanh anh là đám bạn không ngừng cầu xin mày điên rồi bỏ dao xuống đi quanh mày lúc nào cũng có cả tá phụ nữ đâu cần vì một người mà mày tước đi mạng sống của mình như vậy đại dương rẽ đám bạn của ngọc thái tiến gần sát anh ta em bỏ dao xuống anh em mình nói chuyện ngọc thái nhìn đại dương hét lên anh còn bước thêm một bước nữa là em ấn mạnh dao đấy đại dương sợ hãi đứng im tại chỗ anh nhẹ giọng nói với ngọc thái anh đã tâm sự với em rất nhiều lần Mình là đàn ông Việc mình gây ra mình phải chịu trách nhiệm Tại sao từ em gây ra chuyện Em không thay đổi bản thân Mà lại tìm đến cách ngu ngốc này Để giải quyết vấn đề Ngọc Thái nở nụ cười man dợ rồi nói Anh trai của em thì cái gì cũng giỏi Anh nói cái gì cũng đúng Kể cả việc cướp người phụ nữ của em Cũng đúng luôn Tôi thấy đại dương bị Ngọc Thái xúc phạm liền nói xen vào Anh làm gì cũng được Nhưng có thể nán lại một chút để người này gặp mặt anh lần cuối được không? Dứt lời, tôi liền đẩy Vi ra trước. Lúc ngồi trên xe, Đại Dương trở tới quán bar, tôi đã nhớ tới cuộc gọi của Vi và ngay lập tức gọi báo cho cô ta. Cũng may Vi đang ở gần đây và nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy Vi, Ngọc Thái bất ngờ hét lên. Cô tới đây làm gì? Vi vẫn đi về phía Ngọc Thái. Cô ta vừa nói vừa đưa cho Ngọc Thái tờ giấy. Em muốn gặp anh báo cho anh một tin vui. Con của chúng ta được 20 tuần tuổi rồi, Bác sĩ nói nó là con gái Rất khỏe mạnh Anh tự xem đi Cô biến đi Đừng ở đây lừa dối tôi Em không lừa dối anh Em nói thật Chẳng phải mỗi lần quan hệ Em đều không chịu dùng bao đó còn gì Cô câm miệng lại cho tôi Nói rồi Ngọc Thái chĩa con dao về phía Vi Cô muốn chết chung với tôi phải không Được Nếu muốn tôi cho cô tại nguyện Dù sao thì cô Mà người yêu tôi mới bỏ tôi hành động của ngọc thái khiến những người có mặt sợ tới mức nín thở nhưng vi thì không cô kéo áo của mình lên để lộ bụng đã nhô khá cao rồi hét vào mặt thái đúng vậy nếu anh chối bỏ việc anh đã làm nếu anh không muốn nhận con của anh thì anh giết chết con của anh luôn đi ngọc thái di chuyển tầm mắt xuống bụng của vi đại dương trước thời cơ xông tới đã bay con dao trên tay ngọc thái máu từ chân đại dương lập tức phụt ra thành dòng anh dương vi Tôi và Ngọc Thái đồng thời thét lên Do Thái cầm chắc tay Nên cú đá của đại dương không chỉ khiến anh Bị cắt một đường ở cổ chân Mà mũi dao đã văng ra chúng vào bụng vi gần đó Nên cũng bị rạch một đường khá sâu Ngay gần vị trí tay Ngọc Thái chạm vào Mọi người vây quanh thấy máu thì nhau nhắc súng vào Tôi nghe giọng của bảo quát lớn Nhanh lấy hộp y tế ra đây Do đại dương bị cắt trúng gân Nên không thể cầm máu ngay được Còn vi sợ ảnh hưởng tới thai nhi nên hai người nhanh chóng được bảo trở tới bệnh viện tư ngọc thái nét mặt lo âu không dám rời mắt khỏi vết thương trên bụng vi còn tôi thì khóc suốt dọc đường tới bệnh viện vết thương đâm vào chân anh mà tôi cứ ngỡ đâm vào da thịt mình một loại cảm giác vừa đau đớn vừa lo sợ lo sợ vì máu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của anh thì tôi phải làm sao đại dương véo nhẹ má tôi cười nói anh không sao em cũng đừng lo lắng quá như thế chỉ là vết thương nhỏ thôi mà Mặc dù cố áp chế chỉ là vết thương nhỏ Nhưng tôi vẫn không an lòng Thì ra tình yêu là như vậy Là loại cảm giác lo được lo mất Là loại cảm giác đau đớn Khi nhìn thấy người mình yêu bị đau Lúc bác sĩ may lại vết thương cho đại dương Anh không chịu buông tay tôi ra Mà nắm chặt Anh thừa nhận Thật ra anh rất sợ đau Có em bên cạnh anh không còn cảm giác đau nữa Nhìn sang Ngọc Thái và Vi bên cạnh Nghe bác sĩ nói vết thương trên bụng Vi Chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi cũng đã yên tâm. Mặc dù bác sĩ nói vết thương của vi không sao, nhưng nét mặt của Ngọc Thái vẫn đầy lo lắng. "Cảm ơn bác sĩ, còn vết thương của anh trai tôi có nặng lắm không ạ?" "Rất may, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện để bác sĩ xử lý kịp thời, hiện tại đã ổn, cả hai có thể xuất viện. Cả hai lưu ý vệ sinh vết thương sạch sẽ, tránh nhiễm trùng." Lúc ra về, vì vết thương ở cổ chân vừa may gây căng da, nên đại dương đi lại hơi khó khăn. Ngọc Thái thấy vậy thì nói với tôi: chị đỡ vì đi để em cõng anh ấy ra xe. cả tôi, đại dương và bảo đều đứng hình khi nghe Ngọc Thái nói. câu nói của anh tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa tất cả. anh không chỉ chấp nhận buông bỏ tình yêu với tôi mà còn quan tâm tới vì nữa. bảo chở chúng tôi đi ăn trưa, sau đó đại dương theo tôi về căn hộ chúng tôi thuê. anh không tới công ty mà năn nỉ tôi ở lại. anh phải ở nhà thì nghĩ kế. Làm sao cưới trước thằng em anh trai anh mới được Không thể để cho nó vượt mặt chúng ta Con của anh ấy được 20 tuần tuổi rồi Anh có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp đâu Vậy thì anh phải đẩy nhanh tiến độ để đuổi kịp em nó thôi Dứt lời Đại Dương ôm tôi đặt lên giường Quần áo trên người tôi nhanh chóng được chút xuống Chân của anh đang bị thương mà Anh bị thương ở chân phải Còn anh làm việc bằng chân giữa Không liên quan gì cả Tôi đánh khẽ vào người anh Vậy mà vừa nãy con bắt thái cõng anh lên tận đây cơ đấy, thì ngày nhỏ anh cõng nó nhiều rồi, lớn lên nó phải cõng lại anh cho biết mùi. Nói rồi anh lại bổ sung, Với lại nói đưa anh lên đây nó mới yên tâm, chứ nhớ anh về nhà bố mẹ biết chuyện thì nó cũng ngại. Kết quả, tôi bị anh đẩy nhanh tiến độ, tới khi Quỳnh Chi và Phương Thanh đi làm về, anh mới dừng lại. Những ngày sau đó, sáng nào Đại Dương cũng đến căn hộ chở tôi đi ăn sáng, sau đó chúng tôi cùng tới showroom làm việc vì showroom ngày nào cũng đông khách tới xem xe nên chúng tôi có thời gian riêng tư rất ít hôm cuối tuần anh chở tôi về nhà ăn cơm cùng với gia đình hôm đó ngọc thái cũng đưa vi về nhìn thấy tôi ngọc thái cười tươi nói em chào chị dâu nói rồi ngọc thái đẩy vi về phía tôi em muốn đi mua đồ gì muốn ăn gì cứ nói với chị dâu chị ấy sẽ dẫn em đi tới những địa điểm được gọi là nổi tiếng nhất hà nội đại dương thấy ngọc thái nói vậy vội kéo tôi về phía anh rồi nhìn ngọc thái nói ngày mai thì không được anh chị và bố mẹ phải về hải phòng rồi em tự đưa vi đi nhé vi chê em không có mắt thẩm mỹ nên không muốn em đi cùng thế thì tuần sau đi ông ngọc hải và bà mỹ lệ nhìn thấy hai đứa con trai của mình có đôi có cặp lại nói chuyện vui vẻ với nhau thì vui lắm hai người cứ cười mãi đặc biệt khi biết chuyện vi đã mang thai hai người rất xúc động ông ngọc hải hỏi ngọc thái và vi thế hai đứa tính thế nào có cưới luôn không em ấy bảo để sinh xong rồi cưới chứ cả đời mới được mặc váy cưới một lần mà bụng to như thế thì mặc xấu bố mẹ tùy hai đứa đại dương bất thình lình lên tiếng em ấy mà không cưới thì để tụi con cưới trước tôi bị bất ngờ vì câu nói của anh nên léo nhéo anh một cái thật mạnh đại dương bị tôi nhéo đau vẫn nói tiếp ngày mai bố mẹ xin phép bố mẹ của giang nếu hai bác ấy đồng ý thì chúng con sẽ cưới luôn ạ à lúc đại dương đưa tôi về tôi giận không thèm nói chuyện với anh tôi và anh yêu nhau chưa được bao lâu vậy mà lúc nào cũng đòi cưới tôi muốn tôi và anh có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau để hiểu tính cách của nhau mới tiến đến hôn nhân sợ phương thanh và quỳnh chi biết chúng tôi giận nhau nên đại dương kéo tôi vào phòng giải thích tại anh nhớ em xin em ở lại căn hộ thì em không cho vì vậy chỉ còn cách cưới sớm anh mới đường đường chính chính được ở bên em thôi ngày nào chúng ta cũng gặp nhau cả ngày mà anh còn nhớ cái gì nói cả ngày ở bên nhau anh mới nhớ ở showroom thì bị thằng dũng và thằng thanh cản mũi về đây thì sợ chi với thanh nên mấy ngày nay anh chưa được hôn em em cho anh hôn một cái nhé dứt lời anh không cần tôi đồng ý mà lao vào hôn tôi chúng tôi trao nhau nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận cho đến khi tôi cảm nhận được nơi nào đó của anh đã thức giấc liền đẩy ra anh về đi mai chúng ta còn phải dậy sớm để về hải phòng nhưng mà anh về bây giờ thì người anh em của anh phải làm thế nào phòng em không có cách âm anh sẽ làm trong im lặng anh mà không về là em giận luôn đấy đại dương mang khuôn mặt buồn thiu ra về ngày hôm sau đại dương chở tôi ông ngọc hải và bà mỹ lệ về hải phòng vừa nhìn thấy bố tôi ông ngọc hải đã lao vào ôm hùng mai hai người là bố mẹ của bé giang à thế mày với mỹ là bố mẹ của con rể tao à đúng là trái đất tròn nhỉ Bố tôi quay qua nói với tôi Hải và Mỹ là bạn thân của bố mẹ Hai đứa chúng nó là đại gia giàu nhất Trong ngành buôn bán đồ cổ ở Việt Nam đấy Nghe bố mẹ của hai bên nói chuyện Tôi và Đại Dương vừa vui vừa bất ngờ Để mặc bố mẹ của hai bên nói chuyện Đại Dương kéo tôi lên phòng Cửa phòng vừa đóng lại Anh liền lao vào tôi Như thể mấy năm chúng tôi mới được gặp lại Tay chân anh cũng lần mò loạn xọa vào trong váy của tôi Tôi đẩy anh ra rồi nói Coi chừng bố em lên bây giờ Bây giờ có 10 bố em lên Anh cũng không buông tha cho đâu Nói là làm Đại Dương và tôi quấn quyết với nhau Cho đến khi mẹ của tôi lên gọi chúng tôi xuống ăn cơm Đại Dương mới không đành lòng Rút thứ đó ra khỏi hạ thân của tôi Anh không quên thì thầm Tạm thời tha cho em đấy Lúc ăn cơm ông Ngọc Hải nói Ngày mai vợ chồng ấy dẫn vợ chồng tao đi hỏi thầy xem Ngày nào đẹp để tổ chức lễ cưới hỏi cho bọn trẻ nhé Mẹ tôi cười nói Tao biết có ông thầy này coi hay lắm Ngày mai á, bọn mình phải dậy sớm Chứ không là đợi cả ngày không tới lượt đâu Bà Mỹ Lệ tiếp lời mẹ tôi Ông thầy lần trước mày dẫn tao đi đấy à Đúng rồi Tại lần đó bọn mình đi muộn Nên nó cứ phải đợi Tôi và Đại Dương mới quen nhau Tôi cứ nghĩ khi bố của Đại Dương đặt vấn đề Chuyện cưới xin Bố tôi sẽ phản đối kịch liệt Không ngờ bố tôi lại thuận tình Nhưng muốn tống khứ đứa con gái ế chồng ấy cho ngay lập tức Bố mẹ hai bên mải mê bàn chuyện đại sự của hai chúng tôi mà chẳng cần hỏi ý kiến của chúng tôi như thế nào. Đại dương nghe bố mẹ hai bên nói chuyện thì cười tít cả mắt, còn tôi chỉ biết nâng tay lên đỡ chán. Các bạn khán thính giả, đừng quên ấn like cho video và bình luận câu nói mà mình yêu thích nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.